Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 241, ủy khuất đến biến hình. Xuống xe, tiến vào trường thi Diệp Oản Oản đã gửi cho Diệp Mộ Phàm một cái tin nhắn, anh ơi chờ kỳ thi đại học kết thúc chúng ta có thể gặp mặt được không? Lúc trước cô gửi tin tức cho anh trai cô nói những chuyện xảy ra của Thẩm Mộng Kỳ ở trường học, nhưng giống như cô đã dự đoán trước đó anh trai của cô không có đáp lại bất kỳ cái gì, gọi điện thoại cho anh cũng đều không tiếp. Hôm nay tin nhắn này cùng giống như trong dĩ vãng đều như là biệt tâm biệt tích. Diệp Oản Oản đợi một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là đóng di động gạt bỏ tất cả suy nghĩ, hít sâu một hơi tiến vào trường thi. Hiện tại, cô có thể hành động tự do, chờ thi xong cô bất cứ lúc nào cũng có thể đi tìm anh cô. Hai ngày sau đó, Diệp Oản Oản đều tập trung tinh thần của mình toàn lực chiến đấu hăng hái cho kỳ thi này. Buổi chiều ngày hôm sau, cuối cùng cũng thi xong môn toán học rồi, cuộc sống học sinh trung học của cô rốt cuộc cũng đã kết thúc. Diệp Oản Oản đi ra khỏi trường thi, nhìn lên bầu trời xanh thẳng, không khí trong lành, thể xác và tinh thần cô thực thoải mái, cả người phảng phất như lại lần nữa tái sinh. Chung quanh một đám học sinh giống như là chim nhỏ được sổng lồng hoan hô nhảy nhót tứ phía rồi chạy lại bên ba mẹ của bọn họ. Diệp Oản Oản nhìn đám người đó, đột nhiên trước mắt thoáng lên một cái, cô thật giống như thấy được một bóng dáng quen thuộc. Cha cô, lúc cô muốn đi lại xem cho chính xác lại phát hiện bóng dáng của người nọ đã không còn đứng đó nữa. Có thể là do cô quá nhung nhớ nên sinh ra ảo giác đi. Oản Oản. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, phía sau truyền đến thanh âm của Giang Yên Nhiên, một bên còn có Sở Phong đi theo. Hai người họ thực trùng hợp mà cùng cô thi ở cùng một trường thi, bọn họ thi ở trên lầu, cô thi lầu dưới. Chị Oản Oản, chị thi như thế nào rồi? Nhất định là rất tốt đi. Sở Phong hưng phấn hỏi. Cũng tạm được, hai người thì sao? Diệp Oản Oản hỏi. Sở Phong ngượng ngùng gãi gãi đầu, môn số học cuối cùng có một đề không có làm, thật là quá biến thái mà, hoàn toàn chưa bao giờ thấy qua đề như vậy a. Tất cả mọi người đều nghị luận nói đó có phải là cho người bình thường làm hay không a. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, có khó như vậy sao? Kỳ thật không có quá cao siêu, chẳng qua là đem vài thứ kiến thức sâu chuỗi với nhau tạo ra một đề lớn thôi. So với Từ Dạ Hàn khi dạy cho cô, anh ra những bài toán như địa ngục đó cấp độ khó khăn so với đề bài này thật đúng là không tính là gì cả. Vốn dĩ cô nghĩ mình chỉ có thể thi được điểm không sai biệt lắm với khi học là được, chỉ cần toán học không phải quá thấp điểm cộng thêm lấy thành tích văn khoa của cô thì chuyện cô thi đậu vào đế truyền đều không quá lớn. Nhưng bất đắc dĩ là thầy giáo nhà cô dạy học bổ túc thật sự là quá chuyên nghiệp, từ cấp bậc đơn giản đến khó dễ, từ bình thường đến khó khăn như địa ngục, tất cả đều dạy bổ túc cho cô từng thứ một. Nhận thấy được sắc mặt của Giang Yên Nhiên ở một bên tựa hồ không tốt lắm, Diệp Oản Oản quan tâm hỏi, Yên Nhiên, làm sao vậy? Không làm tốt sao? Giang Yên Nhiên nhìn chằm chằm màn hình di động thất hồn lạc phách mà lắc đầu, không, không phải. Kết quả vừa dứt lời nước mắt liền xuống dưới. Cái này làm cho Diệp Oản Oản thật sự hoảng sợ, như thế nào lại khóc? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Giang Yên Nhiên ngay lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực của cô, thương tâm muốn chết rồi cất tiếng nói, sao có thể như vậy được chứ? Mình không tin, mình không tin, chồng của mình sao có thể làm loại sự tình này chứ? Chồng của mình tuyệt đối không phải là kẻ biến thái. Diệp Oản Oản không hiểu ra sao hỏi lại, hả? Chồng của cậu, Sở Phong sao? Anh ta làm sao vậy? Sở Phong ủy khuất đến độ sắp biến mất hoàn toàn dưới ánh mặt trời, chị Oản Oản, người Yên Nhiên nói không phải em, đó là người cô ấy thích, Hàn Thiên Vũ. Ách, thì ra là thế. Nghe được ba chữ, Hàn Thiên Vũ, ánh mắt Diệp Oản Oản tức khắc ngưng động lại, Hàn Thiên Vũ đã xảy ra chuyện. Nhanh như vậy sao? Cô nhớ rõ có thể là do sự tình mấy ngày nay, cho nên cô gần đây vẫn luôn lưu ý đến, nhưng điều mà cô không hề nghĩ tới chính là Giang Yên Nhiên siêu cấp fan này lại phát hiện sớm như vậy. Diệp Oản Oản click mở di động mấy cái, mở ra một trang web lớn, chỉ thấy 2 giờ trước đó, cũng chính là thời điểm bọn họ còn đang ở trường thi, các trang web lớn liền công khai ra tin tức mang tính bùng nổ mạnh nhất, Tiểu Thiên Vương Châu Á nhân khí Hàn Thiên Vũ lại là biến thái luyến đồng chi phích. Chương 242, khẳng định là giả. Hiện nay Hàn Thiên Vũ là nam nghệ sĩ có thu nhập cao nhất trong vòng giải trí, lại là Tiểu Thiên Vương có cơ hội xưng bá khắp Châu Á. Bởi vì bề ngoài của Hàn Thiên Vũ quá mức xuất sắc, tuấn tú đẹp trai phong độ, cho nên khi mới vừa ra mắt liền nhận được quan tâm từ khắp mọi nơi, thuận buồm xuôi gió, mức độ nổi tiếng còn vượt trội hơn cả nghệ sĩ đứng đầu của giải trí Hoàng Thiên là Lăng Thiếu Chiết trước đây.
hai người bởi vì tuổi tác, cũng như xác định các hạng mục hợp tác tương đối giống nhau, cho nên mức độ cạnh tranh khá là kịch liệt. Không lâu trước đây, Hàn Thiên Vũ mới vừa tiếp nhận một bộ phim được chế tác đầu tư trên 100 triệu từ đoàn làm phim của Hollywood, đội ngũ của bộ phim toàn ngôi sao lớn, nếu phim này được công chiếu tuyệt đối sẽ là một quả bom lớn, làm cho sự nghiệp của anh ta vượt trội nhanh chóng, rồi anh ta sẽ vươn lên vị trí đứng đầu của giới giải trí, nhưng ai biết ở thời điểm mấu chốt này lại xảy ra chuyện như thế này. Nếu Hàn Thiên Vũ kết thúc, bộ phim điện ảnh này của anh ta khẳng định sẽ rơi vào tay của Lăng Thiếu Chiết, bao gồm nhiều tài nguyên trên người đều sẽ bị nhân cơ hội này mà chia cắt cướp đi tất cả. Giang Yên Nhiên khóc lóc mở miệng, khẳng định là công ty đối thủ dở trò quỷ. Là bọn họ ở sau lưng hất bát nước bẩn này lên người của Thiên Vũ A. Một bên Sở Phong nhỏ giọng nói thầm, nhưng báo chí đều nói là bọn họ có lời nói của bé gái, cùng ba mẹ cô bé làm bằng chứng nha. Giang Yên Nhiên lập tức từ trong lòng ngực của Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên chừng Sở Phong, có lời nói làm chứng thì sao? Lời nói làm bằng chứng đó không chừng là bọn họ đang nói dối thì sao? Sở Phong thanh âm càng yếu đi, nhưng trong cơ thể của cô bé đó phát hiện ra có thành phần của thuốc ngủ. Giang Yên Nhiên trong ánh mắt đã sắp phát hỏa phản bác lại lời của Sở Phong, kia cũng không thể chứng minh nhất định là do chồng của em cho cô bé đó uống a. Có chứng cứ sao? Có ai tận mắt nhìn thấy cảnh đó sao? Sở Phong trong nháy mắt lắc đầu như trống trầu trả lời, đúng đúng đúng. Là giả, khẳng định tất cả điều đó đều là giả. Chồng của em trước giờ vẫn luôn có sở thích làm từ thiện như vậy, đối với bé gái cũng vô cùng thân thiện cho nên tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện vô nhân tính như thế này nha. Nghe Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong tranh cãi làm cho Diệp Oản Oản bật cười. Trên thực tế, lời mà Giang Yên Nhiên mới nói một chữ cũng không sai. Câu chuyện này từ đầu tới đuôi đều là một âm mưu vì muốn phá hủy Hàn Thiên Vũ. Cha mẹ của bé gái kia vì muốn đòi lấy một món bồi thường lớn cho nên đã tự mình tự biên tự diễn hết tất cả mọi chuyện, bọn họ còn tự mình tiêm thuốc vào cơ thể của con mình, sau đó còn bày cho con mình cùng nhau nói dối vụ oan hãm hại Hàn Thiên Vũ dâm loạn. Kiếp trước, chứng cứ mà cha mẹ cô bé muốn đưa ra để hãm hại Thiên Vũ cũng không quá rõ ràng, ở dưới tình huống không có bằng chứng liền không có biện pháp định tội cho Hàn Thiên Vũ. Nhưng đây là loại án kiện dân sự, nếu nhất định phải tiếp tục kiện tiếp thì không thể nào biết trước kết quả được, càng không biết được sẽ phải kéo dài trong bao lâu. Lúc ấy dưới áp lực của dư luận bên ngoài cùng áp lực khi tham gia trên tòa án việc thẩm tra xử lý rõ ràng có khuynh hướng không mấy thuận lợi, cho nên công ty của Thiên Vũ liền an bài cho anh ta lựa chọn việc giải hòa bồi thường tiền cho xong việc. Cho đến mấy năm sau, bé gái kia có thể là bởi vì áy náy mà chính miệng nói ra chân tướng rốt cuộc mới rửa sạch được vết nhơ của Hàn Thiên Vũ. Nhưng sự nghiệp của anh ta bởi vì đoạn tai tiếng này ảnh hưởng đã sớm tụt dốc, một ngôi sao chói mắt cứ như vậy ngã xuống. Mặc dù Hàn Thiên Vũ là nghệ sĩ của công ty đối thủ nhưng Diệp Oản Oản đối với anh ta ấn tượng kỳ thật không tồi, dù sao Hàn Thiên Vũ cũng là nghệ sĩ khó mà có được cả nhan sắc lẫn kỹ thuật diễn cao siêu trong giới giải trí, ngay cả cha của cô cũng từng khen qua anh ta. Kỳ thật lúc trước cô có nghĩ tới chuyện báo trước cho anh ta chuyện có thể xảy ra, nhưng ngẫm lại cảm thấy không thể nào. Cô là người sống lại nên có thể biết trước một số chuyện trong tương lai nhưng người khác lại không biết, cô nếu tùy tiện đi nói lung tung sẽ khiến người khác nghĩ cô không bình thường mất. Giang Yên Nhiên mặt đầy vẻ nôn nóng, làm sao bây giờ? Có rất nhiều người đều tin lời của cô bé cùng cha mẹ cô bé ấy nói, còn nói Thiên Vũ thường xuyên tổ chức tiệc từ thiện có mời các bạn nhỏ tham gia, cũng là vì thuận lợi cho chính mình dâm loạn với những bé gái đó một cách thoải mái. Bọn họ sao lại có thể không có bằng chứng liền suy đoán lung tung như vậy chứ? Thật sự là quá đáng mà. Chương 243, người luôn ngược cẩu như cô sớm hay muộn cũng bị trả lại. Diệp Oản Oản quét mắt lướt qua bình luận trên mạng, một bộ dạng háo hức xem náo nhiệt không quan tâm đâu là thật đâu là giả, cô thấy đại bộ phận người qua đường đều là không hỏi thật giả, ngu ngốc mắng chửi Thiên Vũ, mắng nghệ sĩ đó biến thái, mắng giới giải trí hỗn loạn, huống chi trong đó khẳng định còn có Hoàng Thiên, chắc chắn là nhân cơ hội này mà đưa một chân vào khuấy động thêm cuộc tranh luận này. Chỉ trong mấy giờ ngắn ngủn tin tức này đã xâm chiếm tại tất cả các đầu đề của các tờ báo lớn trong giới giải trí cùng hot search. Diệp Oản Oản trầm ngâm nói, trừ phi đối phương chính miệng thừa nhận chính mình là vì muốn lừa gạt để nhận được một khoản bồi thường lớn cho nên muốn nói dối, nếu không. Giang Yên Nhiên sắc mặt trắng nhợt hỏi lại Diệp Oản Oản, bọn họ nếu thật sự có ý đồ hãm hại làm sao có thể thừa nhận hành vi của mình được chứ? Không sai, đây mới là vấn đề cốt lõi nha. Làm thế nào để chính miệng đối phương nói ra chân tướng?
nếu chờ mấy năm nữa khi cô bé kia chính mình thẳng thắn thừa nhận mọi chuyện đến lúc đó tất cả đều đã không còn kịp nữa rồi. Hay là chúng ta sử dụng biện pháp tàn nhẫn mạnh bạo một chút, dọa cho bọn họ sợ hãi, rồi buộc bọn họ đem toàn bộ sự việc nói ra. Sở Phong đề nghị nói. Diệp Oản Oản lắc đầu, hiện tại Hàn Thiên Vũ đã bị quản chế, sao có thể dùng loại thủ đoạn quá khích này được chứ? Huống chi Hoàng Thiên khẳng định vẫn đang nhìn chằm chằm vào tình huống hiện tại, bên đó đang chờ đợi sự hỗn loạn của bên Hàn Thiên Vũ. Một khi bị Hoàng Thiên phát hiện dùng bạo lực thúc ép, Hàn Thiên Vũ liền sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Kỳ thật kiếp trước cô cũng có chú ý chuyện này, cũng đã nghĩ tới vấn đề này, hơn nữa, thật ra cô cũng đã nghĩ tới phương pháp giải quyết. Bất quá lúc ấy việc ra ngoài của cô luôn bị người khác giám sát, cho nên cô không có khả năng đi giúp đỡ một người xa lạ như Hàn Thiên Vũ được. Sở Phong ngẫm lại cũng cho là ý của Oản Oản chính xác, đành phải an ủi Yên Nhiên nói, người tốt tự có thiên tướng, nói không chừng sự tình sẽ xuất hiện chuyển biến đấy. Giang Yên Nhiên uể oải ỉu xìu gật gật đầu, chỉ hy vọng như thế đi, tóm lại trước khi có chứng cứ xác thực, em sẽ không bảo sao hay vậy, em vẫn sẽ luôn tin tưởng Thiên Vũ. Sở Phong liên tục phụ họa, chúng ta cùng nhau vì Thiên Vũ mà cố gắng lên nha. Giang Yên Nhiên cảm động mà ôm lấy Sở Phong, cảm ơn anh. Thân thể Sở Phong tức khắc cứng ngắc như một cây nước đá, trên gương mặt tràn đầy đỏ ửng, vẻ mặt hoảng hốt mở miệng nói, ơn, cảm ơn anh làm cái gì, người mà em thích chính là idol của anh nha. Diệp Oản Oản đứng ngay bên cạnh bị ngược, vẻ mặt không còn điều gì có thể nói nữa. Ai, người luôn ngược cẩu như cô sớm hay muộn cũng bị trả lại. Chấm chấm. Đế Đô, tại cửa biệt thự xa hoa. Một đoàn phóng viên đông nghìn nghịt đem Hàn Thiên Vũ cùng người đại diện mới từ xe bảo mẫu xuống vây chặt đến con kiến chui cũng không lọt. Hàn Thiên Vũ, xin hỏi tin tức mà vợ chồng Triệu Thị nói là thật sao? Có phải anh năm ấy đối với con gái mới 10 tuổi của bọn họ có hành dâm loạn, thậm chí còn muốn có hành vi xâm hại nữa hay không? Mấy năm nay cái mà anh gọi là đi từ thiện cùng cứu trợ bệnh nặng cho trẻ em rồi mời bọn họ cùng với anh đi đến trang viên làm khách cũng chỉ là muốn thỏa mãn thú vui của riêng mình đúng không? Đây có phải là thủ đoạn của anh đúng không? Hàn Thiên Vũ, anh là người có sở thích luyến đồng sao? Xin hỏi phương diện tâm lý của anh thực sự có bệnh hay không? Hàn Thiên Vũ một thân mặc đồ màu đen, trên mặt mang kính râm lớn, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, từ đầu tới cuối đều không nói một lời, được vệ sĩ cùng người đại diện hộ tống hướng bên trong đi vào. Người đại diện duỗi tay ngăn lại một phóng viên đang muốn đem microphone nhét vào mặt của Hàn Thiên Vũ, lớn tiếng nói, xin nhường đường một chút. Làm phiền mọi người xin nhường đường một chút đi, thanh giả tự thanh, vấn đề của mọi người cứ chờ chân tướng được điều tra rõ ràng, tức khắc bên công ty của chúng tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời vừa lòng. Lúc này, trong đó một phóng viên lòng đầy căm phẫn lôi ra một bức ảnh được phóng to ra, âm thanh sắc bén mở miệng nói, thanh giả tự thanh. Đối với bức ảnh chụp này anh muốn giải thích như thế nào đây? Đây là ảnh chụp chung của anh với mấy đứa bé ở trong phòng ngủ của mình. Mấy đứa trẻ đó còn cùng nhau nằm chung với anh ở trên giường của anh, chúng ta có thể suy đoán số lượng đứa bé bị anh uy hiếp cùng xâm phạm không chỉ có một người đúng không? Tấm ảnh này được phóng viên lấy ra cũng không có gì đặc biệt cả, vì đây là bức ảnh được công ty của Thiên Vũ chủ động cấp cho truyền thông trước đó. Chương 244, nên không phải là bị anh chơi đùa chết rồi đúng không? Dưới danh nghĩa của Hàn Thiên Vũ có một trang viên được anh ta cải tạo thành nhạc viện thiếu nhi. Anh ta thường xuyên mời một vài đứa trẻ mà anh ta từng cứu trợ tới trong nhà chơi. Lúc ấy công ty chụp rất nhiều hình ảnh giữa Hàn Thiên Vũ cùng bọn trẻ, có cùng nhau làm trò chơi, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau lăn ở trên cỏ cười đùa. Tấm ảnh mà anh ta và đứa bé cùng nhau nằm ở trên giường kia chỉ là một trong những tấm ảnh chụp lúc đó mà thôi. Ảnh chụp chung kia xác thật là ở trong phòng ngủ của Hàn Thiên Vũ, bởi vì phòng ngủ của anh ta, giường được làm thành hình dạng thuyền hải tặc. Bọn trẻ đều rất thích cho nên thường xuyên chạy tới cùng anh ta tranh giành giường. Hiện tại tấm ảnh đó lại bị truyền thông lấy ra làm thành bằng chứng anh ta dâm loạn cùng với trẻ em. Hàn Thiên Vũ tháo kính râm xuống nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp kia, trên mặt có chút tức giận bốc lên. Mà nhóm truyền thông thấy thế tức khắc càng thêm điên cuồng mà xông lên, Hàn Thiên Vũ. Anh đến bây giờ còn muốn phủ nhận sao? Bé gái kia đã chính miệng chỉ ra và xác nhận anh chính là người cởi quần áo của cô bé, chạm đến nơi riêng tư của cô bé. Thậm chí còn bắt buộc cô bé khẩu giao cho anh. Đối với đứa bé làm sao anh lại có thể làm ra loại chuyện như thế này được chứ, anh quả thực là cầm thú cũng không bằng mà. Hàn Thiên Vũ lập tức bước chân lên phía trước, lẳng lặng nhìn về phía tên phóng viên đang nói chuyện kia, anh lặp lại lần nữa cho tôi xem.
Các phóng viên ở đây thấy Hàn Thiên Vũ rốt cuộc cũng có phản ứng lại, đáy mắt tất cả đều hiện lên hưng phấn sôi nổi kích động cầm camera chen nhau tiến lên. Tên phóng viên xấu xí kia mặt đầy trào phúng cùng khinh thường tiếp tục mở miệng nói, như thế nào? Dám làm còn không dám nhận sao? Cái gì là thần tượng tốt chứ? Cái gì mà thanh thuần trong giới giải trí? Chính là cái vẻ bề ngoài ngụy quân tử mà anh tạo ra mà thôi. Ghê tởm biến thái, đúng rồi, nghe nói anh có một em gái lúc 6 tuổi thì ngã bệnh đã chết, ha ha, hiện tại nghĩ kỹ thì chắc sẽ không phải là bị anh chơi đùa đến chết đi chứ. Giọng nói của tên phóng viên kia hạ xuống, trong nháy mắt cũng vang lên cùng với một tiếng kêu la như giết heo, Hàn Thiên Vũ thật nhanh đã đánh một quyền thật mạnh ở trên mặt của hắn ta. A! Hiện trường bốn phía nổ lên tiếng kinh hô, nhất thời loạn làm một trận. Đánh người, Hàn Thiên Vũ đánh người. Hàn Thiên Vũ đánh phóng viên, chẳng lẽ anh ta bị truyền thông nói thẹn quá thành giận sao? Thật quá đáng. Dừng tay, Thiên Vũ, anh điên rồi sao? Trên mặt của người đại diện đầy vẻ tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Mà Hàn Thiên Vũ sớm đã mất đi lý trí, cho nên người đại diện cùng vệ sĩ cùng nhau đến cũng chưa chắc có thể giữ chặt được anh ta, cho nên chỉ có thể nhìn thấy cảnh anh ta gắt gao đem tên phóng viên kia ấn ở trên mặt đất, một quyền lại một quyền mà đánh. Hết thảy tất cả những hành động này đều bị phóng viên ghi lại rõ ràng. Cuối cùng, bảo an của công ty đều được huy động đến, rốt cuộc mới đem được đám người hỗn loạn kia giải tán. Tên phóng viên kia sắc mặt âm ngoan mà che lại dấu vết mặt mũi bị đánh bầm dập, Hàn Thiên Vũ, anh cứ chờ đó đi. Chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị dập tắt, tôi nhất định sẽ vạch trần gương mặt thật của anh. Sau một hồi hỗn loạn cuối cùng cũng về tới nhà. Hàn Thiên Vũ ngồi ở trên sofa đáy mắt vẫn còn sót lại âm lãnh mới vừa rồi đánh người, người đại diện Phí Dương còn đang sứt đầu mẻ chán mà không ngừng tiếp điện thoại. Một màn đánh nhau vừa rồi đã nhanh chóng được đăng thành video truyền lên trên mạng, lấy tốc độ nhanh như bay mà lan truyền đến khắp mọi người. Hiện tại trên mạng đều nghiêng về một bên, tất cả mọi người đều đứng ở bên tên phóng viên người lên tiếng mang danh bảo vệ công lý cùng lẽ phải kia, toàn bộ mọi người đều bị câu nói của tên phóng viên. Chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị dập tắt, kích động, đây cũng chính là nguyên nhân mà dư luận khắp nơi đang lên tiếng chống đối Hàn Thiên Vũ, những cuộc tranh luận lập tức mở rộng. Phí Dương ở trong điện thoại bị quản lý cấp cao của công ty mắng nhiếc, sắc mặt tối sầm lại mà cúp điện thoại, nhìn về phía Hàn Thiên Vũ nói, Thiên Vũ, anh quá xúc động rồi. Tôi đều dặn dò mấy trăm lần là anh nhất định phải bình tĩnh. Những người phóng viên đó chính là muốn làm lớn sự việc lên, cố ý lấy lời nói kích động anh. Một đám người đó tất cả đều ước gì anh mất khống chế để làm ra chuyện gì đó. Hành động vừa rồi của anh không khác nào chính mình cầm đao lên giúp bọn họ một tay vậy. Phí Dương tức giận đang còn muốn tiếp tục nói lại thấy Hàn Thiên Vũ không nói một tiếng nào mà ngồi ở trên sofa nhìn trên di động ảnh chụp của em gái mình, sau đó vẫn là thở dài không có tiếp tục mở miệng nói nữa. Hôm nay lời phóng viên kia nói cũng thật là quá đáng. Nhưng những người trên mạng lại không có khả năng sẽ đứng ở góc độ của Hàn Thiên Vũ mà đặt ra vấn đề để hỏi, thậm chí mọi người sẽ theo hướng mà tên phóng viên đó nói, càng liên tưởng chuyện của Hàn Thiên Vũ theo hướng dơ bẩn xấu xa mà thôi. Phí Dương đang nghĩ ngợi chuyện đã phát triển lớn đến mức này thì phải dùng cách nào để có thể bù đắp lại hình tượng tốt nhất, ngay lúc này, di động của Hàn Thiên Vũ đột nhiên vang lên đó là một dãy số quen thuộc. Là cha của đứa bé kia gọi tới. Ánh mắt của Phí Dương tức khắc lặng đi. Sợ Hàn Thiên Vũ mất khống chế lại nói ra lời không nên nói, vội vàng mở miệng nói, di động của anh đưa cho tôi đi, tôi sẽ nói chuyện cùng với cha của đứa bé đó. Chương 245, một xu cũng không cho. Đã nhận được giấy gọi của tòa án rồi sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh hết sức lạnh đạm của cha đứa bé đó. Tôi là Phí Dương, người đại diện của Hàn Thiên Vũ, Triệu Đại Dũng, ông muốn bao nhiêu tiền thì chúng tôi sẽ cho ông. Chỉ cần ông ở trước mặt truyền thông nói ra toàn bộ sự thật. Phí Dương ấn xuống nút ghi âm ý muốn sau này lấy đoạn ghi âm này ra làm bằng chứng đối chất với đối phương. Bên kia điện thoại người đàn ông nghe vậy đầu tiên là trầm mặc một lát, sau đó lại chợt mở miệng, trong thanh âm phảng phất lửa giận cực độ, đồ chó má nhà ngươi. Lời này của các người là có ý tứ gì chứ? Hàn Thiên Vũ là người có sở thích luyến đồng biến thái, dù cho anh ta có tiền thì sao chứ? Việc làm của anh ta cũng quá mức làm tổn hại đến đạo đức luân lý của con người, sao anh ta có thể tùy ý làm bậy đổi trắng thay đen như vậy được chứ? Rốt cuộc là ai mới là người đổi trắng thay đen chứ? Giờ phút này cuối cùng Phí Dương cũng có thể hiểu được tâm tình mất khống chế mới vừa rồi của Hàn Thiên Vũ, hít sâu một hơi mở miệng nói, Triệu Đại Dũng, con gái ông bị bệnh nặng,
chi phí thuốc men cùng tiền phẫu thuật tất cả đều do Thiên Vũ chi ra, ông sao lại có thể nói xấu anh ấy như vậy được, lương tâm của ông không có cắn rứt sao? Bởi vì Hàn Thiên Vũ đưa chi phí phẫu thuật cho con gái tôi, nên tôi phải đem con gái cho anh ta tùy ý đùa bỡn sao? Ông, Phí Dương thế nào cũng không nghĩ tới đối phương lại có thể vô sỉ tới tình trạng này, không chỉ không nói được từ nào, mà còn tức giận muốn chết. Hàn Thiên Vũ vì thỏa mãn ham muốn của mình, ngay cả con gái tôi còn nhỏ như vậy cũng không buông tha, anh ta chính là tên súc sinh. Lúc này, Hàn Thiên Vũ đột nhiên đoạt điện thoại từ trong tay Phí Dương, mở miệng gằn từng chữ, tôi nói cho ông biết cho dù ông có tố cáo tôi như thế nào cũng vô dụng thôi, tôi một xu cũng sẽ không đưa cho ông đâu. Người đàn ông ở bên kia điện thoại cười lạnh một tiếng mở miệng nói, được, Hàn Thiên Vũ anh là chết không hối cải vậy thì chúng ta liền chờ xem. Chấm. Sau khi tạm biệt Gian Yên Nhiên cùng Sở Phong, Diệp Oản Oản nhìn lại hộp thư tin nhắn trong di động của mình. Tin nhắn ngày hôm qua mà cô gửi cho anh trai nhắn cô muốn gặp mặt, nhưng anh trai vẫn không có chút trả lời nào cả. Diệp Oản Oản câu môi cười cười, đáy mắt dâng lên một chút ánh lửa, thật tốt ha, anh trai cô một hai phải bức cô dùng thủ đoạn hết sức tàn nhẫn này có phải hay không? Diệp Oản Oản không nhanh không chậm gửi thêm một tin nhắn nữa, trong vòng 10 phút nữa, anh phải gọi điện lại cho em. Nếu không những đoạn video của anh với những cô người mẫu kia cùng nhau lăn giường sẽ xuất hiện trong hòm thư của Thẩm Mộng Kỳ nha. Gửi xong tin nhắn, Diệp Oản Oản đứng ở tại chỗ trong lòng lặng lẽ đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thời điểm đếm tới giây thứ 9, di động liền vang lên, trên màn hình di động hiển thị, đại soái ca vô địch thế giới, mấy chữ dồn dập nhảy lên. Diệp Oản Oản không nhanh không chậm nhận cuộc gọi từ điện thoại của mình, alo. Diệp Oản Oản, sao cô dám, đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh tức giận của Diệp Mộ Phàm. Diệp Oản Oản cười khẽ một tiếng, ai nha, rốt cuộc anh cũng bỏ được bận rộn mà gọi điện trả lời em rồi sao? Em vì cái gì mà không dám làm chứ? Dù sao loại người như em chuyện gì cũng đều làm ra được không phải sao? Diệp Mộ Phàm nghiến răng nghiến lợi đáp lời cô, làm sao cô lại có được loại video này? Em quay lén không được sao? Diệp Oản Oản. Cô thật là biến thái mà. Diệp Mộ Phàm gầm lên giận dữ, ngay sau đó đột nhiên phản ứng lại, cô muốn đe dọa tôi. Cô làm sao sẽ có thứ này được? Cô cho rằng tôi sẽ cùng cô thượng lượng sao? Lại nói cho dù Mộng Kỳ biết được quá khứ của tôi, thì cô ấy cũng sẽ xem như không thấy cái gì có được hay không? Diệp Oản Oản đang muốn nói chuyện đầu bên kia điện thoại của Diệp Mộ Phàm đột nhiên truyền đến âm thanh của người đàn ông xa lạ, ai ai ai, bắt đầu rồi kìa. Diệp Mộ Phàm. Anh rốt cuộc còn muốn chơi nữa hay không a? Nếu chơi liền nhanh chóng chạy đến đặt cược đi. Đã biết, đừng giục tôi nữa. Tôi lập tức tới liền. Diệp Mộ Phàm không kiên nhẫn mở miệng đáp. Diệp Oản Oản nghe tiếng vang ồn ào bên Diệp Mộ Phàm, sắc mặt nhất thời thay đổi. Diệp Mộ Phàm. Anh lại đánh bạc ở đâu vậy? Chương 246, có tư cách gì? Diệp Mộ Phàm giọng điệu lạnh đạm, bớt lo chuyện của người khác đi. Chuyện này không có tí quan hệ nào với cô. Diệp Oản Oản đáy mắt bốc lên lửa giận, anh không học vấn không nghề nghiệp không lý tưởng như vậy cả ngày, Thẩm Mộng Kỳ cô ta có biết không? Bởi vì từ nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng, lại là cháu trai duy nhất trong nhà, Diệp Mộ Phàm chính là bị cưng chiều thành người không có học vấn không nghề nghiệp suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, cả ngày cùng bạn bè xấu ở bên ngoài đánh nhau tiêu xài đua xe bài bạc chơi gái sinh hoạt phức tạp. Nhưng tướng mạo anh trai cô rất đẹp, miệng lại ngọt. Đối với em gái là cô cũng tốt vô cùng, vô luận đi đến đâu chơi cũng đều không quên chuẩn bị phần quà nhỏ vừa hiếm là cổ quái cho cô, chỉ cần cô gọi cho anh một cuộc điện thoại, mặc kệ anh đang làm cái gì đều sẽ đi qua tìm cô. Kiếp trước, cô căm ghét anh trai vì anh không có chí cầu tiến, thậm chí trong nhà biến thành như vậy vẫn cam chịu, Diệp Mộ Phàm bởi vì cho rằng cô không màng tự ái qua lại cùng với Cố Việt Trạch dẫn đến mâu thuẫn của cô và anh trai càng ngày càng sâu đậm, hai người vừa thấy mặt nhau nói không đến vài câu liền nổi giận. Căn bản là không có biện pháp cùng nhau nói chuyện, càng lúc lại càng không cách nào hòa hợp với nhau được nữa. Quả nhiên, Diệp Mộ Phàm vừa nghe Diệp Oản Oản nói lập tức giọng điệu lạnh hơn, chớ động một chút là dùng Mộng Kỳ uy hiếp tôi, dù sao tôi ở trong mắt các người chính là phế vật không có tí tác dụng nào, Mộng Kỳ cùng các ngươi không giống nhau, cô ấy chưa bao giờ đối với tôi hóng hách trách mắng. Cô ấy cũng chưa bao giờ xem thường tôi. Đó là bởi vì cô ta căn bản không để bụng quan tâm đến anh. Anh cái đồ đần độn này, Diệp Oản Oản không nhịn được nữa mà gầm lên giận dữ. Diệp Mộ Phàm nhất thời bị lời nói của Diệp Oản Oản chọc giận, cười lạnh tiếp tục nói, ha ha, tôi đần độn sao?
tôi không có học vấn, không có nghề nghiệp, tôi cả ngày không có lý tưởng. Diệp Oản Oản, cô có tư cách gì mà nói những lời đó với tôi chứ? Cô biết nhà của chúng ta bởi vì cái gì mới biến thành bộ dạng như hôm nay không? Cô có biết cô vẫn luôn giao lưu qua lại cùng với loại người giống như chó, cô lại không biết liêm sỉ cho không Cố Việt Trạch những cái đó. Cô biết người lòng lang dạ sói nhất là ai sao? Diệp Oản Oản bị Diệp Mộ Phàm nói những lời khó nghe đó, tức giận đến phát run cả người, ngón tay giữ gắt gao véo vào lòng bàn tay, là em đần độn. Là em không học vấn không nghề nghiệp, là em cả ngày không lý tưởng, là em làm hại Diệp gia tan nhà nát cửa, là em lòng lang dạ sói cùng ba mẹ đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng là, em cũng là người bị oan uổng bị hãm hại. Em căn bản không có bị nghiện, càng không có đụng chạm với ai cả. Anh đã từng tin tưởng em sao? Em cái gì cũng không biết đã bị đưa đến nơi đáng sợ kia, bị ngăn cách với toàn bộ tin tức của thế giới bên ngoài, ba mẹ, còn có anh tất cả đều không đến, mà chờ đến lúc em có thể ra ngoài tất cả những điều em biết đã thành chuyện long trời lở đất. Bạn bè bỏ em mà đi, vị hôn phu cùng em chia tay, người nhà thân thích thậm chí ông nội bà nội tất cả đều mắng chửi em. Đến cả anh nữa, anh cũng đổ lỗi cho em chỉ trích cùng tức giận mắng chửi còn có một cái tát kia nữa. Nhưng mà anh trai à, thời điểm em bị hãm hại, anh là anh trai của em lại đang ở nơi nào chứ? Em bị Diệp Y Y bỏ thuốc tiêm thuốc phiện vào lúc đó anh đang ở đâu? Mấy năm nay em cô đơn một mình ở bên ngoài là vì sao chứ? Em gặp phải chuyện gì anh đã từng quan tâm hỏi thăm em qua một câu sao? Anh có hỏi em một câu nào sao? Anh cũng có tư cách gì mà nói em cơ chứ? Nói xong một câu cuối cùng âm thanh Diệp Oản Oản đã hoàn toàn không nghe rõ nữa. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc hơn nửa ngày, mới truyền đến âm thanh hoảng loạn của Diệp Mộ Phàm, cô đã biết. Diệp Oản Oản áp chế âm sắc run rẩy của mình tiếp tục mở miệng nói, là em quá tùy hứng nên mới rơi vào bẫy của đối phương, là em quá kiêu căng nên một lần lại một lần làm tổn thương trái tim của ba mẹ, là em quá yếu ớt mới làm cho bọn họ vì muốn bảo vệ em mới làm ra hy sinh lớn như thế. Em làm cho bọn họ vì che chở cho em mà thân bại danh liệt, em làm cho bọn họ ăn nhờ ở đậu nhận hết nhục nhã cùng uất ức. Mà em là đầu sỏ gây tội lại hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là, em không biết, em cái gì cũng không biết, không có bất luận người nào nói cho em biết cả. Em biết mình rốt nát cùng ngu xuẩn đem người thân nhất của mình làm hại tới tình trạng này. Diệp Mộ Phàm im lặng trong chốc lát rồi nói lại, cô rốt cuộc làm sao mà biết được. Ba mẹ nói cho cô sao? Không đúng, không có khả năng, bọn họ không có khả năng nói cho cô. Em làm sao mà biết được không quan trọng, Diệp Mộ Phàm, nếu anh muốn tiếp tục như vậy thì cứ tiếp tục đi, nếu như anh muốn tiếp tục tin một người ngoài cũng không có vấn đề, về sau ba mẹ tự em chăm sóc cùng bảo vệ, thù của Diệp gia em sẽ báo. Diệp Oản Oản nói xong không chờ Diệp Mộ Phàm đáp lại trực tiếp cúp điện thoại. Chương 247, bạn gái của anh có bao nhiêu xinh đẹp? Sau khi cắt đứt cuộc điện thoại với anh trai mình, Diệp Oản Oản liền thất thần mà về tới Cẩm Viên. Lúc trước khi gọi điện thoại cô vẫn tự nhủ là mình nên khống chế bản thân mình lại, nhưng cô đã trải qua hai kiếp sống lòng áy náy tự trách cùng với ủy khuất chồng chất cùng nhau tiến tới. Rồi sau đó cô lại chính tai mình nghe được từng câu từng lời nói nặng nề được phát ra từ chính anh trai của mình. Cô chưa từng bao giờ nghĩ tới anh cô có thể nói chuyện với cô bằng thái độ như vậy, cho nên cô liền không có khống chế được nữa. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi nỗ lực bình phục cảm xúc của mình. Lúc này, di động, đinh, một tiếng hiện ra một tin tức ở mục giải trí. Diệp Oản Oản click mở lên liền thấy truyền thông lại tuôn ra lời bát quái mới nhất, Hàn Thiên Vũ thẹn quá hóa giận ẩu đả với phóng viên, trên mạng một vùng trời đầy tiếng mắng chửi, tình thế hiện nay đối với Hàn Thiên Vũ càng ngày càng bất lợi. Đối với loại tin tức đột phát mang tính rèm pha lớn như thế này thì trong thời hạn cần thiết cần phải có người đúng lúc đứng ra làm sáng tỏ. Nếu không thời gian càng kéo dài dù đến lúc đó có giải thích được đi chăng nữa thì cũng sẽ tạo cho công chúng một ấn tượng quá không tốt, họ cũng xem hành động đó giống như bao che tội lỗi mà thôi. Cô nên mau chóng đi tìm Hàn Thiên Vũ nói chuyện để có thể xoay chuyển được tình thế hiện nay. Bất quá để xử lý được những việc này thì trước tiên cô cần có một thân phận thích hợp. Nghĩ đến điểm này Diệp Oản Oản hơi có chút rối rắm. Kỳ thật trước đây cô cũng đã đau đầu lắm rồi bởi vì Tư Dạ Hàn đã ra cho cô một quy định phi thường biến thái cấm trêu chọc khác phái. Làm sao cô có thể làm được a? Cũng may mắn là cô không tính toán muốn trở thành nghệ nhân, bằng không chỉ dựa vào một điều kiện này cô cũng không có cách nào gia nhập được giới giải trí mất. Nhưng dù cô chỉ là người tác giả đứng phía sau màn ảnh thì với khuôn mặt này của cô cũng không có khả năng hoàn toàn an toàn được.
Cô đã từng nghĩ tới chuyện muốn tiếp tục dùng loại kỹ năng hóa trang của mình nhưng ngẫm lại việc này cũng không hiện thực, giới giải trí hoàn toàn bất đồng với trường học, vẻ tàn khốc cùng mãnh liệt đều nhiều hơn huống chi giới giải trí là nơi dựa vào gương mặt để hoạt động nữa chứ. Nếu cô xuất hiện với gương mặt đáng sợ như vậy sợ là cô còn chưa có đề cập được chuyện hợp tác cùng người khác cũng đã đem người ta dọa sợ mà bỏ chạy mất. Khi Diệp Oản Oản vắt hết óc mình ra mà nghĩ cách phía sau cô truyền đến một trận tiếng bước chân quen thuộc cùng với thanh âm mát lạnh của Tư Dạ Hàn, em thi xong rồi sao? Diệp Oản Oản lập tức xoay đầu lại sau đó liền nhìn đến người đàn ông một thân Âu phục màu đen nghiêm trang chính trực, trước sau như một cảnh đẹp làm người ta nhìn mãi không biết chán nói anh đã về rồi sao? Sao anh về sớm như vậy? Không phải anh nói hôm nay muốn mở cuộc họp sao? Đã họp xong rồi. Nga! Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm cô vài giây, ngay sau đó đột nhiên mở miệng hỏi một câu, em thi không tốt sao? Diệp Oản Oản nghe vậy khó hiểu mà chớp chớp mắt, a, không có a, em cảm giác em lần này thi không tồi, một bài trong môn toán học cuối cùng tất cả mọi người đều nói cực kỳ khó nhưng em đều làm ra được, sao anh đột nhiên lại hỏi như vậy? Tư Dạ Hàn mở miệng, em không có cao hứng. Ách, Diệp Oản Oản tức khắc có chút câm nín. Thời điểm cô trở về đã cố ý đi rửa mặt còn sắp xếp lại cảm xúc của mình hơn nửa ngày, thế nhưng tại sao anh lại có thể nhìn thấy cô không có cao hứng chứ? Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, cũng không phải là không cao hứng, chính là có một vấn đề đang làm em đau đầu. Cái vấn đề gì? Tư Dạ Hàn kéo kéo cà vạt trên cổ áo ra rồi ngồi xuống ở trên sofa. Diệp Oản Oản tìm từ ngữ muốn nói một chút rồi tiến tới ngồi hơi gần anh một chút, sau đó mở miệng nói, là chuyện này à, anh yêu à? Lúc trước anh đưa cho em quy định chính là cấm trêu chọc người khác phái, em cảm thấy điều này thật sự là quá không hợp lý. Tư Dạ Hàn sâu kín mà nhìn cô một cái rồi hỏi lại, không hợp lý. Diệp Oản Oản lập tức liên tục gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Anh nhìn lại đi a, bạn gái của anh có bao nhiêu xinh đẹp, trong lòng anh không có điểm số cụ thể sao? Với khuôn mặt này của em sao có thể không kéo theo nhiều đào hoa được a? Dù sau này nghề nghiệp cùng chức vụ mà em muốn làm không phải nghệ nhân mà chỉ là người đứng phía sau màn diễn thì cũng không có khả năng 100% cam đoan an toàn a. Cho nên, anh có thể đem quy định này xóa bỏ đi hay không? Dù sao thì đây cũng là khuôn mặt mà cha mẹ em sinh ra cho em có muốn xấu đi cũng không được a. Tư Dạ Hàn nhìn mặt cô sau khi nói câu, bạn gái của anh có bao nhiêu xinh đẹp, mà mặt không đỏ tim không đạp nhanh kia. Liếc mắt nhìn cô một cái rồi nói, anh vẫn chưa nói qua nó không hợp lý chỗ nào. Nghe ngữ khí của Tư Dạ Hàn lúc này cô hiểu là, quy tắc mà chấm yêu cầu cần có hợp lý sao, Diệp Oản Oản tức khắc không lời gì để nói. Hảo hảo hảo, thần thiếp chính mình nghĩ cách không phải là được rồi sao? Diệp Oản Oản phiền não mà nắm tóc, khuôn mặt này của em chỉ có hóa trang mới che giấu lại được nhưng nếu em hóa trang giả nua xấu xí như vậy ở trong vòng giải trí hỗn loạn này thật sự hại nhiều hơn lợi a. Cho nên rốt cuộc phải có biện pháp như thế nào mới có thể hoàn toàn tránh không hấp dẫn người khác phái để không phải trêu chọc đến đào hoa đây. E, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một cái biện pháp. Tư Dạ Hàn cảm thấy hứng thú mà hướng cô nhìn qua. Vì thế Diệp Oản Oản dừng lại một chút đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng nói, biện pháp chính là giả thành nam nhân. Như vậy cô sẽ không lại kéo theo đào hoa đi. Cô quả thực chính là thiên tài mà. Chương 248, chủ tử không ăn giấm chính là trời nắng. Đối với suy nghĩ mà Diệp Oản Oản mới nói ra Tư Dạ Hàn ở một bên biểu tình. Diệp Oản Oản lại càng tiến gần hơn với Tư Dạ Hàn, ra sức mà tiếp tục mở miệng nói, anh không cảm thấy đây là phương pháp an toàn nhất sao? Về sau em bảo đảm với anh là anh sẽ không bao giờ phải cảm thấy lo lắng đến kiếp đào hoa của em nữa. Diệp Oản Oản càng nghĩ càng cảm thấy cách làm này thật quá tốt. Kỳ thật chỉ cần với khuôn mặt này của cô thôi cũng đã đủ để cô phiền não rồi, cho nên cô là một nữ hài tử ở trong vòng hỗn loạn này cũng không có tiện. Nếu cô giả thành nam nhân vừa lúc đây cũng là phương tiện để cô có thể hành tẩu giang hồ dễ dàng hơn, vui vẻ nhất chính là cô không cần lãng phí giá trị nhan sắc của mình, hiện nay trong giới giải trí này đặc biệt thích lưu hành nam nhân so nữ hài tử còn xinh đẹp hơn nha. Tư Dạ Hàn hơi hơi nghiêng đầu ánh mắt hơi đổi có vẻ anh đối với đề nghị của Diệp Oản Oản không có ý kiến. Lời mà tiểu nha đầu này nói thật ra rất có đạo lý chỉ là tại sao anh lại mạc danh cảm thấy có chỗ nào đó không được đúng lắm. Diệp Oản Oản nhỏ giọng lẩm bẩm, nhân gia thật sự đã tẫn, em sẽ cố gắng tuân thủ tốt nhất quy định của anh. Khi hai người đang nói chuyện, lúc này, Hứa Dịch từ phòng bếp đi ra thông báo cho bọn họ bữa tối đã chuẩn bị tốt. Diệp Oản Oản nhìn thấy Hứa Dịch lập tức hiện lên ý đồ muốn lôi kéo đồng minh,
hướng về phía hắn vẫy tay mở miệng nói, Hứa quản gia, Hứa quản gia. Mau tới đây, tôi có sự tình muốn hỏi ý kiến của Hứa quản gia một chút. Tôi sao? Hứa Dịch đầu tiên là liếc mắt nhìn chủ tử nhà mình một cái, sau đó mang theo hoài nghi của mình mà đi qua. Diệp Oản Oản lập tức mở miệng, hiện tại không phải chuẩn bị nghỉ hè sao, hơn nữa sau đó ngay lập tức tôi phải vào đại học, chương trình học đại học tôi đã sớm tự học rồi, cho nên tương lai tôi khẳng định sẽ đem trọng điểm tinh lực của mình đặt trong công việc, chính là khuôn mặt này của tôi quá bất lợi với, khụ, bất lợi với hài hòa của gia đình. Vì tránh cho một ít phiền toái không cần thiết cho nên tôi muốn giả thành nam nhân, Hứa quản gia cảm thấy phương pháp này thế nào? Có phải đặc biệt tốt hay không? Diệp Oản Oản một bên nói một bên không ngừng đưa mắt ra hiệu cho Hứa Dịch tỏ vẻ bọn họ là người cùng một thuyền. Giả thành, nam nhân, Hứa Dịch cảm thấy thần kinh của Diệp Oản Oản đang bị chập rất nhiều. Nhưng nếu Diệp Oản Oản cải trang thành nam nhân thì chẳng phải sẽ không có nam nhân nào đến trêu chọc cô ấy nữa hay sao? Chỉ cần chủ tử không ăn dấm đó chính là trời nắng a. Hứa Dịch nghiêm túc cẩn thận mà suy nghĩ, nghĩ được một lúc lại cảm thấy đây thực sự là cách làm ngoài ý muốn mà hắn thấy đáng tin cậy nhất, vì thế, quyết đoán mở miệng nói, giả thành nam nhân xác thật tốt hơn rất nhiều, cũng an toàn hơn một chút. Diệp Oản Oản nghe xong sắc mặt tức khắc tức vui vẻ, anh yêu à anh xem đi, Hứa quản gia đều đã nói như vậy rồi kìa. Diệp Oản Oản nói xong trong mắt xoay chuyển, mở ra giao diện của một trang web mà mình muốn cho anh xem, anh yêu à. Em muốn đi tìm công việc thật nhanh để có thể kiếm được tiền. Anh xem a, mấy đạo cụ mà em muốn dùng trong tương lai cũng đã chọn được rồi a tương đương. Anh thật sự không để ý lắm mấy thứ mà cô muốn mua, chỉ thấy phía trên danh sách kia là một đôi còng tay toàn bộ nạm kim cương vô cùng lóng lánh gợi cảm, đó là còng tay tình thú nha. Tư Dạ Hàn, có thể. Rốt cuộc cũng thu phục được Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản tức khắc hoan hô một tiếng ở trên mặt anh hôn một cái. Nhiều năm về sau. Thường xuyên có người hỏi vị gia chủ anh minh thần võ bày mưu lập kế xuất sắc nhất trong lịch sử của Tư gia một câu hỏi, trong đời này anh đã bao giờ đưa ra bất kỳ một quyết định sai lầm nào hay không? Mỗi khi bị hỏi đến vấn đề này Tư Dạ Hàn đều sẽ nhớ lại ngày này. Mà ngay cả mẫu thẳng nam Hứa quản gia cũng tỏ vẻ đau khổ kịch liệt, nhân sinh quan của hắn đã hoàn toàn điên đảo. Thu phục được cái vấn đề khó khăn không nhỏ này xong, Diệp Oản Oản liền yên tâm mà tiến hành kế hoạch tiếp theo. Cô ngụy trang thành phóng viên đi tìm hiểu thông tin tư nhân từ WeChat cùng QQ của cha nữ đồng kia Triệu Đại Dũng. Cô tiến hành điều tra một vòng tất cả các tin tức từ bằng hữu cũng như tài khoản sở hữu cá nhân xã giao bình thường mà Triệu Đại Dũng dùng để công bố tin tức, từ đầu tới cuối tất cả đều nhìn qua một lần, sau đó dựa vào ký ức của mình tìm được nội dung mà mình muốn. Chương 249, ý nghĩa của thần tượng. Diệp Oản Oản xem tin tức mà Triệu Đại Dũng cung cấp suốt một đêm. Buổi sáng ngày hôm sau cô bị điện thoại của Giang Yên Nhiên đánh thức. Treo điện thoại, nửa giờ sau, Diệp Oản Oản đi tới cửa tòa án. Không ít nam nữ trẻ tuổi ăn mặc thời thượng hội tụ tại một chỗ, không ít người trong tay giơ lên cao biểu ngữ, bên trên viết nội dung như sau, Hàn Thiên Vũ là bị người khác bôi nhọ, Hàn Thiên Vũ vô tội, bịa đặt hỏa táng. Trừ nhóm người đó ra còn có một lượng lớn phóng viên truyền thông canh giữ ở bên ngoài tòa án. Kiếp trước. Sự kiện Hàn Thiên Vũ xâm phạm nhi đồng cơ hồ nháo tới mức tất cả mọi người đều biết đến tên của Thiên Vũ, ở trong xã hội tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, trong đó có một vài chi tiết mà Diệp Oản Oản cũng còn chưa quên. Cha mẹ nữ đồng đó chính trong hôm nay muốn đem Hàn Thiên Vũ kiện ra tòa án đi. Oản Oản tỷ, tỷ cũng tới rồi sao? Một thân trang phục hưu nhàn sở phong, từ trong đám người tới đi đến trước mặt Diệp Oản Oản. Ân, Diệp Oản Oản gật đầu, vừa rồi Yên Nhiên gọi điện thoại tới cho chị. Giang Yên Nhiên là fan cứng của Hàn Thiên Vũ, khi biết được tin tức cha mẹ nữ đồng kia muốn thượng tòa cáo trạng Hàn Thiên Vũ, Yên Nhiên liền gọi điện thoại cho Sở Phong cùng Diệp Oản Oản để hai người bọn họ cũng xuất hiện tại đây. Oản Oản, cậu đã đến rồi, Giang Yên Nhiên vừa thấy đến Diệp Oản Oản liền ủy khuất đến mức thiếu chút nữa rớt nước mắt, những cái gọi là chứng cứ đó, chỉ cần là người có chút hiểu biết về pháp luật cũng biết căn bản là không đủ rõ ràng để thành lập nên tội của Thiên Vũ, vì sao tất cả mọi người đều nói chắc chắn là Thiên Vũ có tội cơ chứ? Nếu đã tới tòa án chẳng lẽ không nên dùng chứng cứ để nói chuyện sao? Hai người cha mẹ kia vì tiền quả thực có thể dùng được bất cứ loại thủ đoạn nào, càng quá phận hơn chính là nói những lời đó để châm ngòi thổi gió cho phóng viên. Sở Phong phẫn nộ nói. Hôm nay, vợ chồng Triệu Thị đi vào tòa án khởi tố nghệ nhân đương thời Hàn Thiên Vũ, theo thông tin nhận được, tòa án đã chính thức thụ lý án kiện này, tờ báo của chúng tôi sẽ liên tục đưa tin về vụ án này.
Một nữ phóng viên mặc đồ nghiêm túc ở trước camera mở miệng nói. Bên ngoài tòa án không ít cư dân cũng đến trước cửa tòa án mà xem náo nhiệt, ngươi một lời ta một lời mà bàn luận. Hiện tại minh tinh nghệ nhân gì đó, thật là dơ không chịu được, ngay cả tiểu hài tử cũng đều không buông tha. Còn không phải sao, cái người Hàn Thiên Vũ kia lại đem biệt thự trong nhà đổi thành công viên giải trí, mỗi ngày đều làm từ thiện, nguyên lai đều là vì muốn làm loại sự tình biến thái này, thật là cầm thú cũng không bằng. Ai, vợ chồng Triệu Thị cùng tiểu nữ hài kia thật đúng là đáng thương, mới nhỏ như thế đã bị xúc sinh kia theo dõi, chuyện này đối với tiểu nữ hài đó nhất định sẽ lưu lại bóng ma cực lớn a. Người bị hại khẳng định không chỉ có một tiểu nữ hài kia nha, nếu không phải vợ chồng Triệu Thị đem chuyện này phơi bày ra thì còn không biết có bao nhiêu người bị xui xẻo nữa. Dựa vào đâu chứ, những người này là người ngu ngốc hết sao? Nghe mấy người vây xem từng lời tùng từ một nói Hàn Thiên Vũ là xúc sinh, Sở Phong tức giận muốn phát hỏa làm bộ muốn xông lên lý luận phải trái, bất quá lại bị Diệp Oản Oản ngăn cản lại. Cậu muốn làm gì? Oản Oản tỷ, bọn họ chứng cứ gì cũng đều không có. Nghe người khác bàn tán qua lại, ngay cả tòa án cũng còn chưa có đưa ra kết quả chính thức mà mấy người này liền định tội cho thần tượng Thiên Vũ của em a, pháp luật ở đâu chứ? Sở Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Oản Oản, cậu xác định, Hàn Thiên Vũ là thần tượng của cậu sao, tiểu tử có phải cậu nhập tâm diễn xuất quá sâu rồi hay không? Cậu nếu hiện tại qua đó cùng người ta tranh luận, không phải là muốn Hàn Thiên Vũ bị bôi đen nữa sao? Đến lúc đó lại là một mảnh dư luận, họ sẽ có cơ hội nói fan của Hàn Thiên Vũ não tàn công nhiên la lối khóc lóc. Diệp Oản Oản nói. Sở Phong sừng sốt chợt gật đầu liên tục ngơ ngác mà nhìn Diệp Oản Oản, Oản Oản tỷ, tỷ nói rất đúng. Giang Yên Nhiên gật đầu, vô luận người khác nói như thế nào, chúng ta đều sẽ không dao động. Fan của Hàn Thiên Vũ luôn được tập hợp có chất lượng. Số lượng người gia nhập cung khá lớn, lại còn có suy nghĩ bênh vực thần tượng của mình, cho nên dù bây giờ có ai nói thiên ngôn vạn ngữ như thế nào đi chăng nữa thì fan của Thiên Vũ vẫn chưa cùng bất luận kẻ nào xảy ra tranh chấp. Trái lại phóng viên trước cửa tòa án lại có ý dẫn đường hướng gió xúi dục cảm xúc của quần chúng, trực tiếp định tội cho Hàn Thiên Vũ. Những người qua đường bắt quái đó nghe được đoạn đối thoại của Giang Yên Nhiên liền lộ ra ánh mắt khinh thường, ai, đầu năm nay thanh niên thật là càng ngày càng không phân biệt được thị phi. Chuyện đều đã đến mức này còn không nhận rõ sự thật, còn nói gì mà cái xúc sinh kia không có phạm tội, là bị oan uổng nữa chứ. Sao thanh niên hiện nay lại có thể thích loại người này cơ chứ, ngay cả hài tử đều không buông tha chính là đồ xúc sinh, mấy đứa trẻ này đều thành não tàn mất rồi. Giang Yên Nhiên tức giận đến hốc mắt một trận phiếm hồng, những người này căn bản là không hiểu, bọn họ thật sự không hiểu thần tượng đối với bọn họ mà nói có ý nghĩa lớn như thế nào a. Chương 250, giảng đạo lý. Lúc này, một người phóng viên dáng cao gầy không có hảo ý từ bên trong đám người đi tới trước mặt Giang Yên Nhiên, đồng thời người quay phim đi theo người phóng viên đó cũng đem camera hướng Yên Nhiên mà ghi lại hình ảnh. Vị tiểu thư này xin hỏi cô có phải là fan của Hàn Thiên Vũ không? Phóng viên cao gầy giọng nói như âm dương quái hỏi một câu. Giang Yên Nhiên nhìn camera đang nhắm ngay vào mặt của mình, biểu tình không tránh được đáp lại, đúng vậy. Phóng viên đem microphone đưa qua, đối với chuyện Hàn Thiên Vũ dâm loạn xâm phạm nữ đồng cô thấy thế nào? Giang Yên Nhiên cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, ngữ khí chấn định mà mở miệng nói, phóng viên tiên sinh, trước mắt tôi không thể trả lời vấn đề mà anh mới đặt ra được, tôi cho rằng anh đang dùng từ không được chính xác, phán quyết của tòa án còn chưa được đưa ra cho nên anh không nên dễ dàng dùng những từ như dâm loạn hay xâm phạm nữ đồng để nói về Hàn Thiên Vũ như vậy được. Phóng viên cười lạnh một tiếng. Khẩu cung của nữ đồng kia mọi người sớm đã biết, trong cơ thể của cô bé đó còn kiểm tra ra được thành phần của thuốc ngủ, đây chính là bệnh án mà bệnh viện đưa ra, thậm chí ngay cả bạn gái cũ của Hàn Thiên Vũ đều đã công bố tin nóng là Hàn Thiên Vũ có sở thích luyến đồng, nhưng điều đó chỉ được công khai bí mật trong giới giải trí mà thôi, thậm chí còn có ảnh chụp lại cảnh Hàn Thiên Vũ cùng với nhiều nữ đồng nằm cùng nhau ở trên giường làm bằng chứng, nhân chứng vật chứng đều có đủ, tại sao cô còn cho rằng Hàn Thiên Vũ vô tội được chứ? Giang Yên Nhiên nhéo nhéo nắm tay, đứng trên phương diện pháp luật mà nói thì loại chứng cứ này không đủ để chứng minh Hàn Thiên Vũ đã làm những việc này, khẩu cung của người làm chứng chỉ có nữ đồng đơn phương cung cấp mà thôi, thêm vào đó ai là người đưa thuốc ngủ cho cô bé kia uống cũng không có biện pháp để xác định rõ ràng, toàn bộ những tin kia đều có mục đích kích động lòng người muốn vu khống tội lỗi cho Hàn Thiên Vũ mà thôi, còn có những bức ảnh đó. Chứng cứ vô cùng xác thực đã được bày ra rõ ràng như vậy mà cô còn ở nơi này phủ nhận cùng rào biện. Tố chất fan của Hàn Thiên Vũ tôi xem như đã được diện kiến qua rồi. Khẩu cung,
ảnh chụp cùng bệnh án kiểm tra tại bệnh viện tất cả đều phơi bày cụ thể tại nơi này, nhưng lại có người muốn lật ngược phải trái. Quả nhiên là dạng thần tượng nào sẽ có dạng fan đó. Phóng viên lòng đầy căm phẫn mà đánh gãy lời Giang Yên Nhiên đang nói. Giang Yên Nhiên cũng bị lời này chọc giận đáp trả lại, cái gì gọi là dạng thần tượng nào sẽ có dạng fan đó chứ? Hàn Thiên Vũ từ khi xuất hiện tới nay vẫn luôn ham thích từ thiện, tuyên truyền cùng cung cấp năng lượng cho fan của mình, anh ấy. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, mấy hành động như đi làm từ thiện tất cả đều là cách mà hắn ta muốn ngụy trang cho sự dơ bẩn biến thái cùng xấu xa trong tâm của chính mình mà thôi. Phóng viên lại lần nữa cắt ngang lời Yên Nhiên nói. Nếu tòa án đã thụ lý, chẳng lẽ không nên lấy phán quyết của tòa án làm kết quả sao, các ngươi có cái quyền lợi gì? Bằng chứng rõ ràng như vậy đã được đưa ra tại nơi này, kết quả tại tòa án còn cần phải nói tới nữa sao? Hay là Hàn Thiên Vũ dùng tiền mua chuộc cha mẹ của cô bé kia không thành rồi muốn tạo áp lực cho tòa án? Tôi nói cho cô biết, vô luận kết quả tòa án phán quyết như thế nào thì sự thật Hàn Thiên Vũ đáng khinh xâm phạm nữ đồng sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu tòa án không có biện pháp phán xét mang lại công đạo cho người bị hại thì chính phóng viên chúng ta sẽ là người tới làm điều đó. Phóng viên la lớn. Phóng viên cao gầy mới nói xong tức khắc khắp nơi chung quanh vang lên tiếng nói phù hợp của những phóng viên khác, đúng. Nói như vậy không sai à, chúng ta thề phải vì người bị hại đòi lại một cái công đạo. Đừng tưởng rằng có tiền có thế liền có thể ỷ thế hiếp người. Ỷ vào fan nhiều liền có thể dẫn đường cho dư luận sao? Quả thực là vọng tưởng mà. Thanh trừ vòng u ác tính trong dư luận, đưa ra sự thật cho fan não tàn bắt họ phải nhìn thẳng vào vấn đề. Tôi thấy cô là một nữ hài tử rất xinh đẹp nhưng sao lại ác độc như vậy? Đời này của cô bé kia đều bị Hàn Thiên Vũ kẻ xúc sinh kia phá hỏng, cô cư nhiên còn ở nơi này vì cái kia xúc sinh nói chuyện. Cô còn có nhân tính sao? Tôi không có, tôi chỉ là đang nói sự thật mà thôi. Sự thật chính là Hàn Thiên Vũ là kẻ dơ bẩn hạ lưu biến thái. Giang Yên Nhiên từ đầu tới đuôi đều bình tĩnh mà giảng đạo lý nhưng căn bản là không ai tin tưởng cách nói của cô, càng không có ai đi quan tâm đến chứng cứ hợp lý tính. Tất cả mọi người điên cuồng mà vây quan công kích cô, dùng camera điên cuồng quay chụp lại mặt cô. Sở Phong nhìn sự tình phát triển đến mức khó có thể khống chế, Giang Yên Nhiên đang bị đám phóng viên vây quanh, còn mình bị đám người kia đẩy ra bên ngoài, gấp đến độ xoay quanh. A, ai đá ta? Lúc này, chân người quay phim bên cạnh Giang Yên Nhiên đột nhiên có một trận đau nhức, thân ảnh ngã xuống một bên, đem một phóng viên khác bên cạnh hắn đang cầm camera đụng vào làm cả hai người cùng nhau ngã trên mặt đất. Thừa dịp đám người hỗn loạn trong ngắn ngủi, Diệp Oản Oản lặng yên không một tiếng động mà đi tới bên người Giang Yên Nhiên, nhanh chóng đem áo khoác trong tay trùm lên đầu Giang Yên Nhiên nói, đi thôi. Đừng ngớ ngẩn nữa, cậu không nên cùng những người này giảng đạo lý đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 251, có thể nắm chắc mấy phần thắng. Ba người rốt cuộc cũng rời khỏi được vòng vây của phóng viên. Yên Nhiên em thế nào rồi? Có bị thương hay không? Đều do anh không có bảo vệ tốt cho em. Sở Phong tự trách không thôi. Giang Yên Nhiên ngơ ngác mà đứng ở nơi đó không nói một lời, hiển nhiên là bởi vì sự tình vừa rồi đã chịu đả kích rất lớn. Diệp Oản Oản nhẹ nhàng ôm lấy Yên Nhiên, sau đó nhìn Sở Phong mở miệng nói, cậu đưa Yên Nhiên trở về đi, trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng ra cửa. Phóng viên sẽ không bao giờ bỏ qua điểm này, khẳng định sẽ quấn lấy Giang Yên Nhiên làm phỏng vấn cho đến khi sự việc này kết thúc mới thôi. Quả nhiên, ngày hôm sau màn phỏng vấn Giang Yên Nhiên đã bị phóng viên chọn câu lấy nghĩa mà công bố trên báo, tất cả fan của Hàn Thiên Vũ đều bị nói là fan não tàn, bất luận là người fan nào vì Hàn Thiên Vũ nói chuyện đều sẽ bị nhân sĩ chính nghĩa tấn công đến thương tích đầy mình, thậm chí còn xuất hiện nhiều sự kiện tố cáo công khai miệt thị fan của Hàn Thiên Vũ một cách độc ác. Ngay sau đó, tên phóng viên cao gầy kia tại Nhật Báo Đông Nam đào ra tin tức mang tính bùng nổ lớn. Một người công nhân đã từng ở trong biệt thự của Hàn Thiên Vũ công tác cung cấp thông tin là hắn thường xuyên nhìn thấy Hàn Thiên Vũ một mình đơn độc mang theo một nữ đồng biến mất vào một buổi chiều, sau đó trong phòng còn truyền đến thanh âm khóc kêu của nữ đồng kia khiến cho mọi người có vô số tưởng tượng không mấy là lành mạnh. Toàn bộ chứng cứ hiện có đều ở chỉ về hướng Hàn Thiên Vũ uy hiếp xâm phạm nữ đồng là sự thật, sự kiện ban đầu chỉ trong giới giải trí bát quái bắt đầu nhanh chóng mở rộng thành toàn dân nghị luận. Nhìn cảnh tượng đang diễn ra, Diệp Oản Oản cúi đầu không chút để ý túm lấy cổ tay áo, khóe môi hồng nhuận hơi hơi dơ lên, một giây sau đó, cô chợt ngẩng đầu lên, phía trên khuôn mặt tuyệt diễm kia, bất chợt bị một tia nhìn khác thường sắc bén cùng tiêu sái thay thế, từ một cô gái có vẻ mặt nhu mỹ chuyển thành ánh nhìn mang vẻ sắc bén mũi nhọn.
Giờ phút này, công ty giải trí quản lý của Hàn Thiên Vũ đang bị phóng viên cùng dân chúng kích động phẫn nộ vây quanh chật như nêm cối. Cửa sổ bị đập phá, trên cửa dính toàn lá cải trứng thúi thậm chí là mùi cứt đái tanh tưởi, một ngày 24 giờ đều có người giơ cao biểu ngữ trên tay lớn tiếng kháng nghị. Hàn Thiên Vũ cút ra khỏi giới giải trí đi. Công ty giải trí Hoàn Cầu bao che cho kẻ ác độc. Cho người bị hại một cái công đạo. Trong phòng họp công ty giải trí Hoàn Cầu, tất cả mọi người đều cúi đầu không nói một lời, không khí ngưng trọng cơ hồ như đông lại thành băng. Hiện giờ sự tình nháo đến lớn như vậy, một đám người chạy đến bên ngoài công ty chửi bậy mấy ngày nay không ngừng nghỉ, thế mà các ngươi hiện tại một đám người lại ngồi đây như người câm. Việc này rốt cuộc nên giải quyết như thế nào mới tốt? Các ngươi hôm nay nhất định phải đưa ra cho ta biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Tổng tài công ty giải trí Hoàn Cầu Chu Hồng Quang một tay đem toàn bộ đống báo chí ném lung tung rối loạn trên bàn hội nghị, bạo nộ mà gào thét, thân hình to béo tức giận đến thở dốc. Sau đó hắn hít sâu một hơi cưỡng chế bạo nộ trong lòng nhìn về luật sư đang ngồi phía đối diện. Tôi hỏi anh, nếu tiếp tục kiện tụng anh có thể nắm chắc mấy phần thắng? Sắc mặt luật sư trắng bạch hơi chút cứng đờ nói, hiện tại tất cả dư luận trước mắt đều có khuynh hướng bảo vệ tiểu nữ hài, tình cảm của quần chúng nhân dân đang trào dâng, tòa án nhiều ít cũng sẽ chịu tiếng gọi áp lực của người dân. Cho nên nếu thật sự muốn thực hiện thì chúng ta phải thu phục được dư luận quần chúng trước. Để làm được điều đó thì chúng ta phải đi tìm kiếm được chứng cứ xác thật mang tính chất có thể xoay chuyển được, chỉ sợ việc đó sẽ mất thêm một khoảng thời gian khá lâu thôi. Thời gian lâu, muốn kéo dài bao lâu chứ? Sắc mặt Chu Hồng Quang trầm xuống, sự tình càng kéo dài, đối với Hàn Thiên Vũ mà nói như đối mặt với cái chết, sự nghiệp hiện giờ của Hàn Thiên Vũ đang trong thời kỳ hoàng kim kỳ, nếu lúc này lại có tin tức bất lợi như vậy dính vào người sợ là toàn bộ con đường đã tính trước đó sẽ hoàn toàn biến mất. Các đạo diễn cùng nhãn hiệu thương mại làm sao lại có thể dùng minh tinh như Thiên Vũ để làm người đại diện được nữa. Luật sư nuốt nuốt nước miếng đưa ra một con số chung chung. Trong tình huống tốt nhất cũng phải mất 2 đến 3 năm. Chương 252, vận mệnh kế tiếp. 2 đến 3 năm sao? Sắc mặt Chu Hồng Quang tối sầm, nếu là mang theo một vết nhơ như vậy 2-3 năm, cho dù cuối cùng chiến thắng thì Hàn Thiên Vũ cũng đã hoàn toàn bị phế đi mất rồi. Trong khoảng thời gian đó Thiên Vũ đã không giúp được gì cho công ty còn muốn vô duyên vô cớ làm ảnh hưởng đến danh dự của công ty mấy năm đó nữa sao, Chu Tổng thầm nghĩ trong lòng. Còn có biện pháp khác hay không? Luật sư Trần chờ một lát rồi nói, tôi kiến nghị chúng ta nên dùng phương pháp giải hòa đây có thể là phương án tốt nhất vào thời điểm này để làm chậm ảnh hưởng của chuyện này lại. Phí Dương vừa nghe xong lập tức nóng nảy nói, như vậy sao được, nếu là giải hòa chẳng phải chính là chúng ta cam chịu tội danh này sao? Vậy cả đời này của Thiên Vũ liền không có cách nào tẩy trắng làm rõ được chuyện này hay sao? Lúc này, đối diện Phí Dương một người ăn mặc tây trang màu xám, khuôn mặt nho nhã sâu kín mở miệng nói, cho nên, chúng ta sẽ vì một mình Hàn Thiên Vũ mà đem toàn nghệ nhân của cả công ty kéo xuống nước sao? Phí Dương tức khắc thay đổi sắc mặt, Chu Văn Bân, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chu Văn Bân nhún vai, Phí Dương, làm người cũng không thể quá ích kỷ, chuyện này là do Hàn Thiên Vũ mà dựng lên. Vì vậy đã liên lụy đến mọi người trên dưới công ty, cổ phiếu càng ngày càng bị dao động giảm giá từng giờ một, hiện giờ các ngươi một chút chứng cứ để rửa sạch vấn đề này đều không có, chẳng lẽ còn muốn cho mọi người trong công ty cùng nhau bị kéo xuống nước chờ chết luôn sao? Chu Văn Bân nói xong tức khắc khiến cho không ít người đại diện khác đang có mặt ở đó phụ họa theo. Văn Bân nói đúng, thật không đạo lý, làm sao lại muốn tất cả mọi người chúng ta vì sai lầm của Hàn Thiên Vũ mà chịu thiệt như vậy được? Tôi cũng cho rằng hiện tại giải hòa là phương pháp giải quyết thỏa đáng nhất, đúng lúc có thể ngăn cản được tổn hại mà chúng ta phải chịu. Tiếng mọi người nghị luận vang lên, cơ hồ tất cả mọi người đều tán đồng phương pháp giải quyết riêng, thậm chí trong lời nói của không ít người đều lộ ra một cỗ oán giận, oán hận việc này của Hàn Thiên Vũ làm liên lụy tới danh dự nghệ nhân dưới trướng của bọn họ. Trong một trận tiếng nghị luận ồn ào khó nghe, sắc mặt Phí Dương càng ngày càng khó coi đôi tay tức giận đến phát run. Lúc trước thời điểm Hàn Thiên Vũ như ngôi sao sáng, có bao nhiêu người ở phía sau chạy theo vuốt mông ngựa, có bao nhiêu người chạy qua muốn Thiên Vũ hỗ trợ cho người dưới quyền mình chứ? Mấy người bọn họ giờ đang ngồi đây bàn luận chuyện của Thiên Vũ có ai chưa từng mượn danh của Thiên Vũ mà hoạt động, làm việc của mình chứ? Hiện tại là tường đổ mọi người bỏ đi à? Thiên Vũ, ngươi nói một câu đi, bọn họ đây là muốn bức tử ngươi à? Phí Dương nhìn không được lên tiếng nói với Hàn Thiên Vũ, người vẫn luôn im tiếng không nói lời nào từ nãy tới giờ. Hàn Thiên Vũ an tĩnh mà ngồi ở trong phòng hội nghị,
tiếng nghị luận cùng ồn ào chung quanh dường như hoàn toàn không có nghe được, chỉ là sắc mặt của hắn trắng bệch, mặt lộ ra vẻ tiều tụy mệt mỏi. Thiên Vũ mắt lạnh nhìn đám người đang muốn đem hắn loại bỏ, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ không biết nên nói lời gì. Chu Văn Bân nghe chung quanh mọi người đều phù hợp với hắn, trên mặt xẹt qua một tia đắc ý không dễ phát hiện, nhìn về phía Chu Hồng Quang nói, Chu Tổng, sự tình liên quan đến danh dự của công ty thỉnh ngài mau chóng đưa ra quyết định. Chu Tổng nghe thấy tranh luận mà những người phía dưới đó nói, một cái đầu hai cái đại, hắn tự nhiên cũng luyến tiếc Hàn Thiên Vũ cây hái ra tiền này, nhưng nếu xem xét từ tình huống hiện tại thì chuyện muốn đem Hàn Thiên Vũ kéo trở về sợ là không có khả năng. Nếu mọi chuyện lại tiếp tục kéo dài nữa chỉ sợ toàn bộ công ty đều sẽ bị liên lụy, danh dự các nghệ nhân khác liên quan đến công ty cũng sẽ bị bôi đen. Phí Dương mắt thấy Chu Hồng Quang đã có chút dao động, vội vàng la lên, lão bản, Thiên Vũ tuyệt đối không có làm sự tình kia. Chắc chắn là do phu thê kia xảo trá, bọn họ đã nói rõ thứ mà bọn họ muốn chính là vì tiền. Nếu cứ như vậy mơ mơ hồ hồ mà hồ đồ cho bọn họ tiền như vậy đời này của Thiên Vũ coi như đã xong rồi. Phí Dương, hiện tại Hàn Thiên Vũ làm qua chuyện này hay không có còn quan trọng sao? Chu Văn Bân cười lạnh một tiếng nhìn lướt qua Hàn Thiên Vũ sắc mặt trắng bệch nói, quan trọng không phải là hắn làm hay không làm, mà là bên ngoài những người đó đều đã nhận định những việc này đều do Thiên Vũ làm rồi. Phí Dương đang còn muốn cùng Chu Văn Bân cãi cọ. Chu Hồng Quang lại chợt giơ tay lên đánh gãy cuộc tranh luận của hai người, hắn trầm giọng nói, Văn Bân nói không sai, Hàn Thiên Vũ có làm hay không căn bản không còn trọng yếu nữa. Điều quan trọng hiện giờ là làm như thế nào để giữ gìn ích lợi của công ty. Chu Hồng Quang nói xong làm sắc mặt Phí Dương nháy mắt biến trắng bệch, hắn cuống quýt nhìn về phía Hàn Thiên Vũ. Vẫn luôn yên tĩnh ngồi ở bên kia trên mặt tuấn mỹ của Hàn Thiên Vũ giờ chỉ còn lại có chết lặng cùng tĩnh mịch, khi nghe đến câu kia của Chu Hồng Quang, có làm hay không căn bản không còn trọng yếu nữa, hắn chỉ là hơi kéo kéo khóe miệng mình lên. À, không còn trọng yếu nữa. Tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này không còn trọng yếu. Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Chu Hồng Quang hít sâu một hơi khóe miệng khẽ nhúc nhích, chuẩn bị mở miệng. Hàn Thiên Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, không cần nghe Chu Hồng Quang nói tiếp, hắn đã có thể dự đoán được vận mệnh kế tiếp của mình rồi. Đối với sự kiện gièm pha Hàn Thiên Vũ lần này, trải qua suy xét thận trọng, tôi quyết định, vì nhìn đến đại cục chung của công ty cũng như theo lời luật sư đề nghị, lập tức tiến hành đình chỉ công tác cùng. Phanh, một tiếng vang lớn phát ra trong phút chốc làm cho mấy chữ cuối cùng của Chu Hồng Quang biến mất. Mọi người trong phòng hội nghị theo tiếng vang nhìn lại. Chương 253, cậu có biện pháp nào sao? Cửa phòng họp không biết bị người nào trực tiếp đẩy ra, một người thanh niên xinh đẹp đến lóa mắt không biết từ đâu đến mà xuất hiện ở cửa phòng họp. Ngượng ngùng rồi, xin phép quấy rầy một chút, tuyệt mỹ thanh niên khóe môi khẽ nhếch phác họa ra một đường cong mê hoặc. Trong phòng họp mọi người cho dù đã nhìn quen qua các loại mỹ nhân cũng không khỏi bị vẻ đẹp kinh diễm của thanh niên này làm cho ngây người. Nhưng ngay sau đó liền có người nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Mắt thấy giây phút Chu Tổng đang muốn hạ quyết định cuối cùng lại bị đánh gãy, Chu Văn Bân tức khắc lộ ra thần sắc không vui, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm gương mặt thư sinh trước mắt nói, ngươi là người nào? Ai cho ngươi tiến vào? Thanh niên phía sau là tiểu trợ lý của Hàn Thiên Vũ mở miệng đáp lại, này, vị tiên sinh này nói hắn có biện pháp có thể giải quyết được nguy cơ lần này của Thiên Vũ. Chu Văn Bân hơi hơi nhảy dựng lên, sắc mặt tức khắc càng thêm khó coi, Phí Dương, đây là thuộc hạ anh sao? Sao không hiểu quy củ gì hết thế? Họ có biết nơi này là nơi nào không? Sao lại có thể tùy tiện cho người xa lạ tiến vào đây thế? Bảo an đâu, đem người không liên quan này đi ra ngoài cho tôi. Bị đánh gãy lời nói Chu Hồng Quang chau mày, nhìn thanh niên ngoài cửa sắc mặt cũng là không vui. Vài tên bảo an nghe tiếng vội vàng chạy đến giơ tay lên muốn bắt người. Nhưng mà, con người của thanh niên kia như mỉm cười, như có như không mà đảo qua trên người mấy bảo an cao lớn thô kệch kia, khóe môi dường như cong lên một chút, phong khinh vân đạm mà đứng ở nơi đó không nhanh không chậm mà mở miệng nói, nếu Chu Tổng muốn chính mình hủy hoại cây hái ra tiền này của nhà mình thì có thể để cho bảo an đuổi tôi đi ra ngoài. Tiểu trợ lý cũng là vì muốn lo nghĩ cho Thiên Vũ nhà hắn mà thôi, sau một lúc bị mắng mới suy nghĩ lại hắn sợ việc chính mình đem một người xa lạ lại đây thật quá lỗ mãng, nhưng giờ phút này nhìn thấy cách hành xử của đối phương lại mạc danh cảm thấy an tâm. Chu Hồng Quang không biết có phải hay không bị ba chữ, cây hái tiền, đâm trúng tử huyệt, sắc mặt âm trầm chợt cứng đờ, liền nháy mắt với bảo an đang muốn động thủ mở miệng lên tiếng. Từ từ, mấy bảo an kia lập tức cũng không dám lộn xộn nữa.
Sắc mặt Chu Văn Bân lại đột nhiên đen một chút, trong ánh mắt lộ ra một cổ bất an. Chu Hồng Quang ánh mắt sắc bén mà hướng thanh niên nhìn lại, vị bằng hữu này, người rốt cuộc là người ở nơi nào, người mới vừa nói có biện pháp giải quyết được chuyện của Thiên Vũ là thật sự sao? Đúng vậy, thanh niên khoan thai mở miệng, khóe miệng cong lên làm này khuôn mặt lóa mắt càng thêm vẻ chói lòa. Trong phòng họp không ít người đại diện đều âm thầm kinh ngạc với dung mạo của người thanh niên, trong lòng không khỏi hoài nghi nam nhân xinh đẹp như vậy rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện tới đây. Chu Hồng Quang khẽ cau mày, hắn xác thật không muốn bỏ Hàn Thiên Vũ, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ thì hắn cũng sẽ không bao giờ chặt đứt cây hái ra tiền này đâu. Sau đó nghe được cậu thanh niên nói là có biện pháp giải quyết được vấn đề thì hắn cho dù chỉ có một tia hy vọng nho nhỏ thôi cũng đủ để hắn mong chờ. Vì vậy, hắn cuối cùng cũng nhịn không được hỏi một câu, cậu thật sự có biện pháp sao? Chu Văn Bân thấy Chu Hồng Quang dao động, tức khắc nhìn chằm chằm cậu thanh niên kia, trong ánh mắt lộ ra một tia âm vụ. Chỉ cần không có Hàn Thiên Vũ thì nam nghệ nhân mà hắn đào tạo kia ngay lập tức là có thể nương nhờ danh tiếng còn sót lại chút ít của Hàn Thiên Vũ mà tiếp tục phát triển. Cơ hội này hắn đã phải đợi thật lâu, hiện giờ thật vất vả mới có thể đem Hàn Thiên Vũ dẫm đi xuống, hắn sao có thể để người khác phá vỡ cục diện mà hắn khó lắm mới có thế này được. Lão bản, người này rốt cuộc là ai chúng ta cũng không biết, làm sao có thể tin tưởng được, vạn nhất là thám tử của công ty đối thủ Hoàng Thiên thì. Thanh niên nghe vậy vỗ vỗ cổ tay áo, rũ mắt nhẹ nhàng cười nói, tôi nếu là thám tử của Hoàng Thiên, lúc này hẳn là nên ở yên tiệc mừng công rồi. Sợ là không rảnh đến thăm quý công ty đâu. Ý tại ngôn ngoại, người sáng suốt đều biết Hàn Thiên Vũ lần này chết chắc rồi, ai còn muốn đi làm điều thừa thãi như vậy chứ? Chương 254, làm một giao dịch. Mấy chương này Oản Oản sẽ cải trang thành nam nhé mọi người thân. Trong phòng họp bởi vì sự xuất hiện của một người thanh niên xa lạ đã làm cho không khí có vẻ quỷ dị. Cậu rốt cuộc là người nào? Ngay kể cả chúng ta là người bên phòng quan hệ xã hội cũng chưa có biện pháp nào cả, chỉ dựa vào cậu thôi sao có thể loại bỏ được ánh mắt bên ngoài đối với Hàn Thiên Vũ được chứ? Người anh em, ngàn vạn lần chớ ở chỗ này mà ăn nói lung tung. Hiện tại danh tiếng của Hàn Thiên Vũ là không quan trọng, quan trọng là toàn bộ những người trong công ty giải trí hoàn cầu của chúng tôi đều bị sự kiện này làm ảnh hưởng đến tiền đồ của chính mình. Vài vị quản lý cao cấp của công ty hoàn cầu nhìn người thanh niên xa lạ này với ánh mắt không tốt. Lạnh lùng ở trên người Diệp Oản Oản quét qua. Chu Tổng, ngài đừng nghe tiểu tử này hoa ngôn xảo ngữ, cậu ta khẳng định là người bên Hoàng Thiên phái qua đây tìm hiểu tin tức. Chu Văn Bân vội vàng đứng dậy nói. Nghe Chu Văn Bân nói, hàn quang trong mắt Chu Hồng Quang chợt lóe lên. Mọi người đều biết, công ty giải trí Hoàng Thiên cùng với Hoàn Cầu sớm đã như nước với lửa, ảnh hưởng từ sự kiện của Hàn Thiên Vũ đối với Hoàn Cầu hết sức ác liệt. Cho nên việc Hoàng Thiên phái người tiến vào công ty Hoàn Cầu với mong muốn tìm hiểu tin tức không phải là không có khả năng. Gián điệp, Diệp Oản Oản nhìn về phía Chu Văn Bân, khóe miệng hơi hơi giơ lên, phát ra một tia trào phúng lạnh giọng cười nói, với chỉ số thông minh như vậy, tôi rất khó lý giải được lý do vì sao ông lại có thể tham gia vào hội nghị cấp cao của công ty Hoàn Cầu cơ chứ. Chu Văn Bân sửng sốt một chút con ngươi trợn lên tức khắc cả giận nói, tiểu tử thúi, cậu nói cái gì? Nói cái gì? Diệp Oản Oản hai vai hơi nhún, ở đây mọi người hẳn đều biết ý tôi đang muốn nói chính là, ông là người ngu xuẩn nha. Cậu, khuôn mặt Chu Văn Bân có chút dữ tợn nhưng không cách nào nói lại được. Trước mắt bọn họ không biết từ đâu nhảy ra một cái tiểu bạch kiểm, tự tiện xông vào phòng họp của bọn họ, hơn nữa còn làm trò trước mặt những người đại diện cấp cao của công ty bọn họ, còn nói Chu Văn Bân ông ta là người ngu xuẩn nữa chứ. Bảo an, Chu Văn Bân giận tím mặt, nhanh đem cái tên tiểu tử này ra ngoài cho tôi. Nghe thấy trong phòng họp có tiếng la hét 4-5 người bảo an đang chờ bên ngoài lại xông tới. Còn thất thần làm gì không nghe thấy lời tôi nói sao? Chu Văn Bân nhìn về phía mấy người nhân viên an ninh phía ngoài cửa. Chậc, Diệp Oản Oản lắc lắc đầu liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn tới Chu Văn Bân, sau đó đem ánh mắt dừng ở trên người chủ trì Chu Hồng Quang. Bên ngoài đều nói. Chu tổng của công ty giải trí Hoàn Cầu quyết đoán phi phàm, đáng tiếc, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, ngay cả cuộc họp hội đồng quan trọng của công ty cũng có một người đại diện không có chút danh tiếng nào tham dự vào, hôm nay tôi cũng coi như đã biết qua nha. Trên khuôn mặt người thanh niên lộ ra ý cười lạnh nhạt. Danh tiếng không lớn, Chu Văn Bân thiếu chút nữa bị tức giận đến gần chết. Chân mày Chu Hồng Quang hơi hơi nhăn lại liếc mắt nhìn Chu Văn Bân một cái. Sau đó mở miệng nhìn về phía những bảo an đang đứng nói, đều lui xuống cả đi. Chờ an bảo rời khỏi,
Chu Văn Bân cắn răng nói, Chu Tổng, tiểu tử này cậu ta. Nhưng mà lúc này, không đợi ông ta nói xong liền bị ánh mắt bất mãn của Chu Hồng Quang cùng cái phất tay cắt ngang. Chu Văn Bân nhận thấy được Chu Hồng Quang sắc mặt không vui, lúc này mới cố nén tức giận lại ngồi xuống. Mới vừa rồi ông ta bị tiểu Bạch Kiểm không biết lai lịch này làm cho rối loạn một vòng, nếu không cũng sẽ không vượt quyền tự tiện gọi nhân viên an ninh tới. Chu Tổng, lấy tình huống hiện tại của công ty Hoàn Cầu mà nói, ngài cảm thấy Hoàng Thiên có cần thiết phải phái người tới tìm hiểu tin tức hay không? Diệp Oản Oản hỏi lại. Chu Hồng Quang trầm tư một lát nhưng vẫn chưa đáp lại. Thật giống như lời mà cậu thanh niên này nói, tình huống hiện tại của Hoàn Cầu mọi người đều biết, bất luận như thế nào cũng đều đã vô lực chuyển biến, cho nên bên Hoàng Thiên tất nhiên cũng sẽ không làm điều thừa thãi tốn nhân lực như vậy. Người anh em cậu tên gì, hôm nay vào công ty Hoàn Cầu của chúng tôi, có điều gì muốn chỉ bảo hay sao? Chu Hồng Quang nhàn nhạt mở miệng. Kẻ hèn họ Diệp, mục đích chưa nói tới, thanh niên nói xong trên khuôn mặt ý cười dần dần xuất hiện, Diệp Mỗ hôm nay đến đây, chẳng qua là muốn cùng quý công ty làm một giao dịch, mà lợi thế của công ty khi làm giao dịch, là Diệp Mỗ có thể chứng minh Hàn Thiên Vũ trong sạch, loại bỏ ảnh hưởng xấu của sự kiện lần này đối với quý công ty. Chương 255, xem diễn. Nghe Diệp Oản Oản nói tới cái gọi là lợi thế đó, mọi người trong phòng họp đều hết sức sửng sốt, bao gồm cả khuôn mặt của đương sự Hàn Thiên Vũ cũng không hề bình tĩnh, rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu lên, con người vốn đang chết lặng mang theo cảm xúc phức tạp, hướng tới phía cậu thanh niên kia nhìn lại. Chu Văn Bân mặt đầy vẻ khinh thường nói, thật là chê cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Sau một lúc hoảng hốt Phí Dương sắc mặt không vui mà mở miệng nói, Chu Văn Bân, lão bản cũng chưa nói cái gì, ngươi ở chỗ này gấp đến độ muốn dậm chân là sao, ông sợ có người giúp Thiên Vũ rửa sạch tội danh sao? Chu Văn Bân tức khắc cười lạnh, Phí Dương à, tôi thấy sự chuyên nghiệp tận trách của cậu đã ăn sâu đến tận trong bụng rồi. Chuyện này hoàn toàn là bởi vì áp lực của dư luận, ngay cả toàn bộ Hoàn Cầu đều không có năng lực này, chỉ bằng cậu ta sao có thể làm chủ đạo dư luận được. Cậu ta lai cái thứ gì cơ chứ? Tuy rằng Chu Văn Bân nói không dễ nghe nhưng Phí Dương cũng biết đó là sự thật không khỏi lâm vào trầm mặc. Diệp Oản Oản không để ý đến Chu Văn Bân, không nhanh không chậm mà hướng Chu Hồng Quang nói, Chu Tổng, nếu giải trí Hoàn Cầu đã bó tay không có biện pháp vậy tại sao không đánh cuộc một phen? Nếu thắng, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, nếu thua, cũng đối với Hoàn Cầu không có bất kỳ loại ảnh hưởng nào không phải sao? Chu Hồng Quang trầm ngâm một lát sau đó, rốt cuộc mở miệng nói, Diệp tiên sinh phải không? Tôi mặc kệ ngài là ai, nếu ngài thật sự có thể làm được như lời ngài nói, giải quyết tốt chuyện này, như vậy công ty Hoàn Cầu của chúng ta nhất định sẽ làm được những điều mà ngài muốn, còn nếu ngài tới đây chỉ là muốn quấy rối, như vậy. Câu nói kế tiếp Chu Hồng Quang không có nói rõ nhưng bất cứ ai có mặt ở đó đều có thể nhìn ra được ánh mắt cảnh cáo cùng uy hiếp của hắn. Diệp Oản Oản hơi hơi mỉm cười, dường như hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt uy hiếp của Chu Hồng Quang đáp lại, Chu Tổng luôn là người sảng khoái rõ ràng, điều tôi nói là thật hay là giả, ngài thực mau sẽ biết được kết quả thôi. Nga, làm sao tôi có thể biết được? Chu Hồng Quang hơi hơi nhướng mày. Diệp Oản Oản cười nói, trong 7 ngày. Tôi nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho Hàn Thiên Vũ. 7 ngày, trên mặt Chu Hồng Quang không khỏi lộ ra một mạt kinh ngạc. Sắc mặt Chu Văn Bân ở một bên đột biến, thình lình đứng dậy chỉ vào Oản Oản nói, vậy chúng tôi lấy cái gì để tạm thời tin cậu, tôi muốn xem cậu làm như thế nào, tôi sẽ đứng đây chống mắt lên coi cậu có đại bản lĩnh gì. Nếu có thể nói rõ mọi chuyện thì cậu đã nói ra hết rồi cần gì ở chỗ này nói gần nói xa. Tôi thấy cậu căn bản là đang mơ tưởng nói chuyện viễn vông mà thôi. Dứt lời, Chu Văn Bân lập tức nhìn về phía Chu Hồng Quang nói, Chu Tổng, người này lai lịch không rõ ràng, tuổi còn trẻ như hắn ai mà biết được hắn rốt cuộc là tới đây muốn làm cái gì? Người như vậy sao chúng ta lại có thể dễ dàng tin tưởng lời hắn nói được? Chu Hồng Quang khẽ cau mày hắn đang bị một đám người ồn ào vây quanh đến chóng mặt nhức đầu, đang ở thời điểm trần trừ, một thanh âm khàn khàn chợt đánh vỡ giờ khắc an tĩnh này. Tôi tin. Trong phòng họp, tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt. Lập tức nhìn theo hướng mà thanh âm mới phát ra. Thật ngạc nhiên. Người mới mở miệng ra nói là người nãy giờ luôn rũ mắt không nói tiếng nào Hàn Thiên Vũ. Hàn Thiên Vũ hơi hơi ngẩng đầu, đôi mắt tiều tụy của Thiên Vũ nhìn thẳng đối diện với hai con mắt sáng như sao của Diệp Oản Oản. Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy, nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng như ngừng lại trên người Chu Hồng Quang. Chu Tổng, tôi tin cậu ta. Tất cả mọi người đều vứt bỏ hắn.
nhưng hiện tại lại có một người đứng ra nói muốn đem lại trong sạch cho hắn. Chu Hồng Quang thần sắc rất là phức tạp, Hàn Thiên Vũ nãy giờ từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói chuyện, đây là lời nói đầu tiên mà Hàn Thiên Vũ nói ra từ lúc cuộc họp này bắt đầu đến giờ. Chu Hồng Quang thở dài, cứ như vậy đi, Thiên Vũ, công ty không phải không muốn giúp cậu, nếu vị bằng hữu này thực sự có biện pháp tôi tự nhiên cũng toàn lực giúp đỡ. Ngay sau đó, Chu Hồng Quang nhìn về phía thanh niên đang đứng ở một bên nói, cậu muốn chúng ta làm cái gì? Khóe miệng của Oản Oản khẽ nhếch phát ra một tia lạnh lùng nói, chỉ cần xem diễn mà thôi. Chương 256, Hợp tác vui sướng. Mọi người nghe được lời nói đầy vẻ kiêu ngạo của Oản Oản, tức khắc nghị luận sôi nổi, trên mặt tự nhiên đều là nghi ngờ cùng trào phúng. Chu Hồng Quang cười cười nói, người trẻ tuổi thực tự tin a. Vậy đi, cậu nói điều kiện cậu muốn đi. Diệp Oản Oản hướng mọi người ở bốn phía nhìn thoáng qua, điều kiện mà Diệp Mỗ muốn cùng nói với Chu Tổng là. Nghe ra ngụ ý của Oản Oản, Chu Hồng Quang phất phất tay, giải tán toàn bộ những người đang tham gia hội nghị ý muốn mọi người rời khỏi phòng họp. Trước khi đi, Chu Văn Bân đến trước mặt Oản Oản dừng lại, hắn hung hăng trừng mắt nhìn liếc cô một cái. Đáng chết, vốn dĩ đều đã là chuyện như ván đã đóng thuyền, thế mà lại bị tên tiểu tử này đến phá đám. Hắn phải đợi xem hắn ta rốt cuộc có thể làm ra cái dạng gì. Một lát sau, trong phòng hội nghị chỉ còn lại Diệp Oản Oản cùng Chu Hồng Quang. Mời nói đi, Chu Hồng Quang rút một điếu xì gà ra hút. Diệp Oản Oản ngồi ở ra ghế đối diện với Chu Hồng Quang trực tiếp mở miệng nói, thứ nhất, tôi muốn có một cơ hội làm việc ở Hoàn Cầu. Chu Hồng Quang sảng khoái mà trả lời, cái này quá sức đơn giản, nếu như cậu thật sự có thể giúp Thiên Vũ vượt qua được nguy cơ lần này. Giải trí Hoàn Cầu tự nhiên hoan nghênh nhân tài như cậu, ngoài điều đó ra cậu còn có yêu cầu gì khác không? Diệp Oản Oản nghe vậy trầm mặc trong chốc lát, lúc này mới tiếp tục mở miệng, thứ hai, tôi muốn có một chỗ bất động sản dưới danh nghĩa của Chu Tổng. Chu Hồng Quang hút một ngụm xì gà, hơi hơi nhướng mày hỏi lại, bất động sản dưới danh nghĩa của tôi sao? Không biết nơi mà tiểu huynh đệ muốn là chỗ nào? Diệp Oản Oản giấu đi đáy mắt một tia u ám, sắc mặt bình tĩnh mà mở miệng nói, Kim Huyền Dương. Nghe thanh niên nói, Chu Hồng Quang ngón tay cầm xì gà dừng lại một chút, tiểu huynh đệ thật ra rất biết chọn chỗ nha. Năm đó lúc Diệp Thiệu Đình phá sản, toàn bộ nhà cửa đều bị tòa án đưa ra bán đấu giá, hắn vì đối thủ ngày xưa một mất một còn này liền đem chỗ bất động sản này mua lại, hắn muốn xem đây thành chiến lợi phẩm của mình. Diệp Oản Oản mặt không đổi sắc mà cười cười, bất động sản nằm trên đường này trên thị trường vô giá, bất quá tôi cũng chỉ là tục nhân mà thôi. Chu Hồng Quang nghe vậy tỏ vẻ bình thường nói, tôi có thể đáp ứng, chuyện đó không có vấn đề gì cả. Nghe được đối phương khẳng định đáp ứng chắc chắn lời yêu cầu của mình, sắc mặt Diệp Oản Oản thả lỏng vài phần nhưng không dễ bị người khác phát hiện đứng lên nói, như vậy đi, Chu Tổng hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Chu Mỗ tôi đây chờ tin tức tốt của cậu. Bàn bạc thương lượng xong, Chu Hồng Quang phái người khách khí mà đưa Oản Oản ra khỏi công ty. Thẳng đến khi ra khỏi công ty giải trí Hoàn Cầu, thần kinh Diệp Oản Oản đang căng chặt mới hạ xuống, vươn ngón tay ra tùy ý mà kéo kéo cổ áo, thở phào một hơi. Mặc dù có điểm khúc mắc nhưng còn mà là cô cuối cùng cũng nói được hết những điều mà mình muốn nói. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô mặc nam trang trên người, cho nên cô vẫn luôn rất khẩn trương, nhưng tới lúc nói chuyện lại phát hiện chính bản thân mình cứ tự nhiên mà cư xử bình thường giống như nam nhân vậy. Kiếp trước cô phát hiện chính mình am hiểu các loại kỹ năng như suy diễn cùng bắt chước các nhân vật khác nhau, kiếp này khi cô sống lại luôn tích cực ôn luyện cùng tích tụ kiến thức từ ngữ chuyên nghiệp, làm cho kết quả càng tốt, không thể nghi ngờ là loại thiên phú này đối với cô mà nói là cực kỳ có lợi. Diệp Oản Oản đang chuẩn bị một đường hồi Cẩm Viên, lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nam khàn khàn. Diệp Bạch tiên sinh, xin dừng bước. Diệp Oản Oản dừng bước chân lại. Hướng người mới tới nhìn qua, Hàn tiên sinh. Trước mặt người khác từ trước đến nay Hàn Thiên Vũ đều là sặc sỡ lóa mắt, tiêu sái tự tin, giờ phút này trước mặt cô lại là một khuôn mặt tuấn tú tiểu tụy mỏi mệt, dưới mí mắt có quầng thâm một mảnh. Hàn Thiên Vũ tức khắc ngẩn ra khi chợt nhìn một đôi mắt của cậu thanh niên đối diện hắn, dưới đỉnh đầu lóa mắt dương quang, da thịt của cậu thanh niên đó trắng như tuyết, cổ áo hơi hơi mở ra lộ ra một mảnh nhỏ xương quai xanh tinh xảo, một đôi con người liếm diễm phảng phất ánh ngân hà. Làm cho người khác cơ hồ không rời mắt được. Dung mạo của cậu thanh niên này cho dù là lấy mỹ nhân như mây ở giới giải trí ra so sánh cũng xuất sắc hơn mấy phần, thậm chí là cùng hắn so sánh mà nói cũng không thua kém chút nào. Rõ ràng đây là một khuôn mặt xinh đẹp tới cực hạn rồi,
lại không có một tia tùy tiện cùng nữ khí, ánh mắt sắc bén, đáy mắt không chút để ý tỏ vẻ kiêu ngạo tự cho chính mình là một người có mị lực vô cùng nam tính. Hàn Thiên Vũ đứng ở trước mặt Diệp Oản Oản, ngón tay đặt ở bên cạnh người nắm thật chặt nói, vô luận mục đích của cậu là cái gì, vì cái gì muốn giúp tôi thì cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi. Diệp Oản Oản hơi hơi mỉm cười, mặt mày sắc bén nháy mắt giống như có thể xua tan thời gian hết thảy khói mù, không cần khách khí như vậy đâu, bằng hữu của tôi là fan của anh, cô ấy thực sự rất thích anh và ngay cả tôi cũng thế. Rõ ràng đã nghe qua quá nhiều lời khen tặng nhưng Hàn Thiên Vũ lại mặc danh có lại loại cảm giác mà năm đó hắn mới xuất đạo, sự rung động lần đầu tiên ở trên đường cái khi được fan đến gần, lời của Oản Oản nói cũng làm cho hắn dù đang lạnh băng đến xương nhưng trái tim cũng chậm rãi trải qua một tia ấm áp. Chương 257, xác thật là một đại mỹ nhân. Trên đường trở về, Diệp Oản Oản đi ngang qua một cửa hàng bán hoa. Vốn dĩ kế hoạch hôm nay của cô sau khi đàm phán chấm dứt là hẹn Tư Dạ Hàn cùng nhau đi ăn một bữa cơm nhưng buổi sáng lúc cô muốn nói thì Tư Dạ Hàn đã đi đến công ty rồi, cho nên cô không có thể cùng anh đề cập tới chuyện này. Để tránh nội bộ mâu thuẫn như trước kia, vô luận cô làm gì hàng ngày cũng nên báo trước cho anh biết, đây là điều mà cô sẽ không thể quên sau khi sống lại. Ngài Hảo A, hoan nghênh quý khách ghé thăm. Trong cửa hàng bán hoa, một cô gái mặc váy màu xanh nghe được ngoài cửa có âm thanh báo hiệu có khách nhân tiến vào liền giống như ngày thường lên tiếng chào hỏi, ngay sau đó theo bản năng mà hướng người mới bước vào cửa hàng nhìn lại. Ngoài cửa pha lê chỉ nhìn thấy một cánh tay thon dài đang chậm rãi đẩy cửa ra, một người nam nhân trẻ tuổi mặc áo sơ mi màu trắng, tóc ngắn màu sợi đay cất bước tiến vào. Trong cửa hàng trưng bày đầy các loại đóa hoa, giống như là một vườn địa đàng thần bí, nam tử nhẹ nhàng bước vào âm thanh từ tiếng chuông chậm rãi vang lên, khuôn mặt ở sau được bụi hoa che lấp như ẩn như hiện. Đến gần một bó hoa hoa hồng lớn màu đỏ, nam tử hơi hơi dừng lại bước chân, tay tùy ý cầm lên một cành trong đó, lông mi rũ xuống như cánh bướm, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Xuyên thấu qua song cửa sổ gương mặt tinh xảo hiện lên dưới ánh mặt trời, hoa hồng đỏ kiều diễm đều không thể chiếm đoạt được nửa phần nhan sắc của hắn. Ngược lại dưới cảnh sắc đó đều như trở thành nền cho hắn. Chào cô, xin hỏi cô có thể giúp tôi gói lại một bó hoa hồng đỏ không? Thẳng cho đến khi bên tai truyền đến thanh âm réo rắt khàn khàn của nam nhân, nhân viên cửa hàng mới mãnh liệt hoảng hốt phục hồi lại tinh thần của mình khi nhìn chàng trai mới bước vào cửa hàng cô cứ ngỡ người đó đang từ trong mơ bước ra. Nhìn thấy ánh mắt lưu ly đang muốn dò hỏi của cậu thanh niên đó, hai má của cô gái bán hàng tức khắc nóng lên một trận vội vàng trả lời. Có thể, đương nhiên có thể, không biết ngài yêu cầu bao nhiêu bông. Nam tử nhẹ nhàng vỗ về cánh hoa nghĩ nghĩ, ngay sau đó mở miệng nói, 99 bông đi. Tốt tốt, tôi đây liền giúp ngài gói hoa. Nhân viên gói hoa vừa bắt đầu bận rộn gói hoa vừa một bên ngẩng đầu lên nhìn trộm đánh giá nam tử đối diện. Thiên A, người này cũng quá đẹp đi, quả thực so với minh tinh trên TV còn đẹp hơn nhiều. Không biết nữ hài tử nào vận khí tốt như vậy lại có thể được nam nhân soái ca này tặng hoa hồng đỏ, mà là 99 đóa hoa luôn nha. Nhân viên gói hoa tâm tình muốn bát quái tức khắc hừng hực bốc cháy lên. Hoa hồng này mới được chuyển tới trong tiệm sáng nay, thực tươi nha, mua về có thể để lại rất lâu đó, ngài xem gói như thế này có được không? Gần đây lưu hành phương thức gói hoa như thế này đấy. Có thể xem thử, nếu muốn tôi liền giúp ngài dùng loại này. Có thể, rất đẹp. Nam tử gật đầu. Bị nam nhân nhìn chằm chằm nói hai chữ, rất đẹp, cô gái gói hoa mặc dù trong lòng biết rõ hắn đang nói chính là cách đóng gói hoa mà thôi nhưng vẫn mặc danh tự mình đỏ mặt một trận, ngây người một lúc, sau đó giống như lơ đãng mà hỏi thăm tiên sinh, ngài mua hoa để tặng bạn gái sao? Nam tử lắc đầu, không phải. Cô gái đó vừa nghe xong tức khắc có chút kinh ngạc hỏi lại, không phải tặng bạn gái sao? Mua hoa nhưng không phải tặng cho bạn gái sao? Nhưng tặng hoa chính là muốn đưa cho cô gái mà mình thích nha. Cô gái gói hoa suy đoán nói, ngay sau đó càng thêm tò mò mà lẩm bẩm, tiên sinh ngài soái như vậy cư nhiên còn cần theo đuổi con gái sao, đối phương nhất định là một siêu cấp đại mỹ nhân đi. Nam tử nghe vậy, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên hơi hơi gợi lên khóe môi, không tồi, xác thật là một đại mỹ nhân. Tiểu điếm viên tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, quả nhiên a. Cô gái đó một bên hâm mộ một bên tưởng tượng đến người nữ nhân được đối phương nói là đại mỹ nhân, không biết sốt cuộc là mỹ nữ như thế nào nha làm cô thật tò mò, sau đó liền nghe được nam nhân tiếp tục mở miệng nói, bất quá, cô ấy không phải nữ hài tử tôi thích. Cô gái gói hoa nghe vậy có chút phát ngốc, vậy cô ấy là? Là bạn trai tôi, nam tử trả lời.
cô gái gói hoa. Chương 258, đón bạn trai tan tầm. Cô đang nghe được cái gì vậy? Bạn trai sao? Đang gói hoa, cô gái kia giống như bị sét đánh tới, trợn mắt há hốc mồm mà ngốc ở nơi đó. Ít nhất qua ước chừng 10 giây, nhân viên gói hoa rốt cuộc mới phản ứng lại được ý tứ của đối phương. Vị cực phẩm soái ca trước mắt này thế nhưng lại thích nam nhân. Tâm tình của thiếu nữ nháy mắt như đã chịu một vạn điểm thương tổn. Thật vất vả mới kéo lên được tâm tư của chính mình rồi tự mình nhận thấy được chính mình phản ứng quá rõ ràng, cô gái nọ vội vàng nói lại, xin lỗi, thất lễ rồi. Không quan hệ, Diệp Oản Oản không thèm để ý mà cười cười. Nhân viên gói hoa nhìn đối phương khi mỉm cười càng làm người nhìn tim đập thình thịch, tâm tình mới vừa kéo lên lại tan nát một mảnh. Vì sao tất cả soái ca lớn lên đều đã có bạn trai? Rời khỏi cửa hàng bán hoa, Diệp Oản Oản điện thoại cho Hứa Dịch. Uy, Hứa quản gia, Cửu gia lúc này đang ở Cẩm Viên hay là ở công ty? Cửu gia hiện giờ ở công ty, đang mở cuộc họp. Hôm nay buổi tối anh ấy có buổi xã giao nào không? Trên lịch hành trình hôm nay không có an bài. Hiện tại tôi có thuận tiện đi qua tìm anh ấy hay không? Diệp Oản Oản hỏi. Này, Diệp tiểu thư, ngài chờ chút, tôi đi xin chỉ thị của Cửu gia một chút. Đối với lời Diệp Oản Oản nói, Hứa Dịch khó tránh khỏi có chút không tưởng ngoài ý muốn, rốt cuộc đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Oản Oản chủ động đi tìm Cửu gia nha. Bởi vì cô ấy cực kỳ bài xích cùng quan hệ của mình cùng Cửu gia bị người khác biết được cho nên sẽ không có trường hợp nào công khai cùng Cửu gia xuất hiện với nhau. Rất nhanh chóng Hứa Dịch liền trả lời lại qua điện thoại, Diệp tiểu thư, ngài lại đây đi, chỉ cần cùng thư ký nói họ của mình là được. Tốt, cảm ơn a. Tư thị tập đoàn. Người hảo a, xin hỏi ngài họ gì? Có hẹn trước sao? Tới công ty đại bộ phận đều là thương nhân, nhưng chợt thấy người đến là một vị tiểu soái ca, trong tay còn ôm một bó hoa hồng đỏ lớn dễ dàng gây sự chú ý cho người khác, nữ thư ký kia ánh mắt không khỏi sáng ngời lên. Tôi họ Diệp, tìm Tư Tổng, tôi đã cùng Hứa trợ lý hẹn qua rồi. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Nguyên lai ngài chính là Diệp tiên sinh, nữ thư ký mới vừa rồi đã được Hứa Dịch dặn dò qua giờ phút này vội vàng đứng dậy nghênh đón, chỉ là trong lòng hơi có chút hồ nghi. Người trong miệng Hứa trợ lý nói không phải tiểu thư sao? Phỏng chừng vẫn là đúng người đi. Chỉ là xem bộ dáng của đối phương, tựa hồ như không phải tới nói chuyện chính sự, ngược lại lại làm cho cô có cảm giác là bạn trai tới công ty đón bạn gái tan tầm nha. Nếu có thể được bạn trai soái như vậy ôm hoa hồng tới đón. Lúc này, đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra. Dư quang của nữ thư ký lúc này mới từ sườn mặt của nam nhân tuyệt mỹ thu hồi lại. Khôi phục biểu tình chuyên nghiệp mở miệng nói, Diệp tiên sinh, Tư Tổng đang họp thỉnh ngài ở phòng khách chờ một lát. Diệp Oản Oản gật đầu, được thôi. Thư ký nói xong liền dẫn đối phương đi đến phòng tiếp khách. Kết quả, hai người mới vừa đi ra vài bước, liền nhìn thấy một đám người từ trong phòng hội nghị đi ra. Người đi đầu là lão bản của bọn họ, một thân tây trang màu đen, khuôn mặt lạnh băng, theo sau là một đám người quản lý cấp cao, mỗi người đều là biểu tình nghiêm túc. Tư Dạ Hàn đang nghiêng người nghe Hứa Dịch bên cạnh báo cáo lại phát hiện thuộc hạ nhà mình đột nhiên không cất tiếng nói nữa. Đỉnh lông mày của anh hơi trao lại, hướng Hứa Dịch nhìn qua, sau đó liền nhìn thấy Hứa Dịch đang nhìn chằm chằm một hướng khác vẻ mặt như dại ra. Tư Dạ Hàn theo ánh mắt Hứa Dịch nhìn tới, chỉ nhìn thấy đứng đối diện là một nữ thư ký mà bên cạnh thư ký lại là. Nhìn nam nhân trẻ tuổi đang ôm một bó hoa hồng đỏ đứng bên cạnh nữ thư kia, đồng tử của Tư Dạ Hàn tức khắc hơi hơi co rụt lại. Bởi vì boss nhà mình đột nhiên dừng bước chân lại, những quản lý cấp cao đi phía sau cũng đều dừng lại theo, đồng thời cũng phát hiện ra cảnh tượng ở đối diện. Ở dưới ánh mắt của mọi người, chỉ thấy đối diện là một nam nhân mặc áo sơ mi màu trắng như sáng sớm sương mai thanh triệt, trong tay ôm hoa hồng, từng bước một hướng bọn họ đi tới. Cậu thanh niên kia lập tức ở trước mặt Tư Dạ Hàn dừng lại, cánh môi so với hoa hồng trong tay còn muốn kiều nộn hơn hơi hơi dương lên, con ngươi lập lòe ý cười câu dẫn tâm người nhìn. Thanh âm khàn khàn réo rắt chậm rãi nói, Tư Tổng, tôi có thể có vinh hạnh mời ngài cùng nhau ăn một bữa tối được không? Chương 259, rảnh rỗi nhìn hoa gió cũng say. Một đám quản lý cấp cao. Thư ký quen. Trong không khí yên ắng dường như có gió lạnh thổi qua. Mới vừa rồi boss nhà bọn họ bị một người đàn ông tỏ tình sao? Hứa Dịch bên cạnh Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản phía đối diện đang mặc đồ nam thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi.
Mặc dù anh ta đã sớm biết Diệp Oản Oản muốn hóa trang thành đàn ông nhưng anh làm sao cũng không nghĩ tới cô gái này lại có thể làm tới mức này. Rõ ràng đó vẫn là gương mặt đẹp đến cực hạn kia, chẳng qua chỉ là thay đổi cách trang điểm gương mặt, kiểu tóc cùng với trang phục mà thôi, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn thay đổi hơn nữa còn mang cho người ta cảm giác thật dễ nhìn. Khi mặc đồ nữ Diệp Oản Oản đã đẹp, nhưng đó vẻ đẹp nhu nhược, đè nén, thậm chí làm cho người ta có cảm giác mờ ảo hư không. Nhưng sau khi mặc đồ nam toàn bộ người của Diệp Oản Oản trong nháy mắt tạo cho người khác cảm giác bộc lộ tài năng, giống như người bị áp chế đã lâu giờ mới ra ngoài ánh sáng rực rỡ chói mắt, khiến cho người nhìn hoàn toàn không rời mắt nổi một giây nào. Đương nhiên, toàn bộ những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, Diệp Oản Oản bây giờ mặc đồ nam, ở trong mắt tất cả mọi người cô ấy là một người đàn ông a. Là một người đàn ông nhưng cô ấy đang cầm hoa tỏ tình đối với một người đàn ông khác. Lại còn nói những lời mà chỉ nam mới nói với nữ, đây là muốn náo đến dạng nào cơ chứ? Anh ta không cần đoán cũng biết đầu óc những người này sẽ nghĩ lệch đi theo hướng nào rồi. Cô gái Diệp Oản Oản lần này chơi đến mức này cũng quá đáng rồi, ông chủ sẽ không đồng ý, tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nói không chừng còn có thể đem cô ấy nhốt lại nữa. Hứa Dịch đang nghĩ như thế, sau đó liền thấy, ông chủ nhà bọn họ cao quý đẹp trai lạnh lùng mặt như phủ băng. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn cậu, thanh niên, đối diện một cái, sau đó, mặt không thay đổi mà nhận lấy bó hoa hồng trong tay cậu, thanh niên, đó. Hứa Dịch. Rời ạ, hắn đang thấy được cảnh tượng gì đây? Ông chủ ơi, ngài điên rồi sao? Nhìn tận mắt ông chủ nhà mình nhận lấy bó hoa hồng đỏ rực kia trong tay Diệp Oản Oản, trong lòng của Hứa Dịch như đang trải qua một trận sóng thần. Bịch, một tiếng vang thật lớn truyền tới. Sau lưng là âm thanh đống báo cáo thật dày trong tay tổng giám tài vụ rơi đầy xuống đất, về phần người thư ký mới vừa dẫn Diệp Oản Oản tới kia, ánh mắt lại trừng lớn một chút, con người như cũng muốn rớt xuống. Ông chủ không nên chơi như vậy a. Chu U Vương Phong Hỏa Hí Chư Hầu đều không có đáng sợ bằng hành động này của ông chủ đâu a. Ông chủ ơi, ngài muốn tôi kết thúc chuyện này như thế nào đây? Một người quản lý nào đó tâm hồn đang tan vỡ. Vắt hết óc của mình suy nghĩ để tìm cách giải quyết tốt nhất cho ông chủ nhà mình, sau đó nhanh chóng mở miệng giải thích đối với toàn bộ mọi người đã hóa đá, khụ khụ, vị này là bằng hữu của Boss, gốc hoa ở tại Mỹ, ở nước ngoài lớn lên, tính tình tương đối cởi mở cho nên rất thích đùa a ha ha. Mọi người chố mắt nhìn nhau, lại có thể có người dám đùa như vậy đối với Boss sao? Tâm tư Diệp Oản Oản thật ra có một phần nho nhỏ mang tính chất trả thù, nhưng không nghĩ tới chính là... Tư Dạ Hàn lại thật sự ngay trước mặt mọi người đón nhận hoa của cô, ngay cả chính cô cũng thật kinh ngạc. Bất quá, không cách nào phủ nhận được Tư Dạ Hàn mặt băng sơn vạn năm không đổi, trong ngực ôm lấy một bó hoa hồng đỏ kiều diễm như máu như vậy cực kỳ tương phản với nhau, một màn hình ảnh này quả thực là làm cho người ta rung động đến lóa mắt. Nếu có một ngày cô thật sự thành nữ đại lão, cô thật là muốn thiết lập kim ốc kiều tàng để giam giữ anh nha. Làm sao vậy? Thấy Diệp Oản Oản vẫn đứng bất động nhìn chằm chằm vào mình. Con người trong trẻo lạnh lùng của Tư Dạ Hàn hướng tầm mắt qua hỏi. Lúc này Diệp Oản Oản mới từ bữa tiệc sắc đẹp trước mắt phục hồi lại tinh thần, bất quá ánh mắt vẫn không có rời đi khỏi người của Tư Dạ Hàn, con người như lưu ly không che giấu chút nào mà nhìn anh, mở miệng yếu ớt nói, không có gì, rảnh rỗi nhìn hoa gió cũng say, chính là nhất thời nhìn người đẹp mà ngây người thôi. Tất cả mọi người tại chỗ. Trợ lý Hứa lời mà anh mới giải thích là nghiêm túc sao? Hứa Dịch, chuyện này anh không có cách nào biện minh nha. Chương 260, nam nhân có tiền sẽ đổi bại. Ra khỏi văn phòng công ty, Diệp Oản Oản vốn đang cuồng bá khốc huyễn tức khắc giống như bóng cao su bị chọc thủng xì hơi. Anh yêu a, chúng ta có thể làm một cuộc thương lượng nho nhỏ hay không? Diệp Oản Oản thử thăm dò mở miệng hỏi chuyện. Khớp xương ngón tay của Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng sờ nhẹ những cánh hoa hồng trong lòng ngực hỏi lại, em muốn thương lượng chuyện gì? Diệp Oản Oản nhu mì mà mở miệng, thương lượng một chút, hay là chúng ta, hôm nào khác mới đi ăn được không? Quả nhiên, Tư Dạ Hàn nghe vậy sắc mặt cơ hồ trong nháy mắt liền lạnh xuống mấy phần. Diệp Oản Oản vội vàng mở miệng giải thích, em không phải muốn cho anh leo cây cũng không muốn bỏ lỡ buổi hẹn của chúng ta à, vốn dĩ em đã chuẩn bị mời anh đi ăn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, kết quả em vừa mới nhớ tới toàn bộ số tiền mà em có được đều dùng để mua bó hoa này mất rồi, cho nên... Ai? Thật là sét đánh ngang tai a. Nghe được lời cô nói đã dùng những đồng tiền cuối cùng của mình mua bó hoa này, sắc mặt của Tư Dạ Hàn mới hòa hoãn được một chút. Diệp Oản Oản không biết nghĩ đến cái gì,
mắt sáng rực lên tiếp tục mở miệng nói, bất quá nếu là anh nguyện ý mời khách thì chúng ta cũng là có thể tiếp tục buổi hẹn a, hoặc là anh trực tiếp cho em tiền em sẽ mời anh đi ăn nha. Tư Dạ Hàn, về nhà. Diệp Oản Oản. Bảo Bảo a, lấy chỉ số EQ của anh cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể theo đuổi con gái thành công a, loại này thời điểm đáp án chính xác mà những người khác thường dùng không phải là đưa cho cô một đống thẻ tín dụng để cho cô tùy ý sử dụng sao? Tư Dạ Hàn phỏng chừng là đoán được cô suy nghĩ cái gì, liếc mắt nhìn cô một cái mặt không biểu tình mà mở miệng nói, nam nhân có tiền sẽ đổi bại. Diệp Oản Oản tức khắc đầu đầy hắc tuyến. Cô cho rằng cô đã hoàn toàn nhập vào vai diễn rồi, ai ngờ ở nơi này còn có một người so với cô diễn càng nhập tâm hơn. Đại ma đầu không hổ là đại ma đầu, khẩu vị bách xuyên, ngay cả cô hóa thành nam nhân cũng đều chấp nhận được không hề thấy có chút áp lực nào. Ban đêm, chung cư cao cấp ở Đế Đô. Nơi này là ký túc xá mà công ty giải trí Hoàn Cầu an bài cho nghệ nhân của mình. Bởi vì tin tức nhiều chỗ bất động sản của Hàn Thiên Vũ đều bị người ác ý làm cho bại lộ cho nên ngoài cửa tất cả những chỗ đó đều có phóng viên vây quanh, vì thế chỗ ở tốt nhất hiện giờ chính là nơi này. Giờ phút này, đèn trong phòng tất cả đều bị tắt, phòng khách rộng lớn lạnh lẽo nhưng chỉ có thanh âm TV truyền đến mà thôi. Hàn Thiên Vũ ngồi trên ghế sofa đối diện với TV, màn hình tinh thể lỏng phát ra tia u quang, trên gương mặt tuấn Mỹ hiện lên vẻ mệt mỏi tái nhợt. Trong TV đang ở phát ra tin tức đứng đầu giới giải trí mà bối cảnh là phía trước biệt thự cư trú mà Thiên Vũ từng ở. Ngoài cửa vây quanh là một đám quần chúng đầy xúc động phẫn nộ, một người nữ phóng viên đang ở ngay trước cửa nói, vụ kiện Hàn Thiên Vũ dâm loạn nữ đồng vài ngày nữa sắp mở phiên tòa, vụ án kiện lần này đã ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến cách hành xử của con người khiến dân chúng khắp nơi quan tâm chú ý. Đương sự là cha của nữ đồng Triệu Tiên Sinh sau 2 ngày đã triệu tập mót cuộc họp báo với sự có mặt của phóng viên. Tỉ mỉ miêu tả kỹ càng những chi tiết cụ thể liên quan đến vụ án này. Chúng tôi hiện đang đứng trước nơi ở của Hàn Thiên Vũ, bất quá nơi này cửa vẫn luôn đóng chặt không có người ra vào, công ty giải trí Hoàn Cầu và kể cả bản thân Hàn Thiên Vũ đều không có chính thức đáp lại bất kỳ câu hỏi phỏng vấn nào trước sự kiện này. Từ phía cha của nữ đồng kia chúng tôi đã nghe được chuyện Hàn Thiên Vũ từng lén đến tìm Triệu Tiên Sinh muốn dùng tiền để hắn rút đơn tố tụng về, hơn nữa còn muốn hắn ở trước mặt truyền thông nói dối nhưng lại bị cha của cô bé cự tuyệt. Từ một thần tượng có hình tượng tốt lại có thể làm ra một hành động đáng khinh đối với một cô bé thậm chí không muốn nhận sai lầm của mình, đó thật là một con người máu lạnh, chân tướng của sự thật thật là làm cho người nghe đau lòng. Phí Dương trên tay cầm mấy viên thuốc cùng bưng một chén nước bước qua, có chút khẩn trương mà hướng Hàn Thiên Vũ đang ngồi trên sofa nhìn thoáng qua, khuyên nhủ Thiên Vũ, đừng nhìn mấy cái thứ tin tức nhảm nhí này nữa, cậu đã quên lời bác sĩ dặn dò rồi sao? Trong khoảng thời gian này cậu nên an tâm ở nhà nghỉ ngơi, cái gì cũng đều đừng nhìn đừng nghe nữa, nếu có tình huống gì mới tôi sẽ thông báo cho cậu mà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 261, tự mình biện minh. Từ lúc sự tình phát sinh, trạng thái tinh thần của Hàn Thiên Vũ càng ngày càng không ổn cho nên Phí Dương phải tìm ra biện pháp để không còn quá lo lắng cho thân thể của Thiên Vũ nữa. Chuyện này ảnh hưởng không chỉ đơn giản là sự nghiệp cùng sinh mạng của Thiên Vũ mà còn có toàn bộ suy nghĩ của những người khác nữa. Rõ ràng là xuất phát từ thiện ý mà trợ giúp những hài tử đó, cuối cùng lại bị bôi nhọ phản bội hãm hại, rõ ràng căn bản không có làm việc ác đó nhưng người khác lại muốn Thiên Vũ cả đời trên lưng phải đeo loại tội ác đáng sợ này. Mà đối với đôi vợ chồng tham lam kia, ngay cả huyết nhục của mình còn muốn lợi dụng để có thể nhận lấy sự đồng tình của toàn bộ xã hội. Rồi trong tương lai bọn họ muốn dựa vào khoản bồi thường cách xù mà mình có thể nhận được để ăn sung mặc sướng. Nếu hôm nay không có người nam nhân họ Diệp trẻ tuổi kia xuất hiện thì chắc chắn công ty sẽ mạnh mẽ bức Thiên Vũ dùng phương thức đưa tiền để giải hòa. Sau đó hắn thật sự có thể tưởng tượng được chuyện Thiên Vũ vì cách làm như vậy mà tinh thần ngày càng đi xuống trầm trọng hơn. Thấy Hàn Thiên Vũ không nói lời nào, Phí Dương lại mở miệng an ủi nói, cậu cũng đừng quá bi quan, Chu Tổng không phải đã đồng ý thử lại một lần nữa rồi sao? Nói không chừng thật sự có thể có cơ hội chuyển đổi đó. Nếu Diệp Bạch kia không có chiêu gì đặc biệt thì hắn hẳn là không dám ở trong hội nghị làm ra chuyện lớn như vậy. Phí Dương không dám tưởng tượng đến chuyện Diệp Bạch thất bại thì. Càng nghiêm trọng hơn là, vạn nhất người nó căn bản là người có tâm muốn gây rối. Nghe được tên của Diệp Bạch, con người của Hàn Thiên Vũ mới giật giật, trước mắt hoảng hốt lại hiện lên một mặt tươi cười ấm áp. Sau một lát hoảng hốt, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại ngăn cách ánh nhìn như lốc xoáy nơi đáy mắt. Hai ngày sau,
vợ chồng Triệu Thị kết hợp với truyền thông mở một cuộc họp với nội dung, kêu oan cho con gái mình, hơn nữa còn áp dụng phương thức phát sóng trực tiếp cho mọi người cùng xem. Rõ ràng đã khởi tố lên tòa án rồi nhưng trước kỳ mở phiên tòa lại cố ý công khai một cuộc họp báo có cả phóng viên như vậy, khác nào tự mình biện minh cho mình đâu. Để tránh cảm xúc của Hàn Thiên Vũ bị ảnh hưởng, Phí Dương đã cắt đứt đường truyền Internet trong nhà hơn nữa còn tịch thu di động của Hàn Thiên Vũ. Đang nghĩ ngợi xem hắn còn có quên cái gì khác hay không, lúc này, di động cá nhân của Hàn Thiên Vũ đột nhiên vang lên. Trên điện thoại biểu hiện người gọi đến, Diệp Bạch. Nhìn đến tên này, Phí Dương vội vàng chuyển điện thoại, biểu tình cẩn thận mà mở miệng nói chuyện, uy, Diệp tiên sinh. Mở tin tức đang phát sóng trực tiếp ra, người ở đầu kia di động cũng không có muốn hàn huyên tâm sự gì mà là trực tiếp mở miệng ra lệnh nói. Phí Dương nghe vậy tức khắc có chút kinh ngạc hỏi lại, hiện tại sao? Diệp Bạch, đúng vậy. Phí Dương do dự một chút sau đó mở miệng đáp lại, tốt, tôi đã biết rồi. Phí Dương chạy nhanh về phía máy tính click mở trang web đang phát sóng trực tiếp tin tức, sau đó gõ cửa phòng ngủ của Hàn Thiên Vũ, Thiên Vũ, Thiên Vũ, cậu có còn tỉnh không? Đẩy cửa tiến vào mùi mà Phí Dương gửi thấy chỉ có một mùi, là mùi rượu. Hàn Thiên Vũ mặt trên bàn, bên cạnh đất bình rượu không, nghe được Phí Dương kêu tên của mình cũng không có chút phản ứng nào. Nhìn bộ dạng này của Thiên Vũ, Phí Dương lại càng đau lòng hơn, hắn cũng biết nếu không cho Thiên Vũ phát tiết một chút thì hắn chỉ sợ cậu ấy thật sự sẽ điên mất cho nên lúc này mới không có ngăn cản cậu ấy uống rượu. Mau đứng lên, vừa rồi Diệp tiên sinh gọi điện thoại lại đây, nói muốn chúng ta xem cuộc họp báo mà phóng viên mở ra. Cùng lúc đó, tại khách sạn lớn ở Đế Đô, trong phòng hội nghị lớn nhất của khách sạn, chứa đầy những phóng viên truyền thông của công ty Bách Gia. Cha Triệu Đại Dũng cùng mẹ Lý Xảo Hồng của nữ hài bị Thiên Vũ hãm hại kia đang ngồi ở trên đài tuyên bố lý do của buổi họp báo. Triệu Đại Dũng thân hình béo mập, đầu cạo tóc, trên người ăn mặc một bộ tây trang màu đen cũ không quá tương xứng với hắn, biểu tình nhìn qua rất là trầm trọng nói, tôi rất cảm ơn các vị truyền thông đã hỗ trợ cho một nhà chúng ta thời gian vừa qua, Hàn Thiên Vũ là đại minh tinh có quyền thế, chúng ta chỉ là tiểu dân chúng bình thường muốn lấy lại công đạo quả thực khó như lên trời. Còn may là trên đời này vẫn còn có nhiều người hảo tâm để cho hai vợ chồng chúng tôi có thể có nơi có thể nói rõ mọi chuyện. Bằng không chúng tôi cũng không biết nên làm cái gì vào thời điểm này là tốt nhất. Chương 262, là hắn. Ngồi ở một bên Triệu Đại Dũng Lý Xảo Hồng hơi có chút mệt mỏi, mặc một chiếc váy màu xám cũ kỹ, biểu tình khiếp nhược, tóc rũ xuống che đi khuôn mặt, nước mắt từng dòng chảy xuống, tôi thật không nghĩ tới Hàn Thiên Vũ là loại người này. Chính bản thân tôi lại đem nữ nhi của mình tới tay của loại người này, tôi. Hai người bọn họ đều là tầng lớp dân chúng giản dị nhất gần như là cuối cùng của xã hội, bần cùng khốn khổ, nhật tử gian nan, lại gặp phải đả kích lớn như vậy cho nên mới vừa xuất hiện ở trên màn ảnh liền có vô số người đối với bọn họ tỏ vẻ tao ngộ đồng tình lại càng thêm nhiều người chửi rủa Hàn Thiên Vũ hơn. Bên trong chung cư, Phí Dương nhìn hai vợ chồng vô sỉ kia đang giả vờ đáng thương cả người tức giận đến sắp hộc máu. Chứ không cần nói đến nhân vật chính trong câu chuyện này Hàn Thiên Vũ. Thiên Vũ, cậu có khỏe không? Phí Dương không yên tâm hỏi một câu. Hàn Thiên Vũ không nói một lời mà nhìn chằm chằm hai người trong màn hình kia, ngay sau đó không biết nhìn thấy gì ánh mắt hơi hơi thay đổi một chút nói, là hắn. Ai? Phí Dương khó hiểu, sau đó theo tầm mắt Hàn Thiên Vũ nhìn qua. Sau đó, hắn nhìn thấy trong cuộc họp truyền thông đang được trực tiếp kia ngoài ý muốn thấy được một hình bóng quen thuộc. Nam nhân đang ngồi bên cạnh phóng viên tuần san hỏa tinh hình như là Diệp Bạch. Hắn cũng có mặt ở đó sao? Diệp Bạch này rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì đây? Dưới loại tình huống dư luận đang nghiêng hẳn về một bên này, căn bản không có ai có khả năng xoay chuyển càn khôn, nếu hắn chuẩn bị ngay tại hôm nay trong trường hợp này mà muốn biện minh để tẩy trắng cho Hàn Thiên Vũ thì cũng chỉ làm hại Hàn Thiên Vũ thêm thê thảm hơn mà thôi. Phí Dương nhướng mày nhíu chặt lâm vào bất an. Trong hình ảnh phát sóng trực tiếp, người phóng viên lên tiếng đầu tiên chính là người lúc trước từng bị Hàn Thiên Vũ đánh bị thương của Đông Nam Nhật Báo Nghiêm Chỉnh Dương. Sự kiện lần này rất nhiều cái được gọi là đại tin nóng đều xuất phát từ bút tích của Đông Nam Nhật Báo, đồng thời bọn họ cũng là người khởi xướng cuộc họp báo lần này. Lợi dụng xì căng đan lần này, Đông Nam Nhật Báo trong giới giải trí truyền thông có thể nói là danh lợi song thu, vì muốn phát triển uy danh của mình mà bán không thèm quan tâm đến sự thật ở đằng sau tán tận lương tâm. Trước khi nêu ra vấn đề của mình, Nghiêm Chỉnh Dương dùng cách thức chiếu phim dùng đèn chiếu màn hình trình diễn lại toàn bộ từ đầu đến cuối mọi hình ảnh mà hắn có được. Đây là hình ảnh Hàn Thiên Vũ cùng nhiều nữ đồng ở chung một phòng lại còn nằm ở trên cùng một cái giường chụp ảnh với nhau.
mọi người hẳn đều đã xem qua. Bởi vì lúc trước tôi cầm bức ảnh này đi làm bằng chứng để có thể có được một cuộc phỏng vấn với Hàn Thiên Vũ, thế nhưng Hàn Thiên Vũ liền vung tay đánh tôi, hắn dù sao cũng là một minh tinh lại có tố chất như vậy, cho nên tôi có lý do hoài nghi hắn ngoại trừ việc tâm lý có vấn đề nhất định còn có khuynh hướng bạo lực. Chính là vậy à, sao lại có thể đánh người vô tội như vậy chứ? Bị chọc trúng chỗ đau nên nhột à. Thật là khó có thể tưởng tượng được những hài tử đó ở nơi của hắn rốt cuộc còn gặp qua những loại đãi ngộ đáng sợ như thế nào nữa. Nghiêm Chỉnh Dương nói đến đây liền được truyền thông cùng khán giả đang xem phát sóng trực tiếp phù hợp, đặc biệt là giới truyền thông đối với vấn đề đánh phóng viên này là căm thù đến tận xương tủy. Nghiêm Chỉnh Dương tiếp tục mở miệng nói, sự tình đã bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, nội tình dơ bẩn sau lưng việc từ thiện của Hàn Thiên Vũ bắt đầu được mọi người nhìn thấy. Chính miệng người bị hại đã lên án cũng như cung cấp bản ghi âm cộng thêm ảnh chụp, thông tin của nhân viên đã từng làm việc ở biệt thự, Nga cả bạn gái tiền nhiệm cũng chính miệng lộ ra tin tức Hàn Thiên Vũ không muốn người khác biết đam mê biến thái của mình. Với những chứng cứ như vậy mà fan của Hàn Thiên Vũ vẫn như cũ mưu toan muốn tẩy trắng cho người được gọi là thần tượng của mình. Còn mưu toan dựa vào chỗ trống của pháp luật mà lách luật đi đường tắt. Thật sự là làm cho mọi người hết sức thất vọng đến cực điểm. Lời lẽ lên án chính đáng của Nghiêm Chỉnh Dương kết thúc, sau đó hắn cầm microphone lên nhìn về phía cha của nữ đồng, bị hại, mở miệng nói, Triệu tiên sinh, Triệu phu nhân, tôi có thể hiểu được tâm tình hai vợ chồng các ngươi, vốn không nghĩ muốn cho các ngươi lặp lại những cái hồi ức thống khổ đó, nhưng vì muốn người tội phạm phải bị trừng phạt thích đáng, vì muốn lá cờ chính nghĩa được giơ lên, hy vọng ngài có thể vì con mình cũng như toàn thể mọi người đang muốn biết chuyện ở đây kể lại kỹ càng tỉ mỉ chuyện của con gái mình từ đầu đến cuối. Đem toàn bộ chân tướng nói ra để mọi người được minh bạch. Chương 263, còn muốn cướp nổi bật. Được thôi. Triệu Đại Dũng hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu kể lại mọi chuyện theo trật tự rõ ràng chuyện chính mình ngày đó về nhà làm sao có thể phát hiện được biểu tình khác thường của con gái mình, sau đó hắn cùng nữ nhi mình tâm sự với nhau, rồi như thế nào lại phát hiện ra chuyện con gái mình bị Hàn Thiên Vũ trường kỳ dâm loạn. Nói xong lúc sau. Triệu Đại Dũng tại hiện trường cuộc phỏng vấn mở ra đoạn đối thoại ghi âm cùng con gái của mình. Hắn sờ con. Sờ nơi nào của con? Sờ, ngực, còn có phía dưới. Còn có chỗ nào nữa? Hắn còn đối với con làm cái gì nữa? Hắn còn cởi quần của mình, muốn con sờ của hắn, còn bảo con dùng miệng. Lý Sảo Hồng nghe được một nửa liền bắt đầu đấm ngực mà khóc lớn, ôi con gái của tôi, nữ nhi đáng thương của tôi. Nữ nhi bảo bối duy nhất của tôi, con tôi về nay sau làm người như thế nào a? Đời này của con tôi liền bị hủy ở trong tay cái đồ xúc sinh kia rồi sao? Triệu Đại Dũng mình nắm chặt tay mình lại, là tôi sai, làm cha nhưng tôi không phải là người cha có trách nhiệm, là tôi vô dụng không bảo vệ tốt được con mình mới làm hại con mình gặp chuyện như vậy. Ngay cả hài tử còn nhỏ tuổi như vậy đều không buông tha kẻ kia quả thực chính là cặn bã của xã hội, không có nhân tính là đồ xúc sinh dù có bị án tử hình cũng không sai. Cha biểu tình phẫn nộ, mẹ khóc lớn đến mất tiếng, đoạn ghi âm là bằng chứng rõ ràng, trong nháy mắt đem cảm xúc phẫn nộ của tất cả mọi người đang có mặt tại buổi họp báo đẩy đến cực hạn, số lượng người bình luận cho cuộc phát sóng trực tiếp này càng lúc càng đông như muốn che trời lấp đất. Hàn Thiên Vũ là người sao? Tiểu hài tử cũng không buông tha. Đã sớm biết giới giải trí cực kỳ rối loạn nhưng không nghĩ tới lại loạn như vậy, loại người như Hàn Thiên Vũ này so với đám người giàu có muốn xài quy tắc ngầm hay người đẹp muốn làm tiểu tam còn ghê tởm hơn gấp một vạn lần. Đâu chỉ là ghê tởm, những chuyện kia nhiều lắm cũng chỉ có thể nói là không đạo đức, còn chuyện hắn làm ngay cả nhân tính cũng đều không có. Hơn nữa sự tình phát sinh đến bây giờ một câu xin lỗi cũng đều không có. Máu lạnh đến mức làm người khác giận sôi gan. Biến thái, nhân cha, sao mình có thể thích loại người này được cơ chứ? Loại người này nên trực tiếp thiến hóa học đi, cho cả nhà chúng nó chết hết đi. Nguyền rủa nữ nhi của hắn về sau cũng bị người ta xs. Phí Dương nhìn những bình luận ác độc đó sắc mặt một trận khó coi nói, Thiên Vũ vẫn là nên đóng lại đi nha. Phí Dương vừa nói xong lại chú ý đến một góc nào đó trong màn hình. Chỉ thấy nam nhân mặc áo sơ mi màu trắng hơi hơi nghiêng đầu, biểu tình từ đầu tới đuôi đều đạm mạc mà nhìn một màn khuấy động tình cảm cùng cảm xúc của đám quần chúng đang ở cuộc phỏng vấn nhưng cũng không có bất luận ý tứ gì muốn ra tay. Phí Dương sợ Hàn Thiên Vũ không chịu được, chuẩn bị tắt cuộc phỏng vấn đang phát sóng trực tiếp kia đi, đột nhiên hắn thấy cậu thanh niên kia đang ngồi bất động thanh sắc mà quay qua cậu phóng viên của Tuần San Hỏa Tinh nói cái gì đó. Phóng viên biểu tình chuyên chú mà nghiêng người nghe, thỉnh thoảng hai tròng mắt sáng lên gật gật đầu.
Sau đó, chỉ thấy phóng viên Tuần San Hỏa Tinh Thiên Dương soát một cái đứng lên, lớn tiếng mở miệng nói, nhân chứng vật chứng đều ở đây bằng chứng rõ ràng vững như núi, Hàn Thiên Vũ cư nhiên muốn chết cũng không nhận sai, quả thực là phát rồ ma. Giới giải trí chính là bởi vì có loại người này bị ảnh hưởng không nhỏ, làm cho mọi luân thường đạo lý đều bị biến chất. Tuần San Hỏa Tinh từ trước đến nay nổi danh là nơi lấy được tin tình báo nhanh chóng chính xác nhất, nhiều lần đưa ra được những tin đại bát quái chấn động nhiều nơi, cách làm việc trong giới trí phi thường nổi danh, bất quá mấy năm gần đây càng ngày càng kém, thậm chí sự tình lần này của Hàn Thiên Vũ tất cả đều là xào lại những tin mà các nhà khác đã sớm tuôn ra từ lâu. Trên đài, Nghiêm Chỉnh Dương nhìn Thiên Dương đứng dậy nói chuyện, còn người hiện lên một tia khinh thường, cái gì mà là đệ nhất phóng viên giải trí của Hoa Quốc chứ? Bất quá chỉ là paparazzi mà thôi. Hôm nay ở trong sân nhà của hắn còn muốn cướp nổi bật của hắn sao? Thiên Dương đầu tiên là lòng đầy căm phẫn mà giống lên một tiếng, sau đó nhìn về phía Triệu Đại Dũng đang ở trên đài, thái độ khiêm tốn mà mở miệng nói, Triệu tiên sinh, tôi là Thiên Dương phóng viên Tuần San Hỏa Tinh, tôi phi thường đồng tình với cảnh ngộ của ngài, không biết có thể hướng ngài hỏi mấy vấn đề hay không? Chương 264, tin nóng mới nhất. Thấy Thiên Dương cũng giống các phóng viên khác chính là giúp đỡ mình lên án mạnh mẽ Hàn Thiên Vũ, Triệu Đại Dũng giấu đi một tia tự đắc trong đáy mắt, trên mặt biểu tình đau đớn kịch liệt mở miệng nói, phóng viên tiên sinh xin mời hỏi. Thiên Dương gật đầu nói, cảm ơn Triệu tiên sinh đã cho phép tôi đặt câu hỏi, trước khi tôi đặt câu hỏi, tôi muốn cho Triệu tiên sinh cùng các chư vị đang ngồi ở đây xem một đoạn video. Nói xong, Thiên Dương đi đến một bên góc cánh gà trước mặt. Rồi đưa USB mà mình đã chuẩn bị tốt cho nhân viên công tác để cho họ phát ra đoạn video đó. Triệu Đại Dũng cùng mọi người nghe vậy đều theo bản năng mà hướng tới màn hình lớn kia nhìn lại. Đầu tiên là một trận âm nhạc sống động vang lên, ngay sau đó trong màn hình xuất hiện một tiểu nữ hài 5-6 tuổi, nữ hài mặc áo cùng váy ngắn màu đen bằng da, đang ở bắt trước một vị nữ nhân khiêu vũ. Động tác vũ đạo chưa thực sự quá thành thục. Nhưng đó là do tiểu loli 5-6 tuổi nhảy ra lại cho người nhìn có một cảm giác hoàn toàn bất đồng, những bước nhảy như vậy vừa manh lại vừa đáng yêu, hoàn toàn hợp với động tác nhảy của vị nữ tinh kia. Video phát xong, Thiên Dương liền nhìn về phía Triệu Đại Dũng hỏi, Triệu tiên sinh, đoạn video này ngài xem qua có ý tưởng hay suy nghĩ gì hay không? Triệu Đại Dũng không biết Thiên Dương vì nguyên nhân gì lại đột nhiên cho bọn hắn xem đoạn video tiểu nữ hài khiêu vũ này, đúng sự thật trả lời nói, thực đáng yêu. Như vậy mọi người ở đây cảm thấy thế nào? Thiên Dương nhìn về phía các phóng viên đang ngồi ở dưới lại hỏi. Nhóm người bên truyền thông báo chí nhìn đến đoạn video sôi nổi đáng yêu này, giờ phút này đều lên tiếng bàn luận cùng nhau. Thiên A, quá manh quá đáng yêu đi. Năng lực bắt chước quả thực quá tuyệt vời. Còn nhỏ tuổi như vậy mà có thể nhảy tốt đến thế quá là có thiên phú. Cái video này ta có ấn tượng nha. Đoạn video quay cảnh tiểu nữ hài khiêu vũ này rất nhiều năm trước ở trên mạng được phát ra, cô bé đó bắt chước bài nhảy khiêu vũ của rất nhiều dancer khác nhau, hết sức lợi hại. Nữ hài tử này hiện tại đã hơn 10 tuổi rồi. Ngay cả khán giả người đang xem phát sóng trực tiếp ở nhà cũng tỏ vẻ sôi nổi bàn tán tới tiểu loli trong đoạn clip vừa rồi. Mọi người lên tiếng nói chuyện đồng thời nhìn biểu tình của Thiên Dương tất cả đều có chút hồ nghi. Không hiểu hắn đột nhiên ở trong cuộc họp báo ngày hôm nay đưa ra một đoạn video như vậy là dụng ý đặc biệt gì. Thiên Dương đã biết được cách nhìn của mọi người đối với đoạn video này, sau đó gật gật đầu, ở trên màn chiếu bấm để chiếu thêm một chút nữa tốt, như vậy hiện tại tôi mong muốn người lại tiếp tục xem thêm một vài tấm ảnh được chụp lại này nữa. Giây tiếp theo, trên màn chiếu xuất hiện một ảnh chắp lại một loạt bình luận trên Weibo của ai đó. Hình chụp trên Weibo thể hiện thời gian là 7 năm về trước. Một chủ nhà đăng đoạn clip khiêu vũ của tiểu nữ hài này lên trang của mình, phản ứng của mọi người 7 năm trước cũng giống như truyền thông cùng với khán giả bây giờ, tất cả bình luận phía dưới Weibo đều là khen ngợi tiểu nữ hài đáng yêu. Nhưng thời điểm đèn chiếu trên màn hình chiếu tới một tấm ảnh chụp cuối cùng lại xuất hiện một cái bình luận khó có thể được mọi người chấp nhận. Thật tốt a, hảo tưởng thảo, bao nhiêu tiền một đêm? Thời điểm chiếu đến bình luận này được dừng và phóng đại hiện ra ở trên màn hình lớn. Hiện trường tĩnh mịch một giây đồng hồ ngay sau đó cơ hồ là toàn trường ồ lên. Ngoả tào, người này ai a, thật là biến thái quá đi. Đối với tiểu hài tử mới 5-6 tuổi thôi mà loại lời này nói cũng nói được sao? Cho dù chỉ là lời bình luận ở trên mạng thì cũng không thể nói chuyện một cách tự do không có trách nhiệm như vậy chứ. Quá ghê tởm, đừng nói người này kẻ biến thái cũng có sở thích luyến đồng đi.
Trên hình mà Thiên Dương chụp lại có ghi địa chỉ Weibo ID thế mà lại giống hệt của người bình luận ác ý vừa rồi. Mọi người mắng đến chửi tới tấp, dần dần có người không biết nghĩ tới cái gì bắt đầu sôi nổi suy đoán. Ta chắc chắn hình chụp biến thái này không phải là của Hàn Thiên Vũ thì của ai được chứ? Khẳng định là hắn A, đây chắc là Weibo của hắn bị Tuần San Hỏa Tinh đào ra đi. Ta còn tưởng Tuần San Hỏa Tinh mấy năm nay càng ngày càng không được, xem ra vẫn là có chút năng lực. Đây là lần đầu tiên có người đào được Weibo của Hàn Thiên Vũ A. Chương 265, con mồi tiến bộ. Vừa thấy có tin tức mới được cung cấp có thể làm cho bọn họ đào thêm được nhiều tựa đề bài viết nóng hổi mới, mọi người giới truyền thông có mặt ở đây tức khắc lại hưng phấn lên rất nhiều. Cùng lúc đó, trong chung cư, Phí Dương đang chặt chẽ gắt gao chú ý tới xem có chuyện gì nghịch chuyển thay đổi hay không, nhưng thứ mà hắn thấy lại là tình huống không tốt, chuyện đó giống như không giúp được gì mà còn góp phần bôi nhọ thêm cho Hàn Thiên Vũ, cả người hắn đều khẩn cấp đến muốn điên rồi. Cái đồ chó má tiểu hào này, giới truyền thông hiện nay điên rồi hay sao? Rốt cuộc sao lại thế này? Phóng viên Tuần San Hỏa Tinh này không phải người Diệp Bạch an bài sao? Hàn Thiên Vũ dựa vào mép giường nhìn chằm chằm màn hình, vẫn là loại biểu tình không gợn sóng kia, trên mặt giống như đã dự kiến được tình huống phát triển như vậy, cho nên Thiên Vũ chỉ có ngồi yên đó mà chết lặng thôi. Giờ phút này, trên trang web phát sóng trực tiếp cũng đang ở trạng thái nhận lời bình luận điên cuồng từ người xem. Ngoả tào, cái này quá là kính bạo a. Weibo của Hàn Thiên Vũ cuối cùng cũng giúp cho sự thật đưa ra ngoài ánh sáng a. Khẳng định không chỉ có cái này mà thôi đi. Quả nhiên là quá ghê tởm, trong video tiểu nữ hài lớn nhất cũng chỉ mới 5-6 tuổi đi, cùng muội muội của hắn bị bệnh chết kia tuổi không sai biệt nhiều lắm nha. Càng nghĩ càng thấy ớn lạnh cả người a. Sau khi dự đoán được phản ứng của mọi người, biểu tình của Thiên Dương trầm trọng mà mở miệng nói, tất cả mọi người đều thấy được người bình thường nhìn thấy video như vậy, đều chỉ cảm thấy tiểu nữ hài trong video đáng yêu mà thôi, chỉ có những người có sở thích luyến đồng mới có loại ý tưởng dơ bẩn xấu xa. Triệu Đại Dũng thấy vị này phóng viên lại lấy ra chứng cứ mới, đôi mắt tức khắc sáng lên vài phần, lập tức phụ họa nói, không sai. Hơn nữa, thời gian trên Weibo biểu hiện đã là 7 năm về trước, tức là Hàn Thiên Vũ xuất sinh này đã ẩn nhẫn lâu rồi. Cũng không biết sốt cuộc đã hại biết bao nhiêu hài tử vô tội nữa. Mà truyền thông tịch thượng, một nam nhân mặc đồ trắng quét mắt nhìn trên di động của mình những suy đoán điên cuồng của người xem, nghe những người ở hiện trường cuộc phỏng vấn cùng với Triệu Đại Dũng nói, khóe miệng không dễ phát hiện mà hơi hơi dơ lên vài phần. Con mồi, tiến bộ. Trên đài, Thiên Dương bất động thanh sắc mà hướng tới phía truyền thông tịch thượng nhìn thoáng qua, ngay sau đó ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Triệu Đại Dũng. Trên mặt hơi hơi toát ra một tia kinh ngạc, nhíu mày lại hỏi Triệu tiên sinh, ngài cũng có suy nghĩ như vậy sao? Cho rằng người sở hữu Weibo này có sở thích luyến đồng. Triệu Đại Dũng vừa nghe xong ngay lập tức không chút do dự mở miệng nói, đây là điều đương nhiên rồi, đều đã nói ra loại lời cầm thú cũng không bằng này không phải là có sở thích luyến đồng thì là cái gì? Những người khác cũng châu đầu ghé tai mà nói thầm. Chuyện này mà còn cần phải hỏi sao? Nếu chuyện này không biểu hiện cho sở thích luyến đồng thì còn cái gì là sở thích luyến đồng nữa chứ? Hàn Thiên Vũ đã đen đến mức này rồi, giờ có muốn tẩy trắng thì cũng không bao giờ được nữa rồi. Thiên Dương cười cười, cũng không phủ nhận mà ở trên màn hình chiếu chỉ vào một điểm rồi dừng lại một chút nói, như vậy, Triệu tiên sinh hiện tại xem qua một chút đi, bình luận khó coi này trên Weibo, rốt cuộc là xuất phát từ người nào nha? Nghe lời Thiên Dương nói. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn chăm chú theo bản năng mà ngồi thẳng người dậy. Weibo của tiểu hào Hàn Thiên Vũ A, nội dung bên trong khẳng định thực đáng sọ cuồng bạo đi. Trên màn hình lớn, hình ảnh được chiếu lên vẫn là tấm hình chụp kia, nhưng lúc này đây, tên người dùng Weibo bị che trước đó giờ đã rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tịch mịch thuốc lá, thật tốt A, hảo tưởng thảo. Bao nhiêu tiền một đêm? Mà Weibo tên là Tịch Mịch Thuốc Lá, rõ ràng là, người cha đáng kính nãy giờ trong sự kiện nữ đồng bị xâm hại kia Triệu Đại Dũng. Nhóm truyền thông ở đây nhìn đến cái Weibo ID mà bọn họ vô cùng quen thuộc kia, sau đó toàn bộ những tiếng ồn ào náo nhiệt ở trong phòng tắt hoàn toàn, bên trong phòng lâm vào một mảnh vô cùng tĩnh mịch làm cho người ta sợ hãi. Triệu Đại Dũng nguyên bản đang âm thầm đắc ý nhìn thấy cảnh đó ý cười lập tức cương cứng ở khóe miệng, trên mặt đầu tiên là xuất hiện vẻ mặt bực bội không thể tưởng tượng nổi. Sau đó không biết đột nhiên nhớ lại cái gì lại có một chút hoảng loạn cùng hoảng sợ. Chương 266, tự vả vào miệng mình. Sau một lúc tĩnh mịch, toàn trường ồ lên.
Ta, Phi A, này, sao có thể? Đây căn bản không phải Weibo của Hàn Hàn Thiên Vũ mà là của Triệu Đại Dũng sao? Thiệt hay giả, đây có phải là điều bịa đặt hay không? Lời này sao có thể là Triệu tiên sinh nói được chứ? Đây tuyệt đối là không có khả năng, khẳng định là giả. Đang có vẻ sung sướng tự cao nghiêm chỉnh Dương lúc này mặt đã đổi sắc đột biến, xoát một cái đứng lên nổi giận nói, Thiên Dương. Người điên rồi sao, tốt xấu gì thì người cũng đã từng một thời trong nghiệp giới xưng một tiếng phóng viên giải trí Hoa Quốc đệ nhất, tại sao ngươi lại tự mình tạo ra một loại tin tức phóng đại không đúng sự thật như vậy, ngươi thực sự không màng tới chức nghiệp cùng đạo đức của mình như vậy sao? Dù sao chúng ta cũng đã từng làm việc với nhau, cho nên ngươi có muốn gây dựng lại ấn tượng của mình thì cũng không nên làm vậy chứ, thật là quá khó coi. Thiên Dương lạnh lùng nhìn Nghiêm Chỉnh Dương liếc mắt một cái, phóng viên Nghiêm, ngươi đã từng đồng hành của tôi sao, ngươi là vì muốn giúp tôi sao, ngươi nói những lời này không cảm thấy quá buồn cười hay sao? Hôm nay là loại trường hợp, ở trước mặt bằng hữu giới truyền thông như vậy hôm nay tôi có khả năng nói ra loại lời nói dối như vậy sao? À, đây là lời tự tuyên bố trên Weibo 7 năm trước, sợ là đương sự Triệu Đại Dũng tiên sinh của chúng ta chính mình cũng đều đã quên mất hắn từng ở trên mạng nói qua những lời để bại lộ bản tính thật của mình như vậy đi, cho nên cho tới bây giờ đều không có hành động muốn hủy thi diệt tích đi. Nguyên cả Weibo tôi đã đưa lên đây, tất cả mọi người ở đây hiện tại có thể tự mình đi kiểm tra xem xét, bình luận thứ 7 trang thứ 3. Nghe được lời Nghiêm Chỉnh Dương cùng biện luận của Thiên Dương, mọi người tức khắc lại nổi lên một trận nghị luận bàn tán mới. Đây chính là tin nóng của Tuần San Hỏa Tinh nha. Tuần San Hỏa Tinh hiện tại tuy rằng đã không còn được như xưa nữa, nhưng trước đây chưa bao giờ làm giả tin tức. Cho nên mới đắc tội với nhiều minh tinh tai to mặt lớn trong giới giải trí như vậy chứ, rồi sau đó chính công ty cũng bị chỉnh đến mức phải nhanh chóng đóng cửa. Cho nên người trước giờ luôn chính trực cũng sẽ không có khả năng dám ở trước mặt nhiều người trong giới truyền thông như vậy dùng giả đồ để người lừa dối đâu. Ngọa tào, ta cảm thấy không chấp nhận được rồi a. Thật không thể nào chấp nhận được, thật sự, người đó thật sự là Triệu Đại Dũng, các ngươi mau xem đi a. Truyền thông và cả khán giả đang xem phát sóng trực tiếp, cơ hồ đều trong nháy mắt click mở thông tin mới nhất trên Weibo mà Thiên Dương vài giây trước mới đưa lên, sau đó thật sự ở một kia nhìn thấy được bình luận của Triệu Đại Dũng. Cùng lúc đó, Thiên Dương dùng chiếc bấm điều khiển từ xa dùng cho máy chiếu, ở trên màn hình lớn cung cấp cho mọi người cách dùng từ ngôn luận của Triệu Đại Dũng đối với những người cũng đang bình luận về video kia. Thật tốt a, hảo tưởng thảo, bao nhiêu tiền một đêm? Người trên lầu kia sao lại biến thái quá vậy? Loại lời nói này cũng nói được sao? Ha ha, ta làm sao ư? Tiểu nha đầu còn nhỏ lại có thể nhảy tốt, nhảy đẹp như vậy còn không phải là vì muốn làm người điên cuồng sao? Thiên a, đồ súc sinh kia! Ta tưởng ảnh avatar đó là hình của ngươi, hi hi, hay là ảnh đại diện đó không phải là ảnh nữ nhi của ngươi đó chứ? Lớn lên chắc là thích bị người khác đụng chạm như vậy. Ta nguyền rủa mẹ ngươi a, mẹ kiếp, xúc sinh ngươi ở tại nơi nào, có ngon thì đem địa chỉ đưa lên đây. Ta xxx, Thiên Dương không nhanh không chậm mà hướng tới Triệu Đại Dũng đang ngồi trên đài sắc mặt trắng bệch nhìn lại thế nào. Triệu tiên sinh, hiện tại nhớ lại rồi sao? Triệu Đại Dũng run rẩy ngón tay cầm di động trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn đang ở trong thời điểm hoảng loạn cái gì cũng không nói được, chỉ một đường im lặng chờ cho cơn sóng gió này đi qua, hắn còn muốn trong lúc này tranh thủ xóa đi Weibo của mình, nhưng... Thiên Dương cười lạnh một tiếng nói, hiện tại ông muốn xóa Weibo sao? Giờ không khỏi cũng quá muộn đi. Ngón tay đang lướt di động của Triệu Đại Dũng dừng lại, hắn cũng là biết bây giờ mời làm chuyện đó cơ bản là vô dụng không có lợi ích gì cả. Trên mặt mức độ hoảng sợ càng sâu, sau đó, cố gắng gắng gượng chấn định tâm tình đứng lên mở miệng nói, này, đây đều là sự tình xảy ra nhiều năm trước rồi, tôi cũng là vô tâm chi ngôn, việc này cũng không thể chứng minh cái gì. Thiên Dương làm như đã sớm dự đoán được hắn sẽ nói như vậy, mở miệng đáp lại, Triệu tiên sinh, ngài vừa rồi giống như không phải nói như vậy. Mới vừa rồi ở đây trước mặt mọi người đều nghe được chính miệng ngài thừa nhận chuyện người có thể nói ra loại lời này tuyệt đối là người có sở thích biến thái luyến đồng. Hiện tại ngài lại nói điều này cũng không thể chứng minh được cái gì, nghĩa là sao chứ? Đây rõ ràng là tự vả vào miệng mình a. Chương 267, tin tức cực kỳ nóng bỏng. Thiên Dương nói xong, bất động thanh sắc mà cùng người nào đó trong góc đang ở dưới đài nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó, lại liên tục thả ra 5-6 bức ảnh khác, toàn bộ đều là những lời phát biểu cùng bình luận trên các tài khoản xã giao của Triệu Đại Dũng, tất cả đều rất là khó coi. Thời gian xa thì có 3-4 năm trước,
một năm trước, gần đây nhất là một tháng trước. Một tháng gần nhất hắn ở trong một trang web trẻ thơ đưa ra bình luận của mình dưới ảnh của một nữ tài cầu hạt giống. Thêm mấy tài khoản nữa đều bị người ra tìm ra đã chứng minh được Triệu Đại Dũng có sở thích luyến đồng, đây cũng không phải là người khác vụ oan cho hắn a. Trên màn hình lớn mỗi lúc lại đưa ra một tấm ảnh, Triệu Đại Dũng sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, nhìn đến tấm ảnh gần đây nhất, cả người đều như hết sức lực ngã ngồi ở trên ghế phía sau. Sao có thể? Người này rốt cuộc là như thế nào mà tìm được những thông tin này của hắn chứ? Những lời xã giao hay tin tức mà nhiều năm trước hắn nói, thậm chí ngay cả chính bản thân hắn cũng đều đã hoàn toàn quên mất, thế nhưng tất cả đều bị phơi bày hết ở đây, ngay trong cuộc họp báo này. Hắn căn bản là không phải có sở thích biến thái luyến đồng, ở trên mạng những cái bình luận đó bao gồm cả trên cầu tài nguyên, thuần túy chỉ là tò mò cầu kích thích mà thôi, nhưng bây giờ những tin tức đó bị người ta đơm đặt lấy ra làm chứng cứ chống lại hắn, hắn có miệng cũng không nói rõ được. Quả nhiên, sau khi nhìn từng tấm ảnh chứng cứ rõ ràng như nắng ban ngày kia, toàn bộ người trong truyền thông có mặt ở đây đều đã hoàn toàn sợ ngây người, người xem phát sóng trực tiếp trên trang web càng là toàn bộ bạo phát. Ta thiên A. Ta mẹ nó đang nhìn thấy cái gì đây? Triệu Đại Dũng chính bản thân hắn lại là có sở thích luyến đồng. Hơn nữa các ngươi xem hắn ở trên Weibo đối với những người khác lại có thể nói được những lời này, quả thực khó coi. Hắn rốt cuộc là nghĩ cái gì mà có thể đứng ở bên kia nói những lời lẽ tưởng như, chính đáng kia mà chỉ trích Hàn Thiên Dương chứ? Quả thực vô pháp tin tưởng. Nghiêm Chỉnh Dương giờ phút này cũng đã rối loạn hết sức, hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ tới. Triệu Đại Dũng cư nhiên để lại một nhược điểm lớn như vậy. Không được, tuyệt đối không thể để sự tình này như vậy phát triển đi xuống được. Nếu Triệu Đại Dũng có sở thích luyến đồng thì tội danh của Hàn Thiên Vũ cũng phải trong tầm chống chế của hắn, không thể để cho Thiên Vũ tẩy trắng được, hắn nhất thiết phải đem dư luận kéo trở về hướng hắn muốn ban đầu. Nghiêm Chỉnh Dương lập tức đứng lên cầm lấy microphone chuẩn bị nói chuyện, chư vị. Nhưng mà đúng lúc này, Thiên Dương cũng đã giành trước một bước trực tiếp đánh gãy Nghiêm Chỉnh Dương, lớn tiếng mở miệng nổi giận mắng, chính mọi người đã tận mắt nhìn thấy, không sai, Triệu Đại Dũng chính bản thân hắn cũng là một người rõ đầu rõ đuôi có sở thích luyến đồng, hắn là cũng cặn bã trong miệng xã hội không có nhân tính xúc sinh, vì vậy kẻ biến thái như hắn cũng nên bị xử bắn. Nghiêm Chỉnh Dương vội lên tiếng phản bác lại, Triệu Đại Dũng có phải có sở thích luyến đồng hay không trước tiên chúng ta không nói tới, chuyện cuộc họp báo hôm nay là nói về Hàn Thiên Dương hắn. Biểu tình của Thiên Dương phảng phất như đã phẫn nộ tới cực hạn rồi, hắn dùng sức đẩy cái bàn một cái, lại lần nữa đánh gãy ý đồ muốn nói chuyện Nghiêm Chỉnh Dương, khóe mắt đều trợn lên mở miệng nói, hơn nữa, căn cứ vào những gì mà tôi điều tra thêm được thì chân tướng câu chuyện này không chỉ có trong giới hạn mà chúng ta biết. Triệu Đại Dũng, kẻ không có nhân tính xúc sinh này, hắn không chỉ là có sở thích biến thái luyến đồng, hắn thậm chí ngay cả thân sinh nữ nhi của chính mình cũng đều không buông tha. Tiếng nói của Thiên Dương vừa mới dừng, bên trong đại sảnh vang lên một trận tiếng giận dữ gào giống vang vọng khắp nơi, vốn dĩ chuyện Triệu Đại Dũng có sở thích luyến đồng cũng đã khiến mọi người vô cùng khiếp sợ nhưng chuyện mà Thiên Dương mới nói trực tiếp làm chấn động tất cả mọi người, ai nấy đều ngây ngốc ngồi ở nơi đó. Ngay cả Nghiêm Chỉnh Dương cũng quên chuyện mà mình muốn nói, hoàn toàn đứng ngây ngô ở một chỗ. Cái gì, Triệu Đại Dũng ngay cả thân sinh nữ nhi của chính mình cũng đều không buông tha sao? Ta trời ạ. Trên trang web đang phát sóng trực tiếp, sau một lát tạm dừng thì một loạt những lời bình luận điên cuồng xuất hiện làm cho toàn bộ màn hình đều bị che khuất. Đã hoàn toàn không có bất kỳ kẻ nào muốn chú ý tới Nghiêm Chỉnh Dương mới vừa muốn nói cái gì, lực chú ý của mọi người đều bị tin nóng mà Thiên Dương mới đưa ra hấp dẫn. Nguyên bản đang ở bên trong cơn hoảng loạn Triệu Đại Dũng nghe thấy một câu như thế, đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó giận tím mặt mày. Tức giận đẩy ghế ra đứng lên, người con mẹ nó ngậm máu phun người. Lão tử nguyền rủa cả nhà ngươi a, ngươi điên rồi sao, đó là thân sinh nữ nhi của tôi nha, sao tôi có thể làm chuyện như vậy được. Chương 268, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nghiêm Chỉnh Dương luôn bị Thiên Dương cắt lời nhìn những hình ảnh đang được phơi ra trước mắt càng ngày càng không thể tin vào mắt mình sau đó trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Vài giây sau, hắn bỗng nhiên hồi thần. Lập tức nhìn về phía Cao Thiên Dương nổi giận lớn tiếng nói, phóng viên Cao, muốn người khác tin tưởng việc mình làm thì phải đưa ra chứng cứ rõ ràng hợp lý, chứ anh không nên mở miệng vu oan giá họa lên đầu người khác như vậy, nếu không thì anh cũng giống như đang giết người không giao vậy. Anh căn bản không phải là phóng viên mà là kẻ cướp. Triệu Đại Dũng rốt cuộc cũng nghĩ tới đây là cuộc họp báo,
có mặt của phóng viên liền bình tĩnh lại mở miệng nói, vị phóng viên này, xin hỏi anh có chứng cứ sao? Sao lại có thể ngậm máu phun người như vậy được chứ? Thiên Dương dường như đã sớm chờ đợi bọn họ hỏi từ lâu, sâu kín mở miệng nói, a, chứng cứ phải không? Triệu Đại Dũng, tôi thấy là ông chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cùng với lời Thiên Dương nói, trên màn hình lớn xuất hiện một hình ảnh. Chỉ thấy trong tấm ảnh được chụp kia chính là một cô bé, tuổi tác của cô gái đó còn khá nhỏ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy thân hình, trên người chỉ mặc sao 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 cùng áo lót nhỏ, tựa hồ là vừa mới tắm xong từ trong phòng tắm đi ra, ánh mắt nhìn có vẻ thật sự khẩn trương. Người bên trong tấm ảnh chính là con gái của vợ chồng Triệu Thị. Mà tấm ảnh này, Triệu Đại Dũng dùng tài khoản Weibo của mình đăng một bài viết còn ghi một câu, con gái tôi, thấy thế nào? Sau đó còn có một biểu tình đáng khinh cười xấu xa. Tấm ảnh này mới vừa xuất hiện ngay tức khắc khiến cho toàn bộ truyền thông ồn ào náo nhiệt hẳn lên, ai ai cũng lên tiếng bình luận. Trời ạ, thật là cầm thú mà, ngay cả con gái mình cũng không buông tha. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ở độ tuổi này của con gái làm sao có được ý thức bảo vệ sự riêng tư về giới tính của mình được? Là một người cha mà ông ta cư nhiên có thể đem loại ảnh con đẻ của mình như thế này bại lộ trên mạng xã hội được sao? Quả thực là quá ghê tởm. Loại người này mà cũng xứng làm cha sao? Triệu Đại Dũng nhìn tấm ảnh bị mọi người cho là chứng cứ chính mình dâm loạn cùng con gái ruột của mình, tức giận đến đỏ mặt tía tai, lập tức giải thích nói, cái này chỉ là cách tôi cùng con gái mình biểu lộ tình cảm ngày thường mà thôi, đây là chuyện hết sức bình thường. Thiên Dương cười lạnh một tiếng, a, ảnh chụp lộ liễu như vậy còn gọi là bình thường. Chứng cứ đều đã bày ra ở trước mắt ông còn muốn nói xạo sao? Không có việc gì. Nếu ảnh chụp ông không muốn thừa nhận không có quan hệ gì thì không sao, tôi còn có nhân chứng. Hôm nay, tôi phải hoàn toàn vạch trần gương mặt thật của tên cặn bã như ông. Cách nói chuyện của Thiên Dương có khí phách cộng thêm tức giận mắng khiến mọi người giới truyền thông ở hiện trường đều hết sức tập trung tinh thần cùng thiết bị ghi hình của mình, chờ đợi Thiên Dương đưa ra chứng cứ kế tiếp. Bất chi bất giác không biết từ lúc nào mà mọi người đã theo bản năng hoàn toàn đi theo tiết tấu Thiên Dương đưa ra. Hôm trước, tôi có đi thăm hàng xóm của Triệu Đại Dũng, chính đối phương cũng đã đồng ý tiếp nhận một cuộc phỏng vấn của tôi. Thiên Dương một bên nói một bên phát ra một đoạn ghi hình lại cuộc phỏng vấn. Bên trong ghi lại, Thiên Dương đang phỏng vấn một người đàn ông, vì muốn bảo vệ người làm chứng cho nên khuôn mặt của người đàn ông đó cố tình bị làm mờ đi không ai có thể nhìn thấy được. Nghe được người mà Thiên Dương nói thực hiện cuộc phỏng vấn chính là hàng xóm của mình, cộng thêm lại thấy được trên màn hình bóng người quen thuộc kia. Sắc mặt Triệu Đại Dũng tức khắc khẽ biến. Nhưng lúc này, phỏng vấn đã bắt đầu truyền ra âm thanh. Thiên Dương, ở trong ấn tượng của anh, Triệu Đại Dũng là dạng người như thế nào? Hàng xóm, chơi bời lêu lổng, không lo làm việc đàng hoàng. Thiên Dương, vậy ông ta có tật xấu gì không? Hàng xóm, đánh bạc có tính không? Thiên Dương, đánh bạc rất lợi hại sao? Hàng xóm, tôi nghe nói tiền thuốc men của con gái mình đều lấy toàn bộ ra chơi hết. Cuối cùng nếu không phải là nhờ có đại minh tinh kia cứu giúp thì con gái của ông ta làm sao có thể sống tiếp như bây giờ được. Thật là đồ ăn cháo đá bắt mà. Thiên Dương, đối với sự kiện Triệu Đại Dũng chỉ ra và xác nhận đại minh tinh kia dâm loạn con gái ông ta, anh thấy chuyện này như thế nào? Chương 269, từng bước ép sát. Hàng xóm, ha ha, đại minh tinh dâm loạn con gái ông ta sao? Thật là vừa ăn cướp vừa la làng mà. Còn không biết rốt cuộc là ai cả ngày làm những trò dơ bẩn rách nát ấy đâu. Thiên Dương, anh nói lời này là ý tứ gì? Hàng xóm, ai, các người là người thành phố chưa từng thấy qua cảnh như vậy sao? Chính là, ông ta chính mình chơi con gái của mình. Thiên Dương, chính ông ta sao? Anh làm sao lại nói như vậy? Kia chính là con gái ruột của ông ta nha, ông ta sao có thể làm ra loại sự tình này được? Xin hỏi anh có chứng cứ gì không? Hàng xóm, chứng cứ. Tôi ở ngay sát vách nhà ông ta cho nên mỗi một chuyện trong gia đình ông ta tôi đều có thể biết được. Mỗi ngày vào buổi tối trong phòng kia động tĩnh khá lớn nha, chậc chậc chậc, lại cũng không phải là một mình tôi nghe được. Cậu nếu không tin thì có thể lại đi hỏi những người khác một chút, đảm bảo họ cũng nói như tôi thôi. Thiên Dương, mẹ của cô bé kia chẳng lẽ mặc kệ sao? Hàng xóm, vợ ông ta thường xuyên đi trực vào ban đêm, buổi tối chỉ có hai cha con bọn họ ở nhà, bất quá. Cho dù vợ ông ta có ở nhà thì sao chứ, tôi phỏng chừng cũng là mặc kệ mà thôi. Hai vợ chồng bọn họ tất cả đều là người lòng dạ hiểm ác. Cuộc phỏng vấn dài đến mười mấy phút đồng hồ thực nhanh liền kết thúc, sau đó còn có một ít đoạn ghi âm phỏng vấn một số hàng xóm khác,
không ít người đều lên tiếng nói vào buổi tối thường xuyên có thể nghe được có thanh âm khóc kêu của cô gái cùng tiếng mắng tục tĩu của Triệu Đại Dũng. Nội dung trong đoạn phỏng vấn này lộ ra đủ để cho người khác nhìn Triệu Đại Dũng bằng con mắt khác, quả thực là chỉ nghe thôi cũng đủ thấy ghê người rồi. Tất cả mọi người đều không bao giờ nghĩ tới, người mà trong mắt mọi người từ khi xì căng đan này diễn ra luôn miệng nói mình không sợ cường quyền để bảo hộ con gái của mình, thế nhưng lại là người dơ bẩn hạ lưu có sở thích luyến đồng, còn mất trí đến mức xuống tay với con gái ruột của mình. Triệu Đại Dũng, ông bây giờ còn có gì biện minh nữa sao? Thiên Dương lạnh giọng chất vấn nói. Triệu Đại Dũng nghe hàng xóm chỉ ra chứng cứ, đối mặt với chất vấn của Thiên Dương còn cộng thêm ánh mắt khác thường của bốn phía truyền thông tức giận đến cơ hồ muốn nổi điên lên nói, đây là loại chứng cứ chó má gì vậy chứ? Loại đồ vật này cũng có thể tính là chứng cứ sao? Triệu Cường Bân kia hằng ngày thường cùng tôi có xung đột cho nên tiểu tử kia là cố ý vu oan giá họa cho tôi. Triệu Tiên Sinh, ruồi bọ không trích không ghép trứng, không phải ai cũng gió chiều nào theo chiều ấy đâu. Huống chi? Đứng ra làm chứng cho tội của ông không chỉ là một hàng xóm đâu. Vậy, đó là bởi vì con gái tôi làm sai, tôi muốn giáo dục con mình. Đánh là thương mắng là yêu, dù đánh như thế nào thì đó cũng là con của tôi, con cái không nghe lời cha mẹ đánh chửi là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nga, cho nên phương thức dạy dỗ giáo dục của ông chính là dùng cách xử phạt về thể xác cùng xâm phạm cơ thể sao? Thiên Dương từng bước ép sát gặng hỏi. Triệu Đại Dũng tức giận đến cả khuôn mặt đều đỏ ửng lên. Giống như một dã thú hét lên, CMN. Tôi nói là tôi không có làm chuyện đó. Lão tử không phải là người biến thái có sở thích luyến đồng, càng không có xâm phạm con gái của mình. Thiên Dương ánh mắt lạnh hơn, lời nói càng thêm kịch liệt mà mở miệng nói, ha ha, nhân chứng vật chứng đều ở đây, đến bây giờ ông cư nhiên còn nói xạo, thậm chí không có chút hối hận nào cả, quả thực là táng tận lương tâm. Cái gì mà sờ ở chỗ hạ thể, ép buộc dùng miệng. Kỳ thật tất cả mọi chuyện đó đều là việc ông làm đối với con gái của mình đi. Tôi, mẹ kiếp đám phóng viên rác rưởi các ngươi. Anh nói đủ rồi phải không? Rốt cuộc, Triệu Đại Dũng không thể nhịn được nữa. Một chân xoay người đá ghế dựa xuống đi qua hướng Thiên Dương, một quyền đánh ở trên mặt anh. À, Thiên Dương ăn một quyền nửa bên mặt đều sưng lên. Triệu Đại Dũng còn muốn tiếp tục đánh người, nhưng phóng viên khác bên cạnh cùng mấy bảo an nhanh chóng xông vào đem Triệu Đại Dũng đang xúc động kéo ra. Thiên Dương lau vết máu bên khóe miệng chịu đựng sự đau đớn của vết thương mà mở miệng, mọi người hiện tại tin chưa? Người này không chỉ có tâm lý biến thái, nhất định còn có khuynh hướng bạo lực, mọi người có thể tưởng tượng được con gái ở trong tay ông ta rốt cuộc trải qua những kiểu đối xử như thế nào rồi chứ? Nghe nói như thế, sắc mặt Triệu Đại Dũng càng thêm dữ tợn mà gào giống, điên cuồng hướng Thiên Dương nhào tới, bố mày muốn giết ngươi. Giết ngươi, mày chờ đó cho tao, mày chờ đi. Chương 270, thế cục hoàn toàn đảo ngược. Với chứng cứ rõ ràng đầy thuyết phục trước mắt, Triệu Đại Dũng đến chết cũng không muốn hối cải, còn ẩu đả với phóng viên ngay tại chỗ, hành động này của ông ta như giọt nước tràn ly, nháy mắt đem phẫn nộ của mọi người đẩy đến đỉnh điểm. Số lượng người xem phát sóng trực tiếp trên trang web trong nháy mắt tăng lên kỷ lục, một cái lại một cái bình luận hiện lên. Quả thực tam quan đều bị điên đảo rồi, cho tới nay chúng ta cư nhiên lại bị một người cặn bã lừa gạt lâu như vậy. Rốt cuộc người này biến thái đến tình trạng gì rồi mới có thể làm chuyện đó với chính con gái ruột của mình cơ chứ, nhỏ tuổi như vậy cũng không buông tha. Ông ta cư nhiên còn nói Hàn Thiên Vũ là súc sinh, nguyên lai chính ông ta mới chính là heo chó không bằng súc sinh. Ma quỷ! Sau một loạt tiếng mắng chửi điên cuồng, mọi người trên Weibo tự nhiên bắt đầu hướng về một phương diện khác mà suy nghĩ. Lời nói của đồ súc sinh táng tận lương tâm, kẻ muốn phá hủy hoàn toàn đạo đức nhân loại có thể tin tưởng được sao? Trời à, Hàn Thiên Vũ sẽ không phải bị người khác có ý đồ xấu bôi nhọ chứ? Chuyện này tuyệt đối có khả năng a. Tôi phi a, Thiên Vũ của chúng tôi vốn dĩ chính là bị bôi nhọ sao? Bởi vì Triệu Đại Dũng bọn họ là người yếu đuối dưới tầng lớp thấp, cho nên các người là phóng viên đều không phân rõ trắng đen mà đứng ở phía bọn họ, hoàn toàn không cho những người khác có cơ hội nói chuyện, chúng tôi nói một câu liền mắng chúng tôi là fan não tàn. Hiện tại mới biết người chân chính vô sỉ rốt cuộc là ai đi. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, Thiên Vũ giúp một nhà bọn họ như vậy, kết quả những người đó cư nhiên còn vu hại Thiên Vũ, nếu hôm nay không có phóng viên kia vạch trần gương mặt thật của Triệu Đại Dũng, thì cả đời này của Thiên Vũ đều bị kẻ lừa đảo kia hủy hoại hết tất cả từ sự nghiệp đến cuộc sống mất, hơn thế nữa còn phải gánh chịu tội danh của người khác cả đời nữa. Rốt cuộc cũng chờ được đến ngày chân tướng được làm rõ ràng. Thiên Vũ là vô tội.
Tôi biết ngay mà Hàn Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này đâu. Đêm khuya, trong khu chung cư xa hoa. Phí Dương mắt thấy Thiên Dương đi từng bước một vạch trần bộ mặt thật của Triệu Đại Dũng, rồi những bình luận của người bên truyền thông ở hiện trường cuộc phỏng vấn và những người khi xem phát sóng trực tiếp đối với Triệu Đại Dũng toàn là mắng chửi. Sau đó càng nhiều người bắt đầu nghi ngờ lời Triệu Đại Dũng nói, vì Hàn Thiên Vũ minh oan, thế cục nháy mắt đảo ngược. Quả thực là chấn động lòng người. Phí Dương kích động thiếu chút nữa ôm laptop khóc lớn một hồi, Thiên Vũ, cậu thấy được sao? Thấy được sao? Dư luận bắt đầu đảo ngược rồi. Thật sự bắt đầu đảo ngược rồi. Người họ Diệp kia thật sự là quá uy dũng bức người mà, hoàn cầu chúng ta phái người nhìn chằm chằm tên hỗn đản Triệu Đại Dũng kia lâu như vậy cũng chỉ đào được một chút việc liên quan đến ông ta như bài bạc say rượu đánh vợ con mà thôi. Diệp Bạch này rốt cuộc là người từ đâu đến mới có thể phát hiện được chuyện Triệu Đại Dũng có sở thích luyến đồng cơ chứ? Hàn Thiên Vũ nhìn chăm chú hình ảnh trong buổi phát sóng trực tiếp rồi lại nhìn trên màn hình, một màn tức giận mắng chửi Triệu Đại Dũng, chậm rãi dựa vào trên ghế phía sau lưng ghế nhắm hai mắt lại, thật lâu sau đó cũng không có nói chuyện. Phí Dương vẫn còn đang kích động mà tức giận mắng, Triệu Đại Dũng cái đồ xúc sinh này, tôi cho rằng ông ta chỉ là lòng tham không đáy, vong ân phụ nghĩa mà thôi, không nghĩ tới lại có thể tra ra loại tình trạng này, nguyên lai chính ông ta mới là người có sở thích luyến đồng. Càng ghê tởm hơn chính là tên hỗn đản này ngay cả con gái mình sinh ra đều không buông tha. Nghe người đại diện của mình hùng hùng hổ hổ nói chuyện, Hàn Thiên Vũ chậm rãi mở to mắt hướng anh ta nhìn thoáng qua, anh Dương, anh thật sự cho rằng Triệu Đại Dũng có sở thích luyến đồng thật sao? Đột nhiên nghe được Hàn Thiên Vũ hỏi ra một câu như vậy, Phí Dương có chút khó hiểu hỏi lại, chẳng lẽ không phải sao? Nhiều chứng cứ như vậy còn có thể là giả sao? Ngữ khí Hàn Thiên Vũ lạnh lạnh mà mở miệng nói, từ bên ngoài nhìn qua, chứng cứ xác thật rất nhiều, nhưng nếu anh đem những chứng cứ mà chúng ta sở hữu từng cái riêng lẻ đưa ra như thế này, rồi lại lấy đúng chuẩn pháp luật phán đoán một chút, anh còn cảm thấy mấy chứng cứ đó có khả năng lập thành bằng chứng hợp pháp sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 271, gậy ông đập lưng ông. Phí Dương được Hàn Thiên Vũ nhắc nhở bình tĩnh lại một chút liền hiểu rõ Thiên Vũ đang muốn nói điều gì, ngay sau đó cẩn thận suy tư một phen nói, cậu nói như vậy thật giống như là. Nếu chúng ta lấy từng cái chứng cứ kia từng cái một mà xem xét thì tựa hồ không có ý gì quá lớn. Ví dụ như tin nhắn dáng khinh kia của Triệu Đại Dũng ở dưới video, dựa trên trình độ văn hóa của ông ta mà nói thì chuyện ông ta nói ra những lời này kỳ thật cũng không tính là quá kỳ quái. Nếu có thì cũng chỉ chứng minh được đó là cách nói chuyện khá bữa bãi vô văn hóa của ông ta cùng với mấy người bạn xã giao trên mạng mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể chứng minh được ông ta có khuynh hướng luyến đồng hơn nữa nhân phẩm thấp kém. Tấm ảnh con gái mà ông ta chụp kia, nếu lấy ra xem xét một chút, hoàn toàn có thể hiểu đó đơn thuần chỉ là việc khoe con gái của mình mà thôi, về tính chất hoàn toàn giống như tấm ảnh của cậu cùng đứa bé cùng nhau nằm ở trên giường, đó đều là những tấm ảnh thực sự bình thường. Còn lời nói làm chứng của mấy nhà hàng xóm xung quanh, vô cùng có khả năng là hàng xóm xác thật cùng ông ta từng có xích mích nên ông ta có thể nói là ông ta bị vu oan giá họa. Những người hàng xóm khác nhiều nhất cũng chỉ có thể chứng minh được chuyện ông ta uống rượu xong thích đánh người mà thôi. Hàng xóm của Triệu Đại Dũng cực kỳ giống như người bạn gái cũ kia của cậu, lời nói của bọn họ đều cực kỳ làm cho người nghe hết sức tin tưởng. Nói tới đây, Phí Dương bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, trong nháy mắt cả người đều ngây dại. Khó chẳng lẽ Triệu Đại Dũng ông ta căn bản không phải là. Hàn Thiên Vũ nhẹ giọng mở miệng nói, ông ta có phải hay không thì hiện giờ đã không còn quan trọng nữa rồi. Nghe được Hàn Thiên Vũ nói những lời này, Phí Dương đột nhiên trong lòng trầm xuống, điều cậu nói cũng không sai, bây giờ đã không còn trọng yếu nữa rồi, quan trọng là trong mắt người khác ông ta rốt cuộc có làm hay không mà thôi. Phí Dương nhìn chằm chằm video đang phát sóng trực tiếp kia đứng dậy đi ra đại sảnh nhìn bóng dáng người trong đoạn video kia. Tự mình suy tư điều gì đó rồi đầu bắt đầu nói ra mọi chuyện mà mình đang nghĩ. Diệp Bạch không để cho người của Hoàn Cầu ra tay chính là bởi vì chỉ cần có người của Hoàn Cầu tham gia, mặc kệ nói cái gì, mức độ tin tưởng sẽ cực kỳ suy giảm. Hoàn Cầu không phải là chưa từng lên án chuyện Triệu Đại Dũng đánh bạc, vì say rượu mà đánh vợ con của ông ta nhưng điều đó cũng không có bất luận tác dụng gì, bởi vì tất cả mọi người chỉ cảm thấy Hoàn Cầu là muốn bôi nhọ Triệu Đại Dũng, vì muốn tẩy trắng cho cậu, cho nên... Diệp tiên sinh đã đi tìm Tuần San Hỏa Tinh nơi đã từng có tiếng nói cao uy vọng trong giới truyền thông để hợp tác. Hắn an bài Thiên Dương không cần ngay từ đầu nói cho mấy người kia biết lời nói trên Weibo chính là của Triệu Đại Dũng, mà là tùy ý để mọi người hiểu lầm cậu càng ngày càng lớn, đến cuối cùng mới nói ra chân tướng, giết mọi người một cái để bọn họ trở tay không kịp.
Hắn muốn hủy diệt hình ảnh của Triệu Đại Dũng từ một người cha thân thiết tốt bụng không chịu khuất phục cường quyền, sau đó lại làm bại lộ bản tính thật của hắn. Tiếp theo lời Thiên Dương nói hết thảy đều sẽ làm giới truyền thông càng dễ dàng tin tưởng thêm. Kế tiếp, từ hắn đưa ra ảnh chụp của con gái Triệu Đại Dũng, rồi gọi nhân chứng ra nói chuyện, cuối cùng Thiên Dương còn cố ý chọc giận Triệu Đại Dũng để ông ta đánh phóng viên. Tất cả những chuyện này thật sự là quá giống những chuyện mà giới truyền thông làm với cậu nha. Cái người tên Diệp Bạch này, hắn này, này hoàn toàn chính là ở. Hàn Thiên Vũ thở dài bổ sung lời mà Phí Dương nói không xong, gậy ông đập lưng ông. Diệp Bạch thiết kế trận cục này, từ đầu tới đuôi đều là phỏng theo những chuyện mà Triệu Đại Dũng lợi dụng truyền thông đã làm đối với hắn Thiên Vũ, đem những tao ngộ mà hắn phải trải qua trong khoảng thời gian này, từng cái một tất cả đều đưa tới trên người Triệu Đại Dũng. Không chỉ có như thế, kế hoạch của Diệp Bạch hoàn mỹ vô khuyết, thậm chí ngay cả người trà trộn trong giới giải trí đã nhiều năm như Phí Dương cũng mới nhìn ra khi nói chuyện với hắn Thiên Vũ, càng đừng nói đến những người phóng viên có mặt ở hiện trường ngày hôm nay. Hắn Thiên Vũ cũng là vì chính mình đã trải qua hết thảy những thứ này cho nên chỉ mới liếc mắt một cái liền nhìn ra được chuyện mà Diệp Bạch thiết kế. Hàn Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào bóng dáng mới biến mất ở cửa đại sảnh của hình ảnh từ buổi phát sóng trực tiếp kia, trong ngực một cảm giác không thể miêu tả được chậm rãi bắt đầu xuất hiện. Hắn thật sự không nghĩ tới, người kia không chỉ làm được, mà còn lựa chọn dùng một loại phương thức như vậy để trả lại trong sạch cho hắn. Chương 272, thủ đoạn như vậy. Bởi vì cảm xúc của Triệu Đại Dũng bị mất khống chế cho nên cuộc họp báo phải kết thúc giữa chừng. Ngoài cửa khách sạn Đế Đô bị truyền thông vây quanh con kiến chui cũng không, hai vợ chồng Triệu Thị bước đi khó khăn không thể tiến ra khỏi cửa được. Triệu tiên sinh, đối với chuyện mình có sở thích luyến đồng hơn nữa còn xâm phạm con gái mình, ông có muốn nói gì không? Triệu phu nhân bà đối mặt với chuyện này như thế nào? Trừ con gái của mình ra, ông đã từng xâm hại đứa bé nào hay không? Bốn phía tất cả đều là đám người truyền thông điên cuồng cùng với đèn flash chói mắt. Các loại vấn đề bén nhọn giống như thủy triều xuất hiện, Triệu Đại Dũng bị đám người vây quanh nói đến choáng ván đầu, trong lúc hỗn loạn còn bị mấy cái máy quay phim đụng vào người nữa. Lý Sảo Hồng chỉ biết một mực phản kháng luôn miệng nói là mình không biết chuyện gì cả, cái gì bà ta cũng không biết. Nghe được những vấn đề càng ngày càng vớ vẩn đó, Triệu Đại Dũng tức đến muốn thổ huyết nói lại, các ngươi đang nói hưu nói vượn chuyện gì vậy? Sao lại muốn bôi nhọ gia đình tôi như thế? Tất cả đều là bôi nhọ, không phải là sự thật. Là phóng viên kia muốn bêu xấu tôi căn bản không có sở thích luyến đồng, càng không làm những việc xấu xa mà mấy người nói đối với con gái mình. Các người không thấy là mình bị phóng viên đó dẫn dắt theo sao, tất cả các người đều là kẻ ngốc. Ngay cả lời như thế cũng tin được. Vậy chuyện ông ở trên mạng phát biểu những lời bình luận đó ông muốn giải thích như thế nào? Chẳng lẽ không phải là ông đã nói ra những lời ô uế đối với một đứa trẻ chỉ mới 5-6 tuổi thôi sao? Ông còn từng tuyên bố muốn xâm phạm con gái trên Weibo không phải sao? Tôi, đó chính là tôi nhất thời nói lỡ miệng mà thôi, tôi căn bản chưa có làm qua. Vậy lời làm chứng của người hàng xóm, ông muốn giải thích như thế nào? Là tiểu tử kia cùng tôi từng có xung đột anh ta cố ý vu oan cho tôi. Tôi bị vu oan, tôi đều đã giải thích 100 lần rồi. Các người rốt cuộc còn muốn tôi nói thêm bao nhiêu lần nữa chứ? Người hàng xóm đó có thể cùng ông từng có tranh luận. Chẳng lẽ những người hàng xóm khác đều có chuyện gây tranh cãi với ông sao? Chứng cứ vô cùng xác thực ông chẳng lẽ còn muốn phủ nhận hay sao? Tôi, không lời nào để nói sao? Ông vẫn luôn nói Hàn Thiên Vũ lợi dụng việc làm từ thiện dâm loạn con gái của ông nhưng sự thật không phải là chính ông đem con gái bán cho anh ta đi. Tôi bán cả nhà ngươi á? Ông vì tiền mà cố ý bôi nhọ Hàn Thiên Vũ sao? Truyền thông đang điên cuồng truy vấn Triệu Đại Dũng không biết nhìn thấy cái gì. Tức khắc lại hô to lên theo một hướng khác chạy qua. Là Thiên Dương từ trong khách sạn đi ra. Phóng viên Cao, anh từ lúc nào đã bắt đầu hoài nghi việc làm của Triệu Đại Dũng? Tôi bất quá cũng chỉ là căn cứ vào chuyện nên cung cấp thông tin chính xác cho người xem báo mà thôi cho nên đã làm một ít suy đoán hợp lý. Như vậy phóng viên Cao, xin hỏi anh đối với chân tướng sự kiện lần này có sự biến đổi quá lớn, như vậy anh có ý kiến gì không? Thiên Dương hướng tới sắc mặt nghiêm chỉnh Dương đang vô cùng khó coi đứng trong đám người nhìn thoáng qua, không nhanh không chậm mở miệng trả lời, mỗi chuyện đều phải nhìn vào bản chất, đem toàn bộ chân tướng cung cấp làm rõ cho quần chúng, tôi bất quá là làm chuyện tôi nên làm mà thôi, tôi tin tưởng rằng chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị khuất phục. Nghe giọng nói trào phúng của Thiên Dương, nghiêm chỉnh Dương quả thực tức giận đến hộc máu.
Trong khoảng thời gian này anh ta vẫn luôn vì vụ án của Triệu Đại Dũng mà bôn ba khắp nơi, vốn anh ta mới là người của chính nghĩa, hiện tại lại bị Thiên Dương ầm ĩ làm cho mọi việc rối loạn như vậy, cho nên thanh danh của anh ta hoàn toàn xong rồi, anh ta từ người bảo vệ công lý giờ đã trở thành kẻ đồng lõa bao che cho tên cặn bã Triệu Đại Dũng kia mất rồi. Nghiêm Chỉnh Dương trơ mắt nhìn sự tình mà mình từng khống chế từng bước một phát triển đến hoàn cảnh như thế này, anh ta chỉ có thể đứng ở bên cạnh tìm kiếm cơ hội chen vào để nói chuyện. Anh ta muốn giải thích, muốn xoay chuyển cục diện, muốn nổi giận chửi mắng Thiên Dương về những chứng cứ vớ vẩn đó nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng được. Chính là, không có bất kỳ một người nào muốn để ý đến anh ta. Toàn bộ chú ý của mọi người đều đã tập trung ở tin tức vô cùng lớn kia, cha ruột xâm phạm con gái của mình. Nếu so sánh với chuyện Hàn Thiên Vũ dâm loạn bé gái, một câu chuyện đã được hết người này đến người khác moi ra nói chuyện cùng bàn luận. Thì việc ban đầu mình là người lên án Hàn Thiên Vũ xâm chiếm bé gái, bây giờ lại bị phanh phui ra chuyện Triệu Đại Dũng có sở thích luyến đồng, nội dung của câu chuyện được chuyển biến kinh người, xoay ngược lại như vậy thật sự hấp dẫn hơn rất nhiều trong mắt người nhìn. Truyền thông rất rõ ràng là nơi gió chiều nào theo chiều nấy, chỉ cần đó là tin tức nóng thì họ có thể bất chấp tất cả mà tiến tới. Anh ta không thể nào nghĩ ra được tại sao ban đầu rõ ràng hắn là người nắm giữ thế cục nhưng chỉ trong giây lát mọi chuyện đều chuyển biến long trời lở đất như vậy được. Chỉ dựa vào Tuần San Hỏa Tinh đã sắp đóng cửa kia thôi sao? Hay là, sau lưng có người nào đó thao túng? Anh ta nghĩ rốt cuộc là thế lực ở phương nào mới có thể có thủ đoạn lớn để làm xoay chuyển mọi chuyện như vậy được. Chương 273, lấy bạo chế bạo. Tên khốn kiếp này, thật là đáng đời mà. So với những chuyện mà cậu đã trải qua, hắn còn kém xa lắm. Để cho hắn cũng nếm thử một chút mùi vị mình bị mọi người trên Internet nhắc tới cùng khinh bỉ đi, lúc đó hắn sẽ hiểu được cảm giác của người khác. Phí Dương mắng xong không khỏi lại bắt đầu lo âu, Diệp Bạch nói trong vòng 7 ngày sẽ trả lại sự thanh bạch cho cậu, nhưng dựa theo khuynh hướng trước mắt, dư luận mặc dù đã bắt đầu có sự nghịch chuyển, cũng có càng ngày càng có nhiều người bởi vì cậu mà kêu oan cho cậu. Nhưng nên tên Triệu Đại Dũng vương bát đản kia tiếp tục muốn chết cắn cậu không thả, muốn cùng kéo cậu xuống bùn thì làm sao bây giờ? Coi như không cần lo lắng đến dư luận, phần thắng nếu tiếp tục kiện cáo cũng rất lớn nhưng tóm lại vẫn là chán ghét ha. Loại địa phương như giới giải trí này, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại có thể tái sinh, nếu như không giải quyết triệt để, chỉ sợ một lúc nào cũng có thể lại bị người khác moi ra làm chuyện tiêu khiển mà thôi. Sau khi kết thúc buổi họp báo với phóng viên, dư luận giống như theo dự đoán hoàn toàn nghịch chuyển. Những chuyện đang chỉ trích tức giận mắng chửi đối với Hàn Thiên Vũ toàn bộ đều chuyển tới trên người vợ chồng Triệu Thị. Triệu gia cả ngày có phóng viên vây chặt, ngay cả đơn vị làm việc của hai người bọn họ cũng không thể may mắn thoát khỏi, đi tới chỗ nào cũng đều có thể đụng mặt với giới truyền thông cùng sự tức giận của dân chúng. Không tới hai ngày sau Triệu Đại Dũng liền bị công ty sa thải khỏi vị trí mà mình đang làm, bằng hữu thân thích bên người đều tránh hắn như tránh ôn dịch. Truyền thông tiếp xúc không được với hắn, liền đi khắp nơi tìm kiếm người bên cạnh hắn đào tin tức, ngày thường Triệu Đại Dũng vốn có quan hệ không tốt lắm với những người xung quanh, hiện tại là tường đang lung lay mọi người càng muốn đẩy cho đổ, cho nên tất cả mọi người được phỏng vấn đều để lộ ra những nội dung bất lợi cho hắn. Lý Sảo Hồng cũng không khá hơn chút nào, trước ánh nhìn của mọi người, mình là mẹ của đứa bé cho nên bà ta không có khả năng làm những chuyện mà chồng làm, nhưng bà ta lại cố ý trợ trụ Vi Nghiệt. Hoàn toàn cấu kết với nhau làm việc xấu. Triệu gia. Một trận âm thanh binh đinh loảng xoảng vang lên, trong phòng đồ đạc ngổn ngang bị ném đầy đất, cô bé co do tránh người đi vào trong phòng ngủ không nói được tiếng nào. Lý Sảo Hồng một tay lôi kéo Dương Đồ một tay kéo con gái mình cũng không muốn quay đầu lại mà đi ra ngoài. Đi được một nửa lại bị Triệu Đại Dũng kéo lại giận dữ hét lên, bà muốn làm cái gì vậy? Đi đâu vậy chứ? Lý Sảo Hồng lạnh lùng nói, làm gì sao tôi còn có thể làm gì được nữa chứ? Tôi muốn ly hôn, tôi muốn mang con gái rời khỏi nơi này. Thời gian này tôi ngày nào cũng đều không chịu nổi nữa rồi. Triệu Đại Dũng nhìn chằm chằm vợ mình hai vành mắt đen mang vẻ nặng nề, sắc mặt một mảnh trắng xám, bà muốn náo cái gì vậy chứ? Bên ngoài bây giờ tất cả đều là phóng viên, kiên trì mấy ngày nữa đi tiền tới tay thì chúng ta liền có thể cao bay xa chạy rồi. Lý Sảo Hồng một ném tay hắn ra, tiền. Ông chỉ biết tiền thôi, hiện tại người một nhà chúng ta đều bị bức tử rồi. Dù đòi được tiền thì ông có còn mạng để xài sao? Trên điện thoại di động của tôi 24 giờ không thiếu người mắng chửi tôi, còn tuyên bố muốn giết tôi, nhà bị người khác dội cứt dội phân giải máu chó, tôi không có một phút nào không lo lắng cùng đề phòng vì bảo vệ bản thân mình.
Trước kia ông làm cho tin tức lộ ra rầm rộ lớn như vậy, tin tức hình ảnh của chúng ta tất cả mọi người đều biết, đi tới chỗ nào cũng đều có thể có người nhận ra chúng ta. Giờ chúng ta đi tới chỗ nào cũng đều sẽ bị đâm chọt không thoải mái. Ngay cả thân thích trong nhà một người hai người đều đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta. Tôi lúc đầu đã bảo ông không muốn làm như vậy, ông lại khăng khăng không nghe, hiện tại thì tốt rồi đó, đã đắc tội với người ta rồi. Chính ông bị dội những thứ nước dơ kia coi như xong đi, hiện tại còn liên lụy tôi nữa, tôi phải chịu tội cùng với ông. Danh tiếng của con gái cũng hoàn toàn bị ông phá hủy rồi. Lý Sảo Hồng nói xong ném đồ trong tay xuống, đặt mông ngồi trên mặt đất la lên, tôi đây đã tạo cái nghiệt gì à? Sao phải chịu loại tội này? Bọn họ đây là muốn bức tử tôi sao? Mẹ, cô bé hốt hoảng luống cuống mà đứng ở trước mặt mẹ cô gọi lên. Lý Sảo Hồng đem con gái ôm lấy liền bắt đầu gào khóc, con gái đáng thương của mẹ, con gái con đâu có tạo cái nghiệt gì đâu mà lại có loại cha như thế này được chứ? Chương 274, số điện thoại xa lạ. Lý Sảo Hồng không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên sáng đến dọa người gắt gao hướng về phía Triệu Đại Dũng nhìn chăm chú nói, Triệu Đại Dũng. Ông sẽ không phải là thực sự đối với con gái mình làm ra loại chuyện đó đi chứ. Triệu Đại Dũng nghe xong thiếu chút nữa bị tức mà ngất đi, đầu óc của bà mê muội rồi sao? Lời những người đó nói mà bà cũng tin được, Lâm Lâm là con gái ruột của tôi đó. Tôi coi như tính khí không tốt đánh con bé mắng qua con bé, cũng không bao giờ làm ra loại việc không bằng heo chó này đâu. Tôi làm sao mà biết được ông có làm qua hay không? Ông ngay cả việc muốn vu hãm Hàn Thiên Vũ làm những chuyện bỉ ổi với con gái mình mà những chủ ý thiếu đạo đức đều có thể nghĩ ra được. Tôi làm sao biết ông có phải đang gạt tôi hay không? Tôi hận không thể một đao giết chết ông đấy. Bà người nữ nhân điên này, cái chủ ý này ban đầu bà cũng là người đồng ý đấy. Hiện tại bà ngược lại tới trách tôi sao? Triệu Đại Dũng tranh cãi cùng vợ mình đến đầu óc choáng váng, não một trận ông vang dội, ngay vào lúc này, điện thoại của hắn lại vang lên. Triệu Đại Dũng chính khí đến nổi điên, tiếp điện thoại liền bắt đầu tức giận mắng, cút. Tất cả đều cút đi cho lão tử, lại gọi điện thoại tới nữa lão tử sẽ giết các ngươi. Đang hầm hừ, đầu kia điện thoại di động đột nhiên truyền tới thanh âm của một nam nhân, Triệu tiên sinh, hỏa khí đừng có lớn như vậy chứ, tôi là tới giúp ông nha. Triệu Đại Dũng nhất thời im bặt cảnh giác mở miệng nói, ngươi là người nào? Nếu lúc trước có người nói phải giúp hắn, hắn tự nhiên sẽ tin tưởng. Nhưng bây giờ làm sao có thể có người nào muốn giúp hắn được nữa chứ? Tôi là người như thế nào không quan trọng, quan trọng chính là tôi có thể giải quyết hoàn cảnh khó khăn trước mắt của ông, để cho truyền thông không quấy rầy ông nữa. Nghe được đối phương nói có thể để cho truyền thông không quấy rầy chính mình nữa, Triệu Đại Dũng cho dù cũng không tin đối phương thật sự tốt bụng như vậy nhưng vẫn không nhịn được hỏi lại, ngươi ngược lại nói một chút, ngươi có biện pháp gì để cho truyền thông không quấy rầy tôi nữa? Những người bên truyền thông kia căn bản tất cả đều là chó điên. Nói chuyện cũng không có chút hữu dụng gì à. À, bây giờ vì chính bản thân ông là một tin tức nóng hổi lớn, bọn họ tự nhiên sẽ đuổi theo ông không thả. Nam nhân đầu kia điện thoại di động cười một tiếng sau đó mở miệng nói, chỉ cần ông triệt tiêu kiện tụng, trước mặt công chúng giải quyết hết thảy chân tướng, nói rõ ông là vì tiền mà bêu xấu Hàn Thiên Vũ, mọi chuyện đều có thể như nước chảy mây trôi. Chẳng mấy chốc mà nhiệt độ của việc này sẽ tiêu tan, truyền thông đương nhiên sẽ không để ý đến ông nữa. Triệu Đại Dũng hoảng hốt trong chốc lát sau đó giận dữ nói, ngươi cho tôi là người ngu sao, ngươi là người Hàn Thiên Vũ phái tới phải không? Nếu hắn nói ra thì một phân tiền cũng đều không lấy được, rồi hắn còn có thể mang thêm một tội danh khác nữa chứ. Hắn trừ phi là kẻ ngu ngốc mới làm như vậy. Nghe âm thanh Triệu Đại Dũng nổi giận đầu kia điện thoại di động cũng rất là nhàn nhã đáp lại, Triệu tiên sinh. Chỉ sợ người hồ đồ là ông thôi, chẳng lẽ ông cho tới bây giờ còn có suy nghĩ muốn cầm tiền bồi thường nữa sao? Trước đó Hoàn Cầu đúng là có dự định cho ông tiền giải hòa, nhưng đó là bởi vì áp lực của dư luận mà thôi, bọn họ lo lắng nếu kéo dài thời gian, ngoài chuyện Hàn Thiên Vũ bị phá hủy còn sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của công ty. Nhưng bây giờ tình hình không giống nhau nữa, bây giờ công chúng đã đứng ở bên Hàn Thiên Vũ cho nên Hoàn Cầu không cần kiêng kỵ dư luận. Vì vậy ông nếu tự mình đệ trình những chứng cứ kia thì trong lòng mình cũng biết căn bản là không cách nào định tội được đối với Hàn Thiên Vũ cả. Người đầu kia điện thoại di động dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng nói, trước đây, ông có thể không có sợ hãi, đó là bởi vì toàn thế giới cũng đứng bên ông, mà bây giờ, hai. Nếu ông nói ra tất cả chân tướng của sự việc, truyền thông không có chuyện gì có thể đào thêm được nữa, bọn họ chỉ xào lấy thông tin đó vài ngày mà thôi, sau đó tự nhiên sẽ gió êm sóng lặng.
nhưng chỉ cần ông một ngày không rút án kiện lại, chỉ cần sự tình một ngày không có kết quả, chắc chắn sẽ không ngừng có người chú ý tới ông, nắm chặt ông không thả, đời này của ông đều sẽ sống trong sự dây dưa của truyền thông cùng tiếng chửi rủa của thế nhân nha, ông tự mình suy nghĩ lại đi. Chương 275, chân tướng rõ ràng. Tiếp xong cuộc gọi đến từ số điện thoại xa lạ này, Triệu Đại Dũng lâm vào yên lặng hồi lâu. Câu nói sau cùng của người kia không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu óc của hắn. Ông cả đời này đều sẽ sống trong sự dây dưa của truyền thông cùng tiếng chửi rủa của thế nhân. Mới mấy ngày ngắn ngủi thôi mà hắn cũng đã muốn nổi điên lên rồi chứ huống chi là cả đời. Mặc dù không biết người gọi điện thoại đến cho hắn Triệu Đại Dũng là ai nhưng điều hắn, Diệp Oản Oản, nói tới tất cả đều là sự thật. Trước kia hắn không có sợ hãi là bởi vì truyền thông cùng dân chúng đều đang bảo hộ cho hắn. Nhưng bây giờ đã không có người nào muốn tin tưởng hắn nữa rồi, nguyên bản những người đang đứng ở bên hắn nay toàn bộ đều đã đối lập với hắn, hắn không chỉ không uy hiếp được Hàn Thiên Vũ nữa mà còn bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Nghĩ tới điều này tâm lý phòng tuyến cuối cùng của Triệu Đại Dũng dần dần tan vỡ. Mấy ngày sau, ngay lúc ở trên mạng tiếng hô muốn chinh phạt Triệu Đại Dũng càng lúc càng kịch liệt, sự tức giận của dân chúng thậm chí diễn ra nhiều hơn lần sau sự kiện có thể gọi là mang tính bạo lực gia đình đó. Trên Weibo của Triệu Đại Dũng đăng một tin lên trên đó tỏ vẻ muốn tổ chức thêm một buổi họp báo nữa, nói rõ ràng tất cả chân tướng sự việc cho mọi người biết. Buổi họp báo ngày đó, hiện trường người ta ra vào tấp nập, tình cảnh so với lần trước còn lớn hơn gấp mấy lần. Vợ chồng Triệu Thị hai người cúi thấp đầu, vẻ mặt hối lỗi đứng ở trước mặt giới truyền thông cùng dân chúng đang phẫn nộ tức giận. Triệu Đại Dũng mặt mũi khô cằn, sắc mặt vàng vọt, dưới sự công kích của dư luận điên cuồng mấy ngày liên tiếp vừa qua. Giờ nhìn thấy họ trên trán của hắn đầy vẻ kinh hoàng và sợ hãi. Buổi họp báo mới vừa bắt đầu, hắn cơ hồ là không kịp chờ đợi vội vàng dùng những lời giải thích đã sớm chuẩn bị mở miệng nói, Hàn Thiên Vũ căn bản cũng không có làm việc bỉ ổi cùng như xâm phạm qua nữ nhi của tôi, hết thảy các thứ này đều là tôi tự biên tự diễn, tôi vì muốn lấy được tiền bồi thường mới cố ý tạo ra lời nói dối như vậy. Là tôi dạy con gái mình nói những lời như trong đoạn ghi âm để làm lời khai. Cũng chính tôi thuyết phục vợ tôi giúp tôi cùng nhau lừa dối truyền thông, nhưng tôi thật sự không phải có sở thích luyến đồng, cũng không đối với con gái mình làm qua những chuyện kia, tôi từ đầu đến cuối mục đích chỉ là muốn đòi được một khoản tiền lớn từ Hàn Thiên Vũ mà thôi. Nghe được lời nói của Triệu Đại Dũng, trong chốc lát yên lặng ngắn ngủi sau đó, toàn trường xôn xao. Trời ạ, Hàn Thiên Vũ thật sự là bị bêu xấu. Hai vợ chồng này rốt cuộc là tâm can đen tối như thế nào a? Đối với người có lòng tốt trợ giúp mình bọn hắn lại có thể làm ra những chuyện không có lương tâm như vậy. Quả thật là vô sỉ đạt đến cảnh giới cao nhất rồi. Triệu Đại Dũng một lòng muốn truyền thông bỏ qua cho chính mình, cho nên vô cùng thành khẩn mở miệng nói xin lỗi, tôi đã đi tòa án hủy bỏ kiện tụng, thật xin lỗi, thực sự vô cùng xin lỗi, thật xin lỗi những người truyền thông cho tới nay giúp đỡ bọn tôi, thật xin lỗi những người trên mạng đã ủng hộ khích lệ chúng tôi có lỗi với con gái tôi, với thê tử của tôi. Và dĩ nhiên người mà tôi phải xin lỗi nhiều nhất vẫn là Hàn Thiên Vũ tiên sinh. Tôi thực sự biết lỗi rồi, là tôi bị ma quỷ ám ảnh dầu mỡ heo làm tâm trí mê muội, cầu xin mọi người tha thứ cho tôi. Ngoặc kép, Triệu Đại Dũng nói xong cúi gập người thật sâu một cái, Lý Xảo Hồng bên cạnh cũng đồng thời làm theo nói với tất cả công chúng lời xin lỗi. Mọi người nghe hai vợ chồng nói xin lỗi, tất cả đều đầy căm phẫn tức giận mà mắng. Nói xin lỗi thôi là được sao? Mấy người quả thực coi chúng ta là kẻ ngu dễ dàng đùa bỡn mà. Mấy người có ác ý lại tiêu phí sự đồng tình của chúng ta, thật sự là quá đáng quá mà. Ở hiện trường đám fan trung thành của Hàn Thiên Vũ, nghe được Triệu Đại Dũng nói lời xin lỗi, toàn bộ cũng không nhịn được kích động đến lã chã rơi lệ. Ta biết ngay mà, Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy đâu. Những lời này giới truyền thông cùng người trên mạng còn không thấy ngại sao, họ đã đứng về phía vợ chồng Triệu Đại Dũng nói xấu Thiên Vũ. Bây giờ vợ chồng Triệu Thị đã xin lỗi thì chính bọn hắn chẳng lẽ không phải là người cũng nên nói xin lỗi sao? Cũng còn may là bọn chúng ta đến. Chúng ta rốt cuộc cũng chờ được rồi. Chờ đến ngày chân tướng được làm rõ ràng. Chính nghĩa có thể sẽ tới trễ nhưng chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Cẩm Viên. Đang xem live Diệp Oản Oản nghe mọi người cùng hô lên câu kia làm người nghe nhiệt huyết sôi trào. Chính nghĩa có thể sẽ tới trễ nhưng chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Trong lòng khó tránh khỏi có chút than thở. Những lời này xuất từ một câu ngạn ngữ, nguyên văn thật ra là, Justice delay is justice denied,
Ý là, chính nghĩa đến trễ ngang hàng với hủy bỏ chính nghĩa, sau đó ở trong quá trình phiên dịch, mới từ từ diễn hóa thành cách giải thích này. Kiếp trước Hàn Thiên Vũ chờ đến khi chính nghĩa xuất hiện, nhưng khi đó, toàn bộ cuộc đời của hắn đều đã bị phá hủy, chính nghĩa đến chậm còn có ý nghĩa gì đâu. Chính nghĩa đến sau căn bản không xứng đáng kêu là chính nghĩa. Chương 276, tại sao là một nữ nhân? Trong một nhà trọ xa hoa nào đó. Tại thời điểm Triệu Đại Dũng nói ra chân tướng sự việc, hơn nữa còn chính mình tự nói lời xin lỗi trong nháy mắt, Phí Dương đang vô cùng khẩn trương đến thở mạnh cũng không dám lại kích động, trực tiếp nhảy cỡn lên, nói 7 ngày thật đúng là 7 ngày sao. Một ngày cũng không kém a. Tuyệt, tôi vẫn nghĩ không ra làm sao Diệp Bạch dùng cách gì để giúp cậu chứng minh sự trong sạch của mình, không nghĩ tới biện pháp đó lại là để cho Triệu Đại Dũng chính miệng nói ra chân tướng. Lần này cậu hoàn toàn không lo gì về sau nữa rồi. Lần này thật sự là quá tốt rồi. Cũng còn may là lần trước trong hội nghị cậu lựa chọn ủng hộ cùng tin tưởng Diệp tiên sinh. Chu Văn Bân cái đồ tê âm trùng lên não đó, tính toán hay thật, một lòng mong chờ cậu ngã đài, lúc đó công ty liền có thể xem trọng người dưới tay hắn. Tôi thấy với tình hình này hắn làm sao còn có thể đắc ý được nha. Phí Dương giống như đang tự mình độc thoại cùng kích động, nhưng lại phát hiện Hàn Thiên Vũ đang không yên lòng nhìn chăm chú vào điện thoại di động của mình, vì vậy kêu Thiên Vũ một tiếng. Thiên Vũ nghĩ gì vậy, cậu thấy không, Triệu Đại Dũng ngay trước mặt mọi người nói xin lỗi với rồi rồi đấy. Thấy được rồi, Hàn Thiên Vũ vẫn ở chỗ cũ tái máy điện thoại di động của mình. Phí Dương thấy vậy suy nghĩ một chút rồi hỏi lại, cậu có phải đang đợi điện thoại của Diệp Bạch hay không? Cũng đã nhiều ngày như vậy rồi hắn sao lại không có gọi điện thoại qua nha, để tôi tới gọi hỏi một chút đi. Phí Dương nói xong liền nhấn một dãy số thực hiện một cuộc gọi điện thoại. Kết quả, điện thoại di động reo nửa ngày đều không có người tiếp. Làm sao lại không nhận cơ chứ? Phí Dương nghi ngờ lẩm bẩm. Phí Dương bên này đang muốn cắt đứt, điện thoại di động rốt cuộc cũng nối được máy. Sau đó truyền đến một âm thanh vô cùng ngọt ngào mềm mại ôn nhu, alo vị nào ở đầu dây vậy? Phí Dương bị cái giọng nói mềm mại như con gái đầu kia điện thoại di động làm hoảng sợ một chút, sau đó mới lên tiếng hỏi lại, hích, cô là? Hàn Thiên Vũ cũng đang đứng gần đó, mơ hồ nghe được người tiếp điện thoại chính là một nữ nhân, cau mày hỏi, gọi nhầm số rồi sao? Phí Dương nhìn chăm chú điện thoại di động nhìn một cái trả lời lại, không có a, chẳng lẽ tôi ấn sai sao? Tại sao người nghe máy lại là một nữ nhân chứ? Thiên Vũ, cậu đem dãy số lại cho tôi nhìn lại một chút. Cùng lúc đó, trong Cẩm Viên, Diệp Oản Oản mới vừa nhìn xong buổi phát sóng trực tiếp, chuẩn bị đi tắm, đang tìm thay đồ thì nghe được điện thoại di động reo lên. Bởi vì là số lạ, cô không suy nghĩ nhiều, lại thuận tay nhận lấy, ai ngờ, mới vừa kết nối liền nghe được bên kia truyền tới một chuỗi thanh âm có chút quen thuộc, càng hình như là Phí Dương. Trời ạ! Diệp Oản Oản lúc này mới gấp vội vàng che điện thoại di động, hắng giọng một cái, tiếp xúc đổi qua giọng nam nói, alo người đại diện Phí, sao tôi là Diệp Bạch đây? Trước đây có nghiên cứu một chút phương pháp đổi giọng, rất nhanh liền nắm giữ được bí quyết, hoán đổi coi như khá thuận lợi, bất quá chỉ là lâu lâu không để ý sẽ dễ dàng xuất hiện tình huống khó chống đỡ như vậy, xem ra sau này còn phải cẩn thận hơn một chút nữa. Nghe tới điện thoại di động đầu kia truyền tới âm thanh của Diệp Bạch, Phí Dương lúc này mới một lần nữa đưa tay nhận máy, Diệp tiên sinh, tôi còn tưởng rằng tôi gọi nhầm số rồi đấy. Mới vừa rồi chính là... Phí Dương theo bản năng bát quái hỏi lại một câu. Diệp Oản Oản thuận miệng trả lời, là bằng hữu của tôi. Phí người đại diện, có chuyện gì sao? Phí Dương nghe vậy, vẻ mặt nhất thời có chút ý vị sâu xa. Bằng hữu trễ như vậy còn ở chung với nhau, người bằng hữu này sẽ không phải là bạn gái đi. Bất quá người ta dáng dấp đẹp trai như vậy, có bạn gái cũng là chuyện rất bình thường a. Phí Dương phục hồi tinh thần lại, gấp vội mở miệng nói, cậu kêu tôi là Phí Dương đi, cũng không có chuyện gì, chính là muốn nói cùng cậu là buổi phát sóng trực tiếp kia tôi cùng Thiên Vũ đã nhìn rồi, Diệp huynh đệ cậu quá trâu bò rồi. Không chỉ nghịch chuyển dư luận, còn hung hăng trả thù tên khốn kia, cuối cùng hoàn toàn trả lại thanh bạch cho Thiên Vũ chúng ta rồi. Thực sự rất cảm tạ cậu. Cậu có nhu cầu gì có thể nói với tôi nha. Dương ca khách khí rồi, đồ vật mà tôi muốn tôi sẽ tự đi tìm Chu Tổng lấy. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Phí Dương thấy đối phương ngôn ngữ thẳng thắn, ngược lại thì thêm mấy phần hảo cảm, vậy cũng tốt. Lúc này, một bên Hàn Thiên Vũ đưa tay ra, ra hiệu Phí Dương đưa máy cho chính mình. Diệp huynh đệ, Thiên Vũ muốn nói chuyện với cậu. Phí Dương đưa máy giao cho Hàn Thiên Vũ. Hàn Thiên Vũ trầm mặc mấy giây.
cuối cùng vẫn chỉ nói hai chữ cảm ơn. Diệp Oản Oản nghe Hàn Thiên Vũ cảm ơn, cười một tiếng mở miệng nói, nếu thật sự muốn cảm ơn tôi thì ngày nào có cơ hội giúp tôi ký tên đi tôi đưa cho bằng hữu của tôi. Cô ấy nhất định rất cao hứng. Giọng của Hàn Thiên Vũ trịnh trọng gật gật đầu nói lời đáp ứng với cô, được. Chương 277, Lão Hồ Ly Nham Hiểm. Trước khi đi ngủ, Diệp Oản Oản mở ra trang web xem lại một chút tất cả các tin tức có liên quan đến Hàn Thiên Vũ. Fan của Hàn Thiên Vũ vui mừng khôn xiết, nhanh chóng truyền cho nhau biết, truyền thông cùng bạn trên mạng cũng rối rít hướng Hàn Thiên Vũ nói lời xin lỗi, hơn nữa lần nữa đưa ra những chuyện từ thiện Hàn Thiên Vũ từng làm qua. Sự kiện lần này xem như đã giải quyết viên mãn, không chỉ như thế, còn giúp nhân khí của Hàn Thiên Vũ tăng vọt gấp mấy lần, ngay cả Giang Yên Nhiên trước kia dựa vào lý lẽ biện luận giúp Hàn Thiên Vũ nói chuyện nhưng lại bị bạn trên mạng công kích cuối cùng cũng được xem là đi với bụt mặc áo cà sa, hưởng được danh tiếng thơm lây của Thiên Vũ, được gọi là fan đẹp nhất. Hiện tại, ngày mai cô muốn đi tìm Chu Hồng Quang thực hiện lời hứa của hắn. Ngày thứ hai, giải trí hoàn cầu. Khác so với lần trước thiếu chút nữa cô bị bảo an đuổi đi, lần này, Diệp Oản Oản lại trở thành thượng khách, do Chu Hồng Quang đặc biệt gọi người xuống dẫn cô đến trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Mới vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, Chu Hồng Quang lập tức từ gỗ lim trên ghế ngồi đứng lên, vẻ mặt vui thích mà vỗ tay cười to nói, sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Diệp huynh đệ thật là tuổi trẻ tài cao. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Diệp Oản Oản lễ phép một gật đầu, Chu Tổng quá khen rồi. Ngồi một chút, Chu Hồng Quang bắt chuyện kéo cậu thanh niên ngồi xuống, lại phân phó người đặc biệt đi chuẩn bị nước trà. Chu Hồng Quang điểm một điếu xì gà, tâm tình rất tốt mà mở miệng nói, Diệp huynh đệ lần này rất hoàn mỹ. Phi thường hoàn mỹ, Thiên Vũ không chỉ được bảo vệ an toàn, nhân khí còn tăng mạnh, hoàn cầu chúng ta cũng là danh tiếng vang xa. Cái lối làm việc này, so với nhiều người từng hành nghề nhiều năm trong giới showbiz không phải ai cũng có được đâu. Diệp huynh đệ đúng là một nhân tài khó có được. Không tệ, không tệ. Diệp Oản Oản lặng lặng mà ngồi ở nơi đó uống trà tính khí nhẫn nại nghe, đợi hồi lâu, thấy Chu Hồng Quang chính là không đề cập tới chính sự, dùng tay khêu một lá trà trong ly, ung dung thản nhiên nhắc nhở Chu Tổng ngài hài lòng là tốt rồi, như thế, Chu Tổng cam kết của ngài với ta hai thì. Nhìn trí nhớ của tôi này, Chu Hồng Quang lúc này mới diễn một bộ dáng vẻ mới vừa nhớ tới, búng xì gà một cái, xuất ra một chồng tài liệu. Đẩy tới trước mặt cô, Diệp huynh đệ yên tâm, thứ cậu muốn, tất cả Chu mỗ cũng đã sớm giúp cậu sắp xếp xong xuôi cả rồi. Diệp Oản Oản nhấc mắt nhìn qua, chỉ thấy phía trên tài liệu kia là tài liệu thông tin chuyển nhượng bất động sản Kim Đô Bích Hải. Nhìn thấy bốn chữ vô cùng quen thuộc kia, Diệp Oản Oản ánh mắt lóe lên muốn đưa tay tới đón. Nhưng mà, ngay khi ngón tay của Diệp Oản Oản đụng phải phần văn kiện kia trong nháy mắt, Chu Hồng Quang lại đột nhiên mở miệng nói, Diệp huynh đệ a, nói thật với cậu. Chỗ bất động sản này đối với tôi mà nói có ý nghĩa phi thường đặc thù, tôi đối với nó yêu thích vô cùng, bất quá nếu Diệp huynh đệ giúp tôi một chuyện như vậy, cậu lại là người coi trọng nó, coi như khó mà dứt bỏ thì Chu mỗ cũng sẽ giữ đúng cam kết. Nói tới chỗ này, thân thể Chu Hồng Quang hơi hơi nghiêng về phía sau, tựa vào trên ghế ngồi bằng da thật chuyển đề tài nói tiếp, Diệp huynh đệ cậu cũng biết, cái khu vực nhà ở đó đúng là khu vô giá ở thành phố, nhưng mà, cậu một thời gian nữa rất nhanh sẽ thành người trong nhà rồi. Chúng ta nếu đã là người một nhà không nói hai lời, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cậu thua thiệt, như vậy đi, cậu chỉ cần cho tôi 7 phần tiền phòng, phòng này sẽ là của cậu. Chu Hồng Quang một bộ dáng vẻ sảng khoái nói. Mà nghe xong lời nói của Chu Hồng Quang ánh mắt của Diệp Oản Oản nhất thời chính là lóe lên. Chu Hồng Quang thật không hổ là con cáo già nổi danh. Thời điểm lúc trước cô nói, ý của cô là trực tiếp muốn căn nhà này, hiện tại hắn lại có thể trộm đổi khái niệm, muốn bán cho cô. Chu Hồng Quang cái con cáo già này, làm sao lại không biết, coi như chỉ là chiết khấu 70% thôi thì đối với người thường mà nói đó cũng là một khoản tiền vô cùng lớn rồi. Chương 278, người tùy cậu chọn. Nhưng mà, trên mặt của Diệp Oản Oản lại không có quá nhiều tâm tình, khóe miệng kéo lên một đường cong. Cô chỉ biết tên Chu Hồng Quang này tuyệt đối sẽ không phúc hậu mà tuân thủ cam kết với cô như vậy. Bất quá, vậy thì như thế nào chứ? Chu Hồng Quang nghĩ muốn nhìn thấy sắc mặt đối phương đại biến, nhưng lại phát hiện trên mặt của Diệp Oản Oản không có chút nào tức giận cùng vẻ không cam lòng, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, bất quá trên mặt vẫn là bộ dạng trung hậu giả nhân giả nghĩa kia nói, cậu yên tâm đi, hiệp nghị tôi đều nghĩ tốt rồi, phòng này tôi nhất định sẽ giữ lại cho cậu.
Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu mày, nụ cười nơi khóe miệng càng đậm hơn, cặp con ngươi nhiếp nhân tâm kia nhấc lên, lướt qua gương mặt rối trá giả nua của Chu Hồng Quang kia đáp lại, vậy thì cảm ơn Chu Tổng. Chu Hồng Quang trong lúc nhất thời có chút không hiểu Diệp Oản Oản rốt cuộc là muốn làm gì, bất quá nhiều năm đã rèn luyện qua, để cho hắn đem tâm tư của mình giấu đến cực sâu, hắn ra vẻ lãnh đạm bình tĩnh cười cười, ngay sau đó lại cầm một phần hợp đồng đưa cho cô, chức vị của cậu tôi cũng đã giúp cậu sắp xếp xong xuôi rồi, hoàn toàn là dựa theo yêu cầu của cậu mà làm, cậu nhìn thử một chút đi, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta hôm nay có thể ký hợp đồng ngay lập tức. Ồ vậy thì thật là để cho Chu Tổng phí tâm rồi. Nói xong Diệp Oản Oản liền cầm hợp đồng lên nhìn một cái, chỉ mới vừa lật tới trang thứ nhất, hai con ngươi của Diệp Oản Oản liền hơi hơi nheo lại. Cái này căn bản cũng không phải là hợp đồng với giải trí Hoàn Cầu, mà là hợp đồng làm người đại diện cho một công ty giải trí dưới cờ của Hoàn Cầu, công ty truyền thông Quang Diệu. Giải trí Hoàn Cầu dưới đó có rất nhiều công ty con, thực lực của truyền thông Quang Diệu là yếu nhất, dưới cờ duy nhất chỉ có Cung Húc thủ hạ mang danh nghệ sĩ dưới trướng của Chu Văn Bân. Có thể nói là con cờ duy nhất của Chu Văn Bân. Chu Hồng Quang lời nói thành khẩn mở miệng nói, tình cảnh hiện nay của Quang Diệu đúng là có chút chật vật, cơ hồ toàn bộ công ty đều chỉ dựa vào một cá nhân nghệ sĩ để chống giữ, thật sự là làm cho tôi rất đau đầu. Mà Diệp Bạch, biểu hiện lần này của cậu đúng là làm tôi phi thường kinh ngạc, tôi thận trọng suy tính rất lâu, mới quyết định đem trọng trách này giao cho cậu nha, tôi tin tưởng lấy năng lực của cậu nhất định có thể dẫn Quang Diệu đi ra hoàn cảnh khó khăn. Ngón tay của Diệp Oản Oản nhẹ nhàng gõ vào ly trà bằng sứ, nghe xong trong lòng liên tục cười lạnh. Không hổ là Chu Hồng Quang, lại có thể đem cô, Lưu Đầy, nói đến dễ nghe như vậy. Cha cô cùng với Chu Hồng Quang tranh đấu đã nhiều năm, cô sớm đã biết rõ Chu Hồng Quang là người xảo trá, trong vòng giải trí này nổi danh là người khẩu Phật tâm xà, luôn bày một khuôn mặt tươi cười nhưng lại có thể đem người khác vướng phải cái bẫy của hắn rồi không còn sót lại miếng xương nào cả. Những trò lừa bịp như thế này của Chu Hồng Quang cô sao lại không đoán được chứ? Chu Hồng Quang chẳng qua chỉ là thấy cô lần này ứng đối hoàn mỹ, vừa muốn dùng cô lại sợ khống chế không được cô, cho nên hắn tự nhiên muốn cho cô một cái hạ mã uy, hơn nữa còn thiết kế rất nhiều thủ đoạn để có thể kềm chế được cô. Thấy Diệp Oản Oản không nói lời nào, Chu Hồng Quang lại đưa một xấp tài liệu thật dày đi qua rồi nói, tôi đã ra lệnh cho bên Quang Diệu để cho các bộ phận toàn lực phối hợp với công việc của cô. Mặt khác, tất cả nghệ sĩ các của Quang Diệu ngoại trừ Cung Húc hắn là một mực đi theo Văn Bân lão nhân rồi, nếu nửa đường đổi người đại diện thì không tốt cho lắm, những người khác cậu đều có thể tùy ý lựa chọn, tôi cho cậu quyền hạn lớn nhất. À, tùy ý chọn. Toàn bộ Quang Diệu ngoại trừ Cung Húc không có nghệ sĩ nào có thể làm việc được nữa, vậy cô có thể chọn ai đây? Diệp Oản Oản cũng không muốn cùng Chu Hồng Quang lão cáo già này dài dòng làm gì nữa. Chỉ là cầm lên danh sách mà Chu Hồng Quang đã chuẩn bị cho cô lên không nhanh không chậm lật xem. Ở trong một chồng tài liệu đó, căn bản không có một người được xem là nghệ sĩ, Chu Hồng Quang ngoài miệng nói phóng khoáng thế thôi, nhưng trên thực tế khắp nơi đều tạo chứng ngại để làm ngáng chân cô. Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên mà lật từng tờ một. Ngay tại thời điểm cô lật tới một trang cuối cùng, ngón tay hơi dừng lại một chút, ánh mắt lặng lẽ rơi vào một cái tên ấn trong góc kia. Chương 279, tôi muốn anh ta. Lạc Thần, 21 tuổi, học viên của trường điện ảnh đào tạo chuyên nghiệp tại Đế Đô, cho ra đời tác phẩm tiêu biểu Kinh Long. Đối với cái tên Lạc Thần này, Diệp Oản Oản hơi có chút ấn tượng, bởi vì cô rất mê võ hiệp cho nên tất nhiên sẽ xem qua phim truyền hình võ hiệp kinh điển Kinh Long. Nếu như cô nhớ không lầm thì cái tên Lạc Thần này năm 18 tuổi đã xuất đạo rồi, trong Kinh Long đóng vai nam phản diện thứ hai nhân vật đại boss, một đêm liền bùng nổ. Khởi điểm như vậy, cộng thêm giá trị nhan sắc, vốn nên thuận buồm xuôi gió tiến vào giới giải trí nhưng sau đó chẳng biết tại sao lại bật vô âm tín. Phần sơ lược lý lịch của Lạc Thần đơn giản đáng thương, ngoại trừ Kinh Long là một tác phẩm duy nhất được mọi người biết đến thì từ khi vào nghề đã 3 năm ngay cả một vai nhân vật quần chúng cũng chưa từng có. Phần sơ lược lý lịch này điểm sáng duy nhất chỉ có tấm hình của anh ta mà thôi. Trong tấm ảnh, dưới ánh trời chiều trên bãi tập, thiếu niên mặc áo t-shirt màu trắng cùng quần jean ngồi ở trên lan can đón gió, nhìn vô cùng sạch sẽ, chất tóc mềm mại được thổi bay trong gió trông có chút xốc xếch, trong con mắt tràn đầy vẻ bồng bột, tinh thần phấn chấn. Với giá trị nhan sắc và khí chất như thế này, Lạc Thần đã từng mang danh hiệu mối tình đầu quốc dân. Chỉ tiếc là 3 năm bạt vô âm tín đã sớm để cho danh hiệu mối tình đầu quốc dân bị mọi người quên lãng. Theo lẽ thường mà nói,
với một diễn viên quá mờ nhạt như vậy căn bản không có khả năng trong vòng một khoảng thời gian ngắn có thể làm người khác chú ý nhiều đến mình. Cho nên Lạc Thần sẽ không thể giúp Diệp Oản Oản kiếm đầy tiền ngay lập tức được. Nhưng thời điểm Diệp Oản Oản nhìn đến tên của Lạc Thần, đáy mắt lại lóe lên một nụ cười. Cô sớm đã đoán được Chu Hồng Quang sẽ không an bài cho cô ở lại tổng công ty, cũng sẽ không để cho cô đi tới nơi nào tốt đẹp cả, cho nên cô liền đoán được Chu Hồng Quang sẽ đem cô đưa đi, lưu đày, đến nơi cằn cỗi không có nhân tài truyền thông Quang Diệu. Mà, Diệp Oản Oản từ đầu đến cuối ngay cả nghệ sĩ số 1 cũng bỏ qua, người cô muốn chính là Lạc Thần. Dựa theo trí nhớ của cô, không lâu sau, Lạc Thần sẽ có một cơ hội lần nữa tỏa sáng, nếu cơ hội này chỉ cần cô nắm thật tốt thì có thể để cho Lạc Thần lần nữa trở thành một hiện tượng mới trong giới showbiz. Nhưng trong ký ức kiếp trước của cô, Lạc Thần chẳng biết tại sao bỏ lỡ cơ hội này, tựa như khi hắn 18 tuổi thời điểm đang nổi tiếng nhất lại đột nhiên mai danh ẩn tích. Sau đó, hai chữ Lạc Thần này liền không xuất hiện trong tầm mắt của mọi người nữa. Bất quá lần này cô sẽ không dễ dàng để cho Lạc Thần bỏ qua một cơ hội tốt như vậy được. Cô sẽ để cho Lạc Thần một lần nữa quét sạch toàn bộ giới giải trí. Nghĩ tới đây, ngón tay của Diệp Oản Oản chỉ vào tập tài liệu dừng lại ngay tên của Lạc Thần, trực tiếp mở miệng nói tôi muốn anh ta. Chu Hồng Quang thuận theo ngón tay của Diệp Oản Oản chỉ định nhìn sang, trên mặt xẹt qua vẻ ngoài ý muốn, cậu xác định đây là người cậu muốn sao? Ngoặc kép. Chu Hồng Quang hơi kinh ngạc vì sự lựa chọn của Diệp Oản Oản, nghệ sĩ của truyền thông Quang Diệu không có mấy ai lên được sân khấu. Bất quá Diệp Oản Oản chọn người này so với người khác càng trong suốt hơn, ngay cả chính bản thân ông ta cũng đã quên mất có một người tồn tại như vậy rồi. Xác định, Diệp Oản Oản không chút nào muốn thay đổi ý kiến của mình. Chu Hồng Quang thấy cô thái độ kiên quyết, trong lòng không khỏi hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Trước kia nhìn cô có thể xử lý tốt chuyện của Hàn Thiên Vũ, ông ta còn tưởng là Diệp Bạch này có khả năng lớn, bây giờ xem ra, mặc dù là có chút năng lực nhưng nhãn lực nhìn người kém quá nhiều. Tên nghệ sĩ này ông ta chưa từng nghe qua, hình như từng nổi tiếng thông qua một bộ phim võ hiệp nhưng sau đó lại không có tham gia bất kỳ tác phẩm nào nữa, hoàn toàn không có chút hào quang nào cả, chẳng qua chỉ có một gương mặt đẹp mà thôi. Trong giới giải trí dáng dấp đẹp mắt có quá nhiều người rồi, hàng năm người giống như anh ta không biết bị dìm chết biết bao nhiêu lần. Diệp Bạch này cuối cùng cũng chỉ là người trẻ tuổi mà thôi, nhuệ khí có thừa nhưng kinh nghiệm chưa đủ. Chương 280, boss nhà cô đang cùng tôi giận dỗi đấy. Chu Hồng Quang vốn có ý định để cho mình chịu thiệt một chút, cho nên đối với cái kết quả này ngược lại khá giống với những gì mà ông ta mong muốn, vì vậy ông ta cũng không muốn đưa ra lời khuyên, bút lớn vung lên một cái, trực tiếp ở trên một phần văn kiện ký tên lên, được, người này hiện tại liền thuộc về cậu rồi, cậu cầm lấy cái này, trực tiếp đi tìm Văn Bân làm thủ tục bàn giao là có thể hợp tác với cậu ta. Diệp Oản Oản đồng dạng ở trên hiệp ước ký xuống tên của mình, tạ ơn Chu Tổng. Phòng làm việc của cậu tôi đã để cho người xử lý thỏa đáng, nhà trọ nhân viên tất cả đều là đãi ngộ cấp cao, hôm nay cậu liền có thể tới nhìn một chút, nếu như có chỗ nào không hài lòng cứ thoải mái đề cập với tôi. Chu Hồng Quang nâng cao bụng bia của mình, đem một chùm chìa khóa đặt ở trước mặt Diệp Oản Oản mở miệng cười nói, ha ha, Diệp Bạch, làm rất tốt. Tôi kỳ vọng rất lớn ở cậu nha, cố gắng lên. Diệp Oản Oản nhận lấy chìa khóa liếc nhìn mấy chữ mạ vàng trên chìa khóa. Vạn cảnh danh uyển. Về phòng trọ, Chu Hồng Quang ngược lại không có lừa cô, đúng là nhà trọ cho nhân viên tốt nhất hoàn cầu, không ít kim bài, người đại diện cùng minh tinh tai to mặt lớn đều ở đây. Thời điểm Hàn Thiên Vũ muốn tránh dư luận cũng ở bên đây một thời gian. Hôm nay cô muốn đi nhìn nhà trọ một chút, nghỉ ngơi rồi hãy nói đến chuyện tiếp theo. Căn cứ vào khoảng thời gian này mà cô quan sát được, Tư Dạ Hàn quả thật giống như thật sự làm theo cam kết của anh với cô. Hoàn toàn không có nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của cô cả, nhưng chuyện dọn ra khỏi Cẩm Viên là chuyện lớn, cho nên cô không có nắm chắc chuyện đó có thành công hay không. Đi ra khỏi cao ốc Hoàn Cầu, Diệp Oản Oản trước tiên muốn thử thăm dò tâm tư của Tư Dạ Hàn bằng cách gửi đi một tin nhắn ngắn. Anh yêu à, ngày hôm nay em đã đi đến Hoàn Cầu, công tác đã giải quyết sắp xếp xong rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ngày mai em sẽ bắt đầu đi làm, vì vậy việc tiếp tục ở chỗ của anh có chút không tiện lắm, cho nên em phỏng chừng có thể sẽ chuyển tới nhà trọ nhân viên bên kia để ở. Bình thường cô gửi tin nhắn qua Tư Dạ Hàn đều rất nhanh sẽ trả lời lại với cô, nhưng lần này, lại giống như đá chìm đáy biển, chậm chạp mãi mà không có bất kỳ dấu hiệu trả lời nào cả. Chờ thật lâu đều không đợi được tin nhắn phản hồi, Diệp Oản Oản lại gửi cho Hứa Dịch một tin nhắn, trợ lý Hứa,
Tư Dạ Hàn đang làm gì vậy? Tôi mới vừa gửi cho anh ấy một cái tin nhắn, anh ấy đã nhìn thấy hay chưa vậy? Một lát sau, Hứa Dịch trả lời cô, ách, ngài ấy đang mở cuộc họp. Mới vừa rồi có nhìn điện thoại di động, chắc là đã thấy được rồi đó, bà cô nhỏ của tôi ơi, cô gửi cho ngài ấy tin gì vậy? Mặc dù Hứa Dịch không có nói Tư Dạ Hàn sau khi thấy tin nhắn của cô có phản ứng gì nhưng chỉ cần dựa vào giọng nói của Hứa Dịch, cô cũng có thể đoán được rồi. Quả nhiên là tức giận. Diệp Oản Oản đỡ chán, khẽ thở dài. Cô cũng không có cách nào khác, dù sao cũng là người đại diện cho nên không thể ở cách nghệ sĩ quá xa. Rất nhiều người đại diện thậm chí là cùng với nghệ sĩ của mình ở chung một chỗ, để có thể tùy thời ứng phó những loại tình huống đột ngột phát sinh. Cho nên việc cô ở lại Cẩm Viên thật sự không thuận tiện, cô sớm muộn gì cũng phải đi nên bước thông báo này cho Tư Dạ Hàn khẳng định là không tránh khỏi. Ai, lần trước cô đã dùng hoa hồng rồi. Lần này cô nên dùng tài năng gì để vuốt lông cho tốt đây? Diệp Oản Oản suy nghĩ hồi lâu rồi trở về Cẩm Viên một chuyến, sau đó lại đi một chuyến đến siêu thị để mua đồ. Mua đồ xong, Diệp Oản Oản tính toán đã sắp đến giờ tan việc rồi, lần nữa bắt xe đi đến tập đoàn Tư Thị. Thư ký đã có ấn tượng khắc sâu với cô cho nên vừa nhìn thấy cô, ánh mắt liền sáng lên. Diệp tiên sinh, ngài tìm Tư Tổng sao? Tư Tổng đang có hội nghị, cũng sắp xong rồi. Tôi đưa ngài đi lên. Diệp Oản Oản thiếu chút nữa bị ánh sáng cháy hừng hực trong mắt thư ký kia chọc cho mù mắt, khóe miệng nhỏ cong lên, lễ phép gật đầu một cái đáp lại, cảm ơn cô. Sau khi lên lầu, thư ký trực tiếp dẫn cô đến khu vực đối diện với phòng họp nơi nhân viên có thể ngồi đợi, Tư Tổng hẳn sẽ kết thúc cuộc họp ngay thôi, hay là ngài ở bên này chờ chút đi. Được, Diệp Oản Oản gật đầu một cái, đem đồ trong tay để xuống, sau đó theo bản năng hướng phòng họp nhìn qua. Theo phương hướng này, cô dễ dàng nhìn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh thấy Tư Dạ Hàn đang họp. Tư Dạ Hàn mặt như mang một lớp băng xương đang cùng mọi người nói chuyện dường như phát hiện ra cô, ánh mắt dừng lại trên người cô trong chớp mắt. Diệp Oản Oản đang muốn vẫy tay chào hỏi, Tư Dạ Hàn đã đem tầm mắt dịch chuyển ra chỗ khác rồi. Thư ký tự nhiên không thể bỏ khách quý qua một bên được cho nên liền ở bên cạnh chăm sóc, đồng thời một mực len lén quan sát anh ta. Đàn ông đẹp như tranh vẽ. Da thịt so với phụ nữ còn tốt hơn, gò má hoàn mỹ không một tì vết quả thật là giống như một tác phẩm nghệ thuật, giờ phút này đang nghiêng người chống cằm, hơi có chút ưu sầu mà nhìn chằm chằm về phía phòng họp. Thư ký thấy vậy không khỏi muốn lên tiếng hỏi thăm, Diệp tiên sinh, tôi thấy tâm tình ngài hôm nay giống như không tốt lắm, có chuyện gì xảy ra sao? Thanh niên nhìn chằm chằm mỹ nhân cao quý lạnh lùng bên trong phòng họp, khẽ thở dài đáp, đúng vậy, tâm tình tôi không tốt lắm, boss nhà cô đang cùng tôi giận dỗi đấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 280.